Bạch Nhật phi thăng, cũng chính là huyền đế năm đó cảnh giới kia. Bất luận đan võ đạo, tà đạo, Phật đạo, các loại đạo, chỉ cần ngươi có thể đi đến đầu này đại đạo đỉnh phong, đều có thể phá toái hư không. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là muốn cảm giác ngộ thiên địa pháp thì chí lý, cũng chỉ có cảm ngộ thiên địa mới có thể mở ra cái kia đại môn, để ngươi phi thăng, trở thành chân thần, bất tử bất diệt. Giang Dật lần nữa nghe được nhiệt huyết sôi trào, trong đầu đều là các loại mơ màng, nếu có thể phi thăng, thật có thể trở thành bất tử bất diệt thần linh sao, thần tiên thế giới đến cùng lại là như thế nào? Tốt, lão phu mệt mỏi, ngươi lui ra đi, quay đầu có việc ngươi dùng ảnh hoàng đưa cho ngươi hạt châu màu xanh lục kêu gọi ta tộc nhân đi. Bất quá, nếu là có đại sự, ngươi tốt nhất mời ta xuất mã, lão phu đáp ứng làm cho ngươi hai kiện, tuyệt vô hư ngôn. Âm đế khoát tay áo, có chút mệt mỏi cúi đầu, tiếp tục khẽ vuốt hắn cổ cầm. Giang Dật không dám hỏi nhiều, thật sâu cho âm đế bái, cái này nhân tính cách hoàn toàn chính xác cổ quái, nhưng rất đáng được tôn kính, đây là một cái vì lĩnh hội thần âm thiên kỹ dám đào chính mình con mắt tín đồ cuồng nhiệt. Hắn chậm rãi thối lui, đi đến một cái trong truyền tống trận không dùng người mở ra tự động truyền tống, thân thể của hắn biến mất tại trong sơn cốc. Ai, các loại chờ Giang Dật sau khi rời đi, âm đế lúc này mới ngẩng đầu, nặng nề thở dài. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu mặt hướng Giang Dật phương hướng rời đi. Một hồi lâu sau mới cảm khái nói, tiểu tử này thiên phú cũng không tệ, chỉ là tính cách quá vọng động rồi, không hiểu ẩn nhẫn, nếu có thể tiềm tu mấy chục năm, nói không chừng thật đúng là có thể đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới, đáng tiếc. Không biết Bắc Đế có thể hay không cho hắn thời gian này. Giang Dật theo âm đế kia sau khi ra ngoài, thoáng cái trở nên chạm tay có thể bỏng. Âm đế quan môn đệ tử, để thân phận của hắn nhất phi trùng thiên, so Đường Minh còn cao hơn không ít. Nhất là phụ cận 10 cái đại vực gia tộc võ giả, đều tự mình tới mời rượu, Trần gia người càng là đối với hắn khách khí ghê gớm, tự liền Chiến Thiên Lôi cũng bắt đầu mắt nhìn thẳng hắn. Âm đế tính khí cổ quái là đại lục nổi danh, năm đó Doãn Hoàng cố ý đem hắn một cái tiểu nữ nhi đưa tới bái sư, cũng chính là Doãn Nhược Băng muội muội Doãn Mộng Uyển. Doãn Mộng Uyển thiên tư rất không tệ, khi còn bé thích vô cùng nhạc khí, khôn khéo đáng yêu rất được Doãn Hoàng yêu thích. Nhưng âm đế gặp mặt một lần sau trước mặt mọi người nói Doãn Mộng Uyển không có âm luật thiên phú, tuyệt không thu đồ, liền một câu lời khách sáo đều không có. Đã nhiều năm như vậy, đến thần âm cốc bái sư vô số kể, nhưng ngoại trừ Trần gia đại trưởng lão bên ngoài, âm đế không còn có thu đồ. Theo hắn lại nói, không phải tuyệt thế thiên tư hắn sẽ không lãng phí thời gian dạy bảo, như thật sự có nghịch thiên chi tài, hắn quỳ đều cầu hắn bái sư. Rất hiển nhiên, Đường ra cái nhà này đem Y Tam thiên tư cũng rất không tệ, vừa rồi mọi người đã lĩnh giáo hắn thần kỹ. Trở thành âm đế đồ đệ, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, ít nhất đạt tới 6 thất tinh chiến lực sẽ không quá khó khăn, như còn có thể tiến thêm một bước vậy liền lại là một cái âm đế. Công kích linh hồn quá kinh khủng, nếu là âm đế đột nhiên đi nhận chức gì một tòa thành trì khẩy một bản, toàn thành người đều muốn chết hết. Cho nên đối với có hy vọng trở thành cái thứ nhất âm đế cường giả, mọi người sao lại dám lười biếng không thể giao hảo, ít nhất cũng không thể đắc tội không phải. Náo nhiệt một ngày, tại mặt trời lặn thời gian, các tân khách nhao nhao tán đi. Đương nhiên rất nhiều khách nhân trọng yếu đều bị Trần gia mời đến thần âm thành. Thật xa đến một chuyến, cũng không thể để người ta lập tức liền lại phong trần mệt mỏi trở về đi. Giang Dật cùng Đường Minh bọn người tỉnh táo lại âm thành, Doãn Nhược Băng cùng Chiến Thiên Lôi Lê Hồng mấy người cũng trở về. Thần âm cốc quá nhỏ, lại không dưới nhiều người như vậy, bình thường Trần gia tộc nhân cũng ở tại thần âm thành. Đêm dần dần đen, Giang Dật cùng Đường Minh tiễn biệt lại một đợt đến chúc mừng khách nhân về sau, đem cổng sân đóng lại, tránh cho bị quấy rầy. Giang Dật trước tiên hướng Đường Minh nhìn lại, truyền âm nói ra, Đường lão ca, chuyện hôm nay sẽ không cho các ngươi Đường ra mang đến phiền phức a. Ha ha, cái này có cái gì phiền phức ta tất cả an bài xong. Đường Minh khoát tay áo, Đường ra bên kia tiếp vào đưa tin, đoán chừng vào hôm nay liền sẽ đem Y Tam người này bỗng dưng giả tạo ra đi. Đường Minh giải thích một phen, giơ ngón tay cái lên truyền âm nói, lão đệ quá lợi hại, thế mà có thể bái nhập âm đế môn dưới, đúng rồi. Âm đế xem thấu thân phận của ngươi không có. Hẳn không có, Giang Dật sờ lên cái mũi, việc này không thật nhiều nói, âm đế cùng ảnh hoàng bên kia quan hệ cũng tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu không âm đế cũng sẽ trở thành cửu đế gia tộc tử địch. Vậy là tốt rồi, Đường Minh hưng phấn truyền âm nói, có âm đế cái tầng quan hệ này, kia hai nhà đầu dễ làm, ngươi tìm Trần gia gia chủ nói một tiếng, để hắn nghĩ một chút biện pháp, Lê Hồng cũng không dám chọc Trần gia. Không cần phiền toái như vậy, Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, truyền âm nói, ta cầu Doãn Nhược Băng hỗ trợ. 3 ngày sau ngươi giao người ra ngoài đi, giao người trước thông báo một chút nàng, Doãn Nhược Băng sẽ tới trực tiếp đòi người. Đường Minh có chút kinh ngạc, sau đó lập tức cười tủm tỉm nói ra, lão đệ a, không nghĩ tới người cái Doãn ra cái kia yêu tinh cũng có một chân a, Diễm Phúc này tiện sát người bên ngoài a. Không đúng, Doãn Nhược Băng không phải cùng Chiến Thiên Lôi đính hôn sao lão đệ, người dạng này hội chơi với lửa có ngày chết cháy a. Người có thể đừng xem thường Chiến gia, bọn hắn gia tộc mặc dù chỉ chiếm căn cứ một thành, nhưng ta gia tộc trưởng nói, hắn tình nguyện đi trêu chọc 8 nhà bên trong bất luận cái gì một nhà, cũng không muốn đi trêu chọc Chiến gia. Chương 1070, nón xanh, Chiến gia như vậy cường đại. Giang Dật đôi mắt co rụt lại, hắn nghe Ngao Lư nói qua, đến Đông Hoàng Đại Lục tuyệt đối không nên trêu chọc ba người, một cái Phật đế, một là Bắc đế, một cái khác liền là Chiến đế, bởi vì ba người này được công nhận cửu tinh cường giả. Mặc dù như thế Giang Dật một mực đối Chiến gia cũng không phải là rất e ngại, một là bởi vì bọn hắn quá vô danh, tộc nhân gần như không ra Huyền Vũ Thành, Chiến gia cái này mười mấy vạn năm qua cũng không có làm cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự, cảm giác tựa như một cái ngủ say như cự long, không có tính nguy hiểm. Một điểm nữa liền là Chiến gia địa bàn quá nhỏ, tự một tòa thành trì, liền một cái vực đều không có, này lại để cho người ta bản năng xem nhẹ. Địa bàn không lớn, liền không thể mời chào càng nhiều cường giả, người mời chào cường giả dù sao vẫn cần cho người ta tài nguyên, cho người ta quyền thế cùng địa vị a. Tỷ như Bắc đế Vũ gia liền đem rất nhiều đại thành đưa cho cái khác gia tộc, Vũ gia bởi vậy cũng có được rất nhiều đại gia tộc phụ thuộc, hình thành một cái liên minh, ai dám cùng Vũ gia là địch, cái kia chính là cùng Vũ gia phía sau mấy ngàn mấy vạn cái đại gia tộc là địch. Chiến gia đã không có địa bàn, vậy khẳng định không có gia tộc nguyện ý phụ thuộc tại nhà bọn hắn phía dưới, không có nửa điểm chỗ tốt, ai đi theo ngươi lăn lộn. Sở dĩ Giang Dật vẫn cảm thấy Chiến gia tổng hợp chiến lực, tại cửu đế trong gia tộc là thấp nhất. Không nghĩ tới, Đường Minh lại nói Chiến gia là tối cường. Ha ha, Giang lão đệ, có một số việc ngươi có thể không rõ lắm. Đường Minh vuốt vuốt râu bạc trắng, giải thích nói, ngươi cũng đã biết năm đó Huyền đế thủ hạ đệ nhất chiến tướng là ai. Giang Dật nhướng mày, nói chẳng lẽ là Chiến gia tiên tổ. Không sai, Đường Minh gật đầu nói, Huyền đế thủ hạ chiến lực tối cường, cũng nhất đến hắn tín nhiệm liền là Chiến gia tiên tổ Chiến vô địch. Ngươi cũng đã biết Chiến gia vì sao không đi chiếm lấy địa bàn, bởi vì Chiến gia có được Huyền Đế Thành cùng Huyền Thần Sơn, kỳ thật nhưng so sánh có được 10 cái đại vực. Huyền Đế Thành là địa phương nào kia là Huyền đế năm đó ở lại đế đô, Huyền đế trong thành có một tòa kinh khủng tụ linh đại trận, để thành nội thiên địa nguyên khí có thể so sánh phía ngoài nghìn lần. Sở dĩ Chiến gia có được Huyền Đế Thành, chẳng khác nào có được một tòa tuyệt thế bảo khố, nhà bọn hắn con em từng cái đều có thể tu luyện đến thiên quân đỉnh phong, nhà bọn hắn bán thần so bất luận cái gì ra đều nhiều. Huyền Thần Sơn bên trên còn có mấy cái bí cảnh, đây chính là Huyền đế lưu lại, a nha. Giang Dật hổ khu chấn động, bừng tỉnh đại ngộ, nghìn lần tốc độ tu luyện phía dưới, cái này nguyên lực tu luyện quá đơn giản, Chiến gia con em thiên tư cũng không có khả năng kém đến nơi nào đây. Còn có Huyền đế lưu lại bí cảnh, cái này càng hiếm thấy hơn, Chiến gia có được Huyền Đế Thành hoàn toàn chính xác so có được 4 vực càng có lợi a. Năm đó Huyền đế phi thăng lúc, luận công hành thưởng, sắc phong cửu đế, khiến cho dư bát đế riêng phần mình trấn thủ Đông Hoàng Đại Lục bát phương, lại làm cho Chiến gia trấn thủ trong đại lục ở giữa Huyền Đế Thành, có thể thấy được Huyền đế đối Chiến vô địch yêu thích. Trong này tiềm thức cũng chính là để bát đế dùng Chiến đế cầm đầu a. Đường Minh rất có cảm ngộ nói ra, người cũng đã biết Chiến gia vì sao điệu thấp như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Bọn hắn gia tộc đạt được Huyền Đế Thành đã để còn lại bát đại gia tộc đỏ mắt ghen ghét, nếu là còn dám cao điệu gây họa, gây chuyện thị phi, dẫn tới còn lại 8 nhà liên thủ công chi, cái kia chính là diệt tộc tai ương a. Nguyên lai là dạng này, Giang Dật mặt mũi tràn đầy thổn thức, nếu không phải Đường Minh cáo chi, hắn đến thời khắc này vẫn chưa hay biết gì. Xem ra anh hùng thiên hạ đều không thể coi thường được a, nhất là cửu đế gia tộc và những cái kia thượng cổ đại tộc, bọn hắn có thể tồn tại nhiều năm như vậy, không có bị lịch sử cuồn cuộn dòng sông bao phủ, kia tất nhiên là có bọn hắn chỗ độc đáo. Đường Minh tận tình dặn dò, sở dĩ lão đệ a, Doãn Nhược Băng kia hỏa thủy ngươi cũng không thể trêu chọc, mặc dù cho Chiến Thiên Lôi mang nón xanh việc này thật thoải mái, nhưng thật muốn chọc giận tới Chiến gia, phiền phức tựu lớn. Nón xanh, Giang Dật cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Đường lão ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đơn thuần để Doãn Nhược Băng giúp một chút mà thôi, ngươi nói ta đều biết, đa tạ lão ca đề điểm. Đường Minh hài lòng gật đầu nói, vậy thì tốt, việc này ta đi an bài, có Doãn Nhược Băng ra mặt, Lê Hồng cũng náo không lên. Lão đệ, trễ chút ngươi tiếp tục lưu tại Thần Âm Cốc, vẫn là đi cái nào? Ta đoán chừng sẽ cùng các ngươi cùng đi. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía phương Nam nói, ta muốn đi một chuyến Huyền Thần Sơn. Ngươi muốn lấy được Huyền Thần Cung, Đường Minh có thể trở thành Đường gia cung phụng, đầu đương nhiên tốt dùng, hắn trầm tư một lát, khuyên nhủ, lão đệ, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn tại cái này, đi theo âm đế học Thần Âm Thiên Kỹ a. Huyền Thần Sơn không ai có thể lên phải đi, ngươi khẳng định cũng không được. Liên Huyền Thần Sơn đều lên không đi, ngươi thì làm sao đến Huyền Thần Cung. Có một số việc Giang Dật không thật nhiều nói, hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, ta muốn đi thử thời vận, nếu là không được trở lại đi. Kia tốt, Đường Minh không nói thêm lời, đứng lên nói, ta đi an bài một chút, ngươi nghỉ ngơi đi. Cái gì công tử muốn chúng ta cùng Doãn tiểu thư đi, công tử ngươi không cần chúng ta sao? Đường Minh sau khi đi, Giang Dật tự về đến phòng đem Đường Tuyết Đường Yên phóng ra, cũng đem 3 ngày sau an bài cáo chi hai người. Hai người thoáng cái cuống lên, Doãn Nhược Băng các nàng nghe nói qua, đại danh đỉnh đỉnh Doãn gia đệ nhất tiểu thư, nghĩ đến đi theo Doãn Nhược Băng đi Doãn gia, hai người không hiểu có chút sợ hãi. Gia tộc càng lớn bên trong bẩn thỉu đồ vật càng nhiều, mà lại Lê Hồng liền là Doãn Nhược Băng tam bá, ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Công tử, chúng ta muốn đi theo ngươi, cho dù chết cũng nguyện ý. Đường Tuyết quật cường cắn răng nói, Đường Yên tương đối thẹn thùng, sở dĩ cơ bản không dám nói lời nào, nhưng giờ phút này một đôi mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm Giang Dật, bên trong đều là khát vọng cùng cầu xin. Đừng lo lắng, Giang Dật đưa tay mỉm cười sờ lên hai người mái tóc nói, Doãn Nhược Băng là ta một cái cực kỳ tốt bằng hữu, các ngươi đi theo nàng hội tuyệt đối an toàn, nàng cũng sẽ thích đáng an trí các ngươi. Không, Đường Tuyết cắn răng nói, công tử, người đem chúng ta bỏ vào cái kia đế cung bên trong có được hay không, coi như người vĩnh viễn không đem chúng ta phóng xuất, chúng ta cũng nguyện ý. Nha đầu ngốc, Giang Dật khe khẽ thở dài nói, tin tưởng ta, đi theo Doãn Nhược Băng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Như vậy đi, ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần chuyện của ta xong xuôi, nhất định đi Doãn ra đem các ngươi tiếp trở về, có được hay không? Tốt à, Giang Dật kiên trì như thế, Đường Tuyết Đường Yên cũng không dám tiếp tục nhiều lời, hai người rụt rè nhìn qua Giang Dật, mặt mũi tràn đầy đáng thương cùng u oán. Ai, nhìn qua cái này hai tấm vô cùng đáng thương mặt, Giang Dật không hiểu nghĩ đến ở xa vô tận biển sâu Giang tiểu nô, mấy năm không gặp cái kia động lòng người tiểu thị nữ, cũng không biết nàng biến thành dạng gì, trôi qua vừa vặn rất tốt. Nghĩ đến Giang tiểu nô, Giang Dật tâm tình trầm thấp rất nhiều, hắn quay người hướng giường lớn đi đến, cũng không tu luyện, tự nhắm mắt lại tựa ở trên giường kinh ngạc ngẩn người. Đường Tuyết Đường Yên nhìn thấy Giang Dật tâm tình đột nhiên kém rất nhiều, còn tưởng rằng là muốn cùng hai người tách rời có chút thương cảm. Hai người con mắt thoáng cái đỏ lên, liếc nhau một cái, Đường Tuyết trên mặt lộ ra một vòng thẹn thùng cùng kiên định, nàng hướng Đường Yên nháy mắt ra dấu, hai người thế mà bắt đầu thoát y tháo thắt lưng. Xa xa xa, quần áo vuốt ve âm thanh đánh thức Giang Dật, hắn mở to mắt nhìn một cái, đôi mắt thoáng cái mở tròn vo. Đường Tuyết Đường Yên hai người đã rút đi váy, hai người đều người mặc một đầu hơi mở áo lót, trắng bóng đùi sáng rõ Giang Dật một trận hoa mắt. Nhất là hai người khuôn mặt thân thể mềm mại giống nhau như đúc, cho người ta đánh vào thị giác lớn hơn. Hắn sừng sốt một chút, vội vàng nghiêng đầu đi, trầm giọng quát, các ngươi chơi cái gì nhanh mặc vào. Công tử, Đường Yên ngượng ngùng đến cúi đầu xuống không dám nói lời nào, Đường Tuyết lại đỏ mặt cắn răng nói ra, ngài đại ân đại đức tỉ muội chúng ta cũng không thể báo đáp, chỉ có dùng thân thể của chúng ta báo đáp ngài. Công tử, thân thể của chúng ta là sạch sẽ, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ ngài, ân. Muội muội đã sớm ngóng trông ngài có thể sủng hạnh nàng. Ai nha, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đấy? Đường Yên thân thể mềm mại run lên, xấu hổ hận không thể tiến vào địa động rời đi, nàng cắn răng một cái cũng trả thù nói ra, tỷ tỷ, hôm qua khi tắm, ngươi không phải cũng nói muốn cùng công tử hoàn hảo, còn nói công tử thật là cường tráng. Chương 1071, ngươi dám động thủ thử một chút. Nếu ngươi cấp không nổi cô nương tương lai, liền mời nâng lên quần lót của nàng. Thiên Võ Thành trong phố xá đã từng có một câu như vậy lưu manh lời nói, Giang Dật giờ phút này tràn đầy cảm xúc. Hai cái thiên kiều bá mị, giống nhau như đúc tiểu mỹ nhân, cùng một chỗ rút đi váy dài, chỉ để lại áo lót quần lót, giờ phút này còn tại nói một chút đủ để cho nam nhân thú huyết sôi trào lời nói, như đổi lại là người khác đã sớm hét lớn một tiếng nhào tới. Giang Dật kinh lịch sự tình rất nhiều, hắn giờ phút này đã không có liệp diễm chi tâm, nếu không năm đó ở tuyết vực liền sẽ muốn mà yêu nhi. Hắn là cái nam nhân bình thường. Có nam nhân bình thường đối với mỹ nữ khát vọng, thế giới này nam nhân tam thê tứ thiếp cũng phi thường phổ biến, thu hoạch được mỹ nhân càng nhiều ngược lại chứng minh ngươi càng cường đại, càng có mị lực. Nhưng Giang Dật cấp không nổi các nàng tương lai, Phượng Loan Thanh Ngư theo hắn, giờ phút này lại chỉ có thể ở thần tứ bộ lạc lẻ loi trơ trọi ở lại, mong nhớ ngày đêm, trông mòn con mắt chờ hắn trở về. Giống như hắn chiến tử tại Đông Hoàng Đại Lục, Phượng Loan Thanh Ngư hai người tương đương tự thủ hoạt quả. Hắn muốn đi Huyền Thần Cung. Ai cũng không biết có thể hay không bại lộ thân phận, một khi bại lộ nghênh đón hắn chính là Bắc Đế cùng Chiến Đế truy sát. Hắn không phải miêu, không có 9 đầu mệnh, sở dĩ hắn cố nén nội tâm rung động, nhắm mắt lại trầm tựu đứng lên, đem hai người trên chân váy để lên cho hai người mặc cái nút áo lại, buộc lên đai lưng, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, mở to mắt nhìn qua hai người nói, Đường Tuyết Đường Yên, nếu ta lần này làm việc làm được thuận lợi, chờ ta đi Doãn ra tiếp các ngươi lúc rời đi, các ngươi còn quyết định cùng ta, ta liền muốn các ngươi. Như lần này ta gặp bất chắc, các ngươi tự quên đi ta, tìm kiếm mình hạnh phúc đi. Không sẽ, công tử tốt như vậy người, nhất định sẽ trường mệnh vạn tuế. Giang Dật lời nói đến mức rất chân thành, Đường Tuyết cũng cảm nhận được hắn chân thành, nàng lệ rơi đầy mặt không ngừng lắc đầu nói, công tử, chúng ta nghe ngươi, chúng ta chờ ngươi trở về. Coi như ngươi một đời tử không trở về, chúng ta cũng sẽ chờ ngươi. Hai người từ nhỏ cơ khổ, tận mắt nhìn thấy toàn tộc người bị giết, sau đó bị bán đi nô lệ thị trường, chịu đủ tra tấn. Đi đường ra mới vượt qua một chút ngày tốt lành, nhưng hai người rất rõ ràng, các nàng đời này vận mệnh đã chú định, cái kia chính là bị đường ra đưa cho một đại nhân vật, trở thành đại nhân vật đồ chơi. Khi biết muốn bị đưa cho Lê Lão Ma lúc, hai người tuyệt vọng, mặc dù hai người biết rõ coi như không đưa cho Lê Lão Ma, đưa cho những người khác cũng rất có thể hội chịu đủ tra tấn, nhưng nghe nói qua Lê Lão Ma sự tích về sau, hai người vẫn là sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không nghĩ tới cuối cùng bị Giang Dật cứu lại. Nhiều năm như vậy, hai người đã thấy nhiều nam nhân, mỗi một nam nhân nhìn các nàng ánh mắt đều là tham lam cùng dục vọng, hận không thể đem hai người ăn sống nuốt tươi. Chỉ có Giang Dật muốn hai người tới, không có nửa điểm ý niệm không chính đáng, thậm chí đối hai người rất phi thường tôn trọng, như muội muội bảo vệ, hai người thoáng cái theo địa ngục đến thiên đường, cũng khăng khăng một mực công nhận Giang Dật, đem Giang Dật xem như các nàng cả đời chủ nhân cùng nam nhân. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Âm Đế đã thông báo Trần Gia người, cũng không có người tới quấy rầy Giang Dật. Giang Dật thân phận tại Trần Gia cũng biến thành đặc biệt, những thị nữ kia bọn hạ nhân trông thấy hắn đều được chủ nhân lễ, Trần Gia gia chủ tự mình hạ lệnh, gặp Giang Dật như gặp hắn. Giang Dật đem Đường Tuyết Đường Yên giao cho Đường Minh, hai người lưu luyến không rời đi, Giang Dật không có đưa tiễn, lưu tại viện tử của mình bên trong. Không bằng hắn lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái phóng thích thần niệm dò xét, bảo đảm cái này hai nha đầu nhất định muốn bị Doãn Nhược Băng mang đi. Đường Minh đem hai nha đầu mang về viện tử của mình bên trong, không lâu lắm Lê Hồng liền mang theo hai người vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy Đường Tuyết Đường Yên, Lê Hồng cặp kia hung ác nham hiểm con ngươi bày ra đến dọa người, khóe miệng khẽ động, tựa như ở trên núi ở mấy năm lưu phỉ thấy được thôn cô đói khát. Đi theo Lê Hồng hai người trợn cả mắt lên, ánh mắt kia hận không thể đem hai cái nha đầu nuốt vào đi. Lê trưởng lão, người ta thế nhưng là giao cho ngươi. Đường Minh nội tâm một trận chán ghét, nhưng trên mặt chỉ có thể lộ ra nụ cười nói, ngươi xác nhận một chút, nếu không có vấn đề, tự lập cái chữ theo đem người mang đi đi. Lê Hồng cặp kia độc mắt tại hai nha đầu trên thân quét mấy lần, thấy hai người toàn thân mát lạnh, sợ hãi đến run rẩy, hắn nhếch miệng cười một tiếng gật đầu nói, không có vấn đề, là tấm thân xử nữ, đa tạ Đường trưởng lão, Đường rút lui hôm khác tàn vực nhất định muốn nói cho ta, ta nhất định phải tận thoáng cái chủ nhà tình nghĩa. Dễ nói. Đường Minh vung tay lên, một tên thủ hạ mang tới giấy bút, làm ra một phần khế ước. Lê Hồng tùy ý nhìn lướt qua, ký chính mình đại danh về sau, không kịp chờ đợi mang theo hai nha đầu rời đi, xem kia khỉ bộ dáng gấp gáp, sợ là trở lại chính mình biệt viện liền muốn lập tức đùa bỡn một phen. Đường Tuyết Đường Yên sợ đến trắng bệch cả mặt, nhưng Giang Dật cùng Đường Minh đều có bản giao, hai người cũng không dám làm loạn, chỉ có thể rụt rè đi theo Lê Hồng đi ra phía ngoài. Hai người bước chân phi thường chậm, đi đường lúc hai chân vẫn còn đang đánh rung động. Mang lên các nàng, Lê Hồng hơi không kiên nhẫn, hướng hai tên thủ hạ vung tay lên, hai người kia lập tức sắc mị đưa tay bắt lấy tay của hai người, cánh tay hướng ra phía ngoài chạy như bay. Vừa ra viện tử, Đường Yên cứ dựa theo Giang Dật phân phó, phẫn nộ quát, các ngươi chơi cái gì, thả ra chúng ta, chính chúng ta có cước hội đi, ngươi. Bắt đau nhức ta, Đường Yên cũng đau đến nước mắt lã chã rơi xuống, hô lớn, thả ra chúng ta. Giang Dật dậy qua hai người, vừa ra bên ngoài viện tự phản kháng, la to. Như thế Doãn Nhược Băng liền tốt quang minh chính đại ra mặt, việc này quan hệ đến hai người vận mệnh, hai người tự nhiên không dám lười biếng. Ngậm miệng, Lê Hồng nhìn thấy bên ngoài một chút Trần Gia hộ vệ cùng thị nữ nhìn qua, lập tức giận tím mặt nhìn chằm chằm hai người âm tàn nói ra, các người muốn chết phải không, hô cái gì hô, lão phu bỏ ra 100 gốc thiên tàn trúc đem các người mua được, các người sau này sẽ là nô lệ của ta, dám không nghe nói ta để các người hối hận làm người. Phi, người cái này lão sắc ma, tỉ muội chúng ta cho dù chết cũng sẽ không làm ngươi nô lệ. Đường Tuyết khẽ kêu, cái này lão sắc ma coi như nhìn một chút, đều để hai người buồn nôn. Ba, Lê Hồng một bàn tay quét tới, kém chút đem Đường Yên răng cho đánh rớt, hắn hung thần ác sát nhìn chằm chằm Đường Tuyết nói, nhà đầu, đến lão phu trong tay, ngươi coi như muốn chết cũng khó, đem các nàng đánh bất tỉnh mang về, đừng để các nàng tự sát. Cứu mạng a, Đường Yên sợ hãi đến kêu to lên, lần này thanh âm phi thường lớn. Lê Hồng hai tên thủ hạ giận dữ, đưa tay liền phải đem hai người đánh bất tỉnh. Đúng lúc này, nơi xa một đám người đi tới, Doãn Nhược Băng đứng mũi chịu sào, thật xa khẽ kêu, dừng tay. Lê Hồng nhìn thấy Doãn Nhược Băng biến sắc, hai tên thủ hạ ánh mắt quét qua, lúc đầu một trận tay lần nữa hướng hai nha đầu trên cổ cắt tới. Doãn Nhược Băng tới, như cái này hai nha đầu đại náo một phen, không nói cái gì ít nhất sẽ cho người xem Lê gia chê cười. Ngươi dám động thủ thử một chút, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, tiếp lấy một cỗ khí tức cường đại bao phủ xuống, tay của hai người đã dán tại Đường Tuyết Đường Yên trên cổ, nhưng lại căn bản không còn dám động một tia, bởi vì khí tức kia phi thường cường đại, là bán thần cường giả. Đi theo Doãn Nhược Băng đi tới Chiến Thiên Lôi xuất thủ. Chương 1072, Thiên Nữ Tộc. Chiến Thiên Lôi cũng không tin tưởng, Doãn Nhược Băng vì sao vừa rồi tại trong sân ngồi đột nhiên hướng ra phía ngoài đi tới, nhưng Doãn Nhược Băng đã gọi lại tay, hai người kia còn chuẩn bị đem kia hai nha đầu đánh ngất xỉu. Làm một hộ hoa sứ giả, hắn tự nhiên là muốn xuất thủ, tốt như vậy thời cơ không xum xoe, còn phải đợi lúc nào. Lê Hồng nội tâm âm thầm kêu khổ, còn lại Doãn gia đệ tử thì thôi, hắn không muốn nhất gặp liền là Doãn Nhược Băng. Bởi vì nha đầu này mặt ngoài hòa khí, nhưng trong khung cực kỳ lãnh ngạo, phi thường không dễ nói chuyện, chọc giận nàng cũng sẽ không giảng bất luận cái gì thể diện. Hắn hướng thủ hạ vung tay lên, cười hướng Doãn Nhược Băng nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói, Như Băng, Thiên Lôi công tử, hôm qua ta còn đi bái kiến các ngươi, bọn hạ nhân nói các ngươi đi Thần Âm Hồ du ngoạn. Doãn Nhược Băng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, kỳ thật ba ngày này nàng một mực tại bên ngoài du ngoạn, liền là không muốn cùng Lê Hồng gặp mặt, nhìn thấy Lê Hồng nàng hội không hiểu cảm giác không thoải mái, cái này tiếng xấu rõ ràng tam bá để nàng trong lòng chán ghét. Sở dĩ giờ phút này nàng cũng không muốn nói nhảm, chỉ vào Đường Tuyết Đường Yên nói ra, đây là có chuyện gì a Lê Hồng, ngươi lại trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ây, Lê Hồng lão mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trước kia hắn mạnh mẽ thương súng, dân nữ bị Doãn Nhược Băng gặp gỡ một lần, hắn cũng biết Doãn Nhược Băng rất không thích hắn, giờ phút này đều gọi thẳng tên, có thể thấy được Doãn Nhược Băng thái độ đối với hắn. Hắn chỉ có cười khổ giải thích nói, Như Băng, người nói những lời gì tam bá là như vậy người sao cái này hai nha đầu là Đường gia thị nữ, lần trước biểu ca ngươi coi trọng, ta hao tốn 100 ngày tàn trúc mua lại, không tin ngươi đi hỏi một chút người của Đường gia. Biểu ca, Doãn Nhược Băng ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, cái này Lê Hồng chính mình làm ác thế mà để cho mình nhi tử gánh tội thay sắc mặt nàng phát lạnh, cũng không muốn vòng vo, mở miệng nói cái này hai nha đầu ta thấy rất vừa mắt, ngươi đưa cho ta làm nha đầu đi. Cái này, Lê Hồng khóe miệng giật một cái, liên tục khoát tay nói, Như Băng a, nếu là cái khác nha đầu, ngươi mở miệng ta quả quyết không có không cho đạo lý. Nhưng cái này hai nha đầu là biểu ca ngươi coi trọng, hắn chuẩn bị cưới làm vợ, các nàng sau này sẽ là ngươi chị dâu, ngươi muốn đi làm nha đầu, cái này không thích hợp a. Doãn Nhược Băng hừ lạnh một tiếng nói, một câu, có cho hay không? Chiến Thiên Lôi theo tới sau một mực không nói gì, ánh mắt của hắn quét thoáng cái Đường Tuyết Đường Yên, còn người chỗ sâu lộ ra một chút kinh ngạc, chẳng biết tại sao Doãn Nhược Băng muốn cùng Lê Hồng đối nghịch, Doãn Nhược Băng thị nữ cũng rất nhiều, chẳng lẽ là phát thiện tâm, nhưng vì phát thiện tâm trước mặt mọi người không cho mình tam bá mặt mũi, ảnh hưởng này không tốt a. Hắn dừng một chút, không hỏi nguyên do chuyện vẫn là quyết định giúp Doãn Nhược Băng, hắn mở miệng nói, Lê trưởng lão, đã Như Băng muốn, ngươi tự nhịn đau cắt thịt đi, con của ngươi còn sợ không lấy được nàng dâu. Chiến Thiên Lôi thân phận địa vị phi thường đặc thù, coi như Trần gia gia chủ cùng hắn nói chuyện đều muốn khách khách khí khí, hắn đã mở miệng, Lê Hồng vốn là rất khó khăn, giờ phút này càng nhức cả trứng. Hắn con người tại Đường Tuyết Đường Yên trên thân hai người đảo qua, biến đổi sắc mặt rất nhiều lần, cuối cùng cắn răng nói, thật có lỗi, Như Băng, Thiên Lôi công tử, không phải ta không nể mặt mũi, hai người này thật rất trọng yếu, lần này coi như lão phu đắc tội. Doãn Nhược Băng cùng Chiến Thiên Lôi trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt đều hướng Đường Tuyết Đường Yên quét tới, các nàng muốn nhìn một chút cái này hai nha đầu đến cùng có gì chỗ thần kỳ, hai người đều nói như thế, như là bình thường nữ tử, Lê Hồng khẳng định không dám ngỗ nghịch hai người. Ta cũng không gạt hai vị, Lê Hồng cười khổ một tiếng, thấp giọng nói ra, hai người này đều là thập đại thần lô một trong Thiên Nữ tộc, hơn nữa còn là song bào thai, phi thường khó được. Biểu ca ngươi đạt được hai người kia về sau, thực lực nhất định có thể tiến triển cực nhanh. Sở dĩ ta chỉ có thể bác hai vị mặt mũi, Như Băng ngươi muốn thị nữ, quay đầu ta đưa ngươi 5 cái, không, 10 cái, vừa vặn rất tốt. Thiên Nữ tộc, Doãn Nhược Băng cùng Chiến Thiên Lôi thân thể đồng thời chấn động, đi theo phía sau hai người mấy tên hộ vệ cũng đôi mắt sáng lên, đầy mắt cực nóng hướng Đường Tuyết Đường Yên nhìn lại, tự liền Chiến Thiên Lôi đều vô ý thức hướng hai người nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thiên Nữ tộc tại thập đại thần lô bên trong xếp hạng đệ tứ, gần như chỉ ở Thần Nữ tộc, Hương Nữ tộc, Lang nữ tộc phía dưới, bộ tộc này có được thiên hạ đệ nhất danh khí Cửu Khúc Hành Lang, hoàn hảo lúc nàng nơi đó hội khi thì băng hàn đông lạnh xương, khi thì nóng hổi như lửa, bên trong còn như Cửu Khúc Hành Lang quanh có khúc khuỷu, bình thường nam nhân khẳng định không kiên trì được nửa nén hương thời gian. Bộ tộc này là nam nhân thiên hạ tha thiết ước mơ bạn trên giường, cũng là song tu rất không tệ đỉnh lô, tốc độ tu luyện có thể đạt tới gấp 5-6 lần. Hai cái thiên nữ tộc, vẫn là song bào thai, cái này đủ để cho thiên hạ nam tử điên cuồng. Từ đây khắc Chiến Thiên Lôi trong mắt cực nóng có thể thấy được lốm đốm, bên cạnh hắn chính là mình vị hôn thê, còn đồng dạng là thập đại thần lô một trong hương nữ tộc, hắn đều che giấu không được nội tâm của mình, có thể thấy được cái này thiên nữ tộc đối với nam nhân dụ hoặc chi lớn. Doãn Nhược Băng chính mình là hương nữ tộc, rất rõ ràng cái này thập đại thần lô bên trong rất nhiều chủng tộc theo bề ngoài là không nhìn ra, Lê Hồng tu luyện một loại tà công, có một đôi độc mắt nàng là biết đến, việc này xem ra không sai được. Giang Dật cái này hoa tâm đại la bạc, Doãn Nhược Băng không hiểu có một tia ghen tuông, lập tức vừa thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không bao giờ nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao hai vị này nữ tử quá tôn quý, nếu nàng cưỡng ép muốn đến, cái này không nói được. Lê Hồng thế nhưng là có rất tốt lấy cớ, cho hắn nhi tử làm nàng dâu, nàng luôn không khả năng đoạt chị dâu của mình làm thị nữ a, hai cái này tẩu tử còn quý giá như thế, phụ cận thế nhưng là có rất nhiều Trần gia hộ vệ thị nữ nhìn xem a. Nam nhân quả nhiên không có một cái nào đồ tốt. Doãn Nhược Băng quan sát được Chiến Thiên Lôi nhìn qua Đường Tuyết Đường Yên ánh mắt, lạnh lùng hừ một cái, Chiến Thiên Lôi tỉnh ngộ lại, vội vàng một mặt nghiêm chỉnh nói ra, "Như Băng, đã hai nàng này con là thập đại thần lô, vẫn là làm cho ngươi tẩu tử, nếu không, coi như xong đi." Chiến Thiên Lôi nói như vậy, một là cho mình cùng Doãn Nhược Băng bậc thang dưới, hai là muốn chứng minh hắn đối Doãn Nhược Băng trung thành như một, cũng không có lên bất luận cái gì tham niệm. Lê Hồng nghe xong, lập tức hưng phấn lên, liên thanh cầu khẩn nói, đại tiểu thư của ta a, ngươi tựu cho tam bá một điểm mặt mũi đi, có người ngoài ở đây đâu, quay đầu ta lại đi Doãn Đế Thành cho ngươi cùng mẫu thân ngươi bồi tội. Bắt ta mẫu thân áp ta. Doãn Nhược Băng con ngươi lại trở nên băng lãnh xuống tới, nghĩ đến đáp ứng Giang Dật, như việc này làm hư hại, nàng làm sao cho hắn bản giao a, nàng thoáng cái cuống lên, cắn răng nói ra, không được, hai người này nhất định phải lưu lại. Lê Hồng cũng gấp, sắc mặt nghiêm, trợn mắt nói, vậy ngươi giết ta đi, ngươi dù sao cũng xem thường ta cái này tam bá, ta sống cũng không có ý gì. Chiến Thiên Lôi bọn người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình lại nháo đến tình trạng này, nhất thời cũng không biết khuyên như thế nào giải. Dù nói thế nào đây cũng là chuyện nhà của người ta, Chiến Thiên Lôi không tiện ra mặt, nếu là những người khác hắn một trường tựu chụp chết. Doãn Nhược Băng nhìn qua mặt đỏ tới mang tai, không thèm đếm xỉa Lê Hồng triệt để không biết làm sao bây giờ. Tràng diện cứ như vậy rằng co xuống tới, phụ cận hộ vệ thị nữ còn có Đường Tuyết Đường Yên càng là đại khí cũng không dám phun ra. Chương 1073, đem Y Tam làm. Ai, Giang Dật một mực tại dùng thần niệm dò xét, mặc dù thần niệm không thể so với thần thức, cũng không thể nghe được nói chuyện của mọi người, nhưng hắn biết rõ Doãn Nhược Băng khẳng định gặp phải phiền toái, đã không cách nào. Chiến Thiên Lôi là bán thần cường giả, linh hồn hóa thành thần phách, Giang Dật không dám loạn truyền âm, vạn nhất bị Chiến Thiên Lôi dò xét đến, thoáng cái tựu bại lộ. Hắn con người nhất chuyển, thân thể đi ra phía ngoài, rất nhanh đã tới giữa sân, hắn giả bộ như vừa lúc đi ngang qua nơi đây, hững hờ đi tới, ánh mắt cùng Doãn Nhược Băng nhìn nhau vài lần, liên hệ vừa rồi dò xét hình tượng, hắn cũng đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Đầu óc hắn nhất chuyển, cười nhạt nói, ha ha, chư vị đều tại a, làm sao đều tại cái này đứng đấy Doãn tiểu thư, Chiến công tử, nếu không đi tại hạ kia uống chén trà. Giang Dật lời này tiềm ý tứ rất rõ ràng, ý tứ để Doãn Nhược Băng từ bỏ, chính hắn nghĩ biện pháp. Doãn Nhược Băng nóng vội sẽ bị loạn, có chút áy náy nhìn Giang Dật một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, y công tử hẹn nhau, Như Băng làm sao dám cự tuyệt. Chiến Thiên Lôi hồ nghi nhìn một cái Doãn Nhược Băng, lại nhàn nhạt nhìn lướt qua Giang Dật, không hiểu cảm giác được một tia không đúng. Doãn Nhược Băng vừa rồi xem Giang Dật ánh mắt quá kỳ quái, mà lại cùng Giang Dật hóa thân Y Tam mới gặp mặt hai lần, thế mà đồng ý đi cái kia uống trà. Giang Dật hóa thân Y Tam, trước kia là Đường ra một cái nô tài, mặc dù âm luật thiên phú cực cao, bị Âm Đế thu làm đệ tử. Nhưng hắn thân phận địa vị so sánh Doãn Nhược Băng Chiến Thiên Lôi vẫn là chênh lệch quá xa, Doãn Nhược Băng có thể phản ứng hắn xem như rất cho mặt mũi, càng như thế khác thường muốn đi cái kia uống trà. Chiến Thiên Lôi có thể tu luyện tới bán thần, não tử không phải nói rất dễ sử dụng, hắn bản năng cảm giác được Doãn Nhược Băng cùng cái này Y Tam ở giữa quan hệ không tầm thường, thậm chí hôm nay Doãn Nhược Băng như thế dị thường cùng Lê Hồng đối nghịch, cũng có thể là cùng Y Tam có quan hệ. Dù sao cái này Y Tam xuất hiện thời gian quá xảo hợp, người bình thường dò xét đến tình huống bên này tránh đi còn đến không kịp, lại thế nào dám mạo hiểm đâu. Cái này Y Tam có vấn đề. Chiến Thiên Lôi đôi mắt lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, bởi vì Doãn Nhược Băng đã hướng phía trước đi, Lê Hồng thì lập tức mang người trượt. Ta nhớ ra rồi, ta còn có chút việc, lần sau lại quấy rầy Y công tử. Đi đến Giang Dật bên ngoài viện, Doãn Nhược Băng rốt cuộc tỉnh ngộ lại, tiến vào ngồi nói hội lúng túng hơn, hơn nữa còn có thể bị Chiến Thiên Lôi nhìn ra chút gì. Đến lúc đó đối với Giang Dật tới nói chính là đại phiền toái, nàng cùng Giang Dật liếc nhau, im ắng trao đổi một phen, quay người rời đi. Y công tử, quay đầu có thời gian đi Chiến Đế Thành ngồi một chút. Chiến Thiên Lôi bất động thanh sắc, chắp tay đi theo Doãn Nhược Băng rời đi. Giang Dật vốn cũng không có thời gian cùng Doãn Nhược Băng bọn người nói chuyện phiếm, Đường Tuyết Đường Yên sự tình xuất hiện lật lọng, hắn nhất định phải trước tiên làm ra ứng đối, nếu không hai cái nha đầu liền bị Lê Hồng trà đạp. Hắn trở lại chính mình viện tử, thần thức trước tiên hướng bên cạnh viện tử Đường Minh tìm kiếm. Vừa rồi Đường Minh cũng đang dùng thần thức dò xét, hắn nghĩ hỏi thăm hạ chuyện đã xảy ra, nhìn lại đằng sau an bài thế nào. Đường Minh quả nhiên một mực dùng thần thức đang dò xét, hắn truyền âm để Giang Dật nội tâm trầm xuống, Đường Tuyết Đường Yên là thiên nữ tộc ngược lại để hắn lấy làm kinh hãi. Hắn trầm tư một lát, lập tức truyền âm nói, Đường lão ca, người phái người nhìn chằm chằm Lê Hồng, ta đoán chừng hắn khẳng định ngay lập tức sẽ mang theo hai người xoay chuyển trời đất tàn vực. Ngươi xem một chút hắn là truyền tống đi, vẫn là cưỡi thiên cơ thuyền. Lão đệ, ngươi chuẩn bị xuất thủ chặn giết. Đường Minh truyền âm tới, trong lời nói đều là lo lắng, Giang Dật cắn răng truyền âm qua nói, hai nhà đầu là thiên nữ tộc, đây đối với Lê lão ma tới nói so mệnh căn tử đều trọng yếu. Sở dĩ coi như Trần gia gia chủ ra mặt đều vô dụng, trừ phi âm đế ra mặt, ta không mời nổi âm đế, chỉ có thể chặn giết. Kỳ thật Giang Dật có thể mời được âm đế, nhưng bực này việc nhỏ hắn cũng không muốn lãng phí âm đế ân tình. Vừa rồi Doãn Nhược Băng cùng hắn âm thầm giao lưu, ý tứ rất rõ ràng hắn có thể xuất thủ, nhưng tốt nhất đừng giết Lê Hồng. Tốt ha, Đường Minh đại biểu cho Đường gia, việc này không thể làm loạn, hắn nghĩ chỉ có thể sắp xếp người đi nhìn chằm chằm Lê Hồng. Không ra Giang Dật sở liệu, Lê Hồng sợ Doãn Nhược Băng lại loạn đến, thế mà phái người và Trần gia nói một tiếng, lập tức dẫn người ra khỏi thành. Hắn lần này mang người tương đối nhiều, có thể không nỡ thiên thạch, sở dĩ là hướng Nam Thành môn đi, chuẩn bị cưỡi thiên cơ thuyền rời đi. Thần âm vực cùng thiên tàn vực rời đi gần vô cùng, Lê Hồng cũng có cỡ lớn thiên cơ thuyền, bay đi thiên tàn vực nhiều nhất chỉ cần nửa tháng, sở dĩ không có cưỡi truyền tống trận kỳ thật cũng không phải quái sự. Giang Dật thu được truyền báo về sau, không có chút gì do dự, đưa tới một tên thị nữ để hắn chuyển cáo Trần gia gia chủ, nói mình có việc ra ngoài một chuyến. Đồng thời hắn truyền âm cáo tri Đường Minh về sau, nhanh chóng rời đi Trần gia đại viện, thẳng đến cửa thành đông. Lê Hồng là cái lão sắc quỷ, đêm dài lắm mộng, sợ là lên thiên cơ thuyền. Xác định sau khi an toàn sẽ trực tiếp đùa bỡn hai nữ, sở dĩ hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ cứu hai người, sau đó trốn đi thật xa. Âm đế cái này không cần bàn giao cái gì, hắn đi được cũng rất nhẹ nhàng. Hắn chuẩn bị ra cửa thành đông, lập tức lợi dụng thần niệm truy tra Lê Hồng thiên cơ thuyền, sau đó độn thiên đi thiên cơ thuyền phía trước chặn giết. Y Tam ra khỏi thành, Giang Dật không biết là, tại hắn vừa mới ra khỏi thành, Chiến Thiên Lôi liền được tin tức. Chiến Thiên Lôi sau khi trở về lợi mã để cho người ta nhìn chằm chằm Giang Dật, hắn muốn cầu chứng nhận một cái phỏng đoán, đạt được kết quả. Lại làm cho nội tâm của hắn rất cảm giác khó chịu. Y Tam gia chính là cửa thành đông hừ hừ, còn muốn bịt tai mà đi trộm chuông. Khóe miệng của hắn đều là lạnh ý, Lê Hồng Cương vừa rời đi, Giang Dật tự ra khỏi thành, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Dật rất có thể đi chặn giết Lê Hồng cướp đoạt kia hai cái thiên nữ tộc. Nếu thật sự là như thế, vừa rồi Doãn Nhược Băng cưỡng ép yêu cầu hai người, liền là Giang Dật mời Doãn Nhược Băng hỗ trợ. Doãn Nhược Băng là hắn người con gái thân yêu nhất, cũng là hắn vị hôn thê, bất kỳ cái gì nam nhân tại đoán được chính mình nữ nhân yêu mến cùng khác nam tử có không thể cho ai biết bí mật, nội tâm cũng sẽ không dễ chịu. Giờ phút này Chiến Thiên Lôi cái chén trong tay đột một biến thành bột mịn, cũng đã chứng minh điểm này. Người tới, lập tức đuổi theo Lê Hồng thiên cơ thuyền, như Y Tam thật đi chặn giết Lê Hồng, trước tiên hồi báo. Chiến Thiên Lôi quát khẽ một tiếng, phía sau hắn một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh xông ra viện tử. Chiến Thiên Lôi cũng nổi giận đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói ra, Y Tam, người tốt nhất đừng đi chặn giết Lê Hồng, nếu không, ta định để ngươi sống không bằng chết. Bị người đội nón xanh tư vị không dễ chịu, chớ nói chi là Chiến Thiên Lôi nhân vật như vậy. Mặc dù Doãn Nhược Băng còn không đến mức như thế, nhưng bất kỳ cùng Doãn Nhược Băng có nửa điểm quan hệ mập mờ người, Chiến Thiên Lôi cũng sẽ không để hắn còn sống. Coi như Giang Dật là âm đế đệ tử, hắn cũng theo giết không tha. Y Tam tư liệu tra được chưa? Chiến Thiên Lôi trong đại sảnh đi vòng vo một vòng về sau, hướng góc tường âm ảnh nhìn lại. chỗ bóng tối một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào võ giả đi ra, chắp tay nói, cha được, xem tư liệu không có vấn đề gì, thật sự là hắn là Đường gia gia tướng, bọn hắn nhất tộc thế hệ đều vì Đường gia hiệu lực. Vậy liền kỳ quái, Như Băng làm sao lại cùng loại người này có quan hệ? Chiến Thiên Lôi nhướng mày, có chút nghĩ không thông, hắn còn hơi nghi ngờ có phải hay không chính mình quá mức tố chất thần kinh. Doãn Nhược Băng yêu cầu kia hai nha đầu, cùng Y Tam cũng không có quan hệ, chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Ông, sau nửa canh giờ, Chiến Thiên Lôi lúc trên đai lưng một tấm lệnh bài phát sáng lên, ánh mắt của hắn quét qua, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn đằng đằng sát khí một chưởng hướng bên cạnh trên bàn hung hăng vỗ tới, cái bàn kia lập tức hóa thành bột mịn. Ánh mắt của hắn quét qua nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, nổi giận giống to, điều người, cho ta điều người đi đem Y Tam làm, không giết chết Y Tam, các ngươi cũng đừng trở về. Theo dõi Lê Hồng trinh sát đưa tin trở về, Giang Dật xuất hiện, mà lại đã trải qua rồi chặn giết Lê Hồng. Chương 1074, Lão Thái Giám. Giang Dật hoàn toàn chính xác xuất hiện, hắn thần niệm tại Đông Hoàng Đại Lục không có hạn chế, có thể tinh tường dò xét phương viên 3000 vạn dặm, sở dĩ muốn khóa chặt Lê Hồng quá đơn giản. Hắn tìm tới thiên cơ thuyền về sau, trực tiếp độn thiên đi Lê Hồng phía trước một cái bên trong dãy núi, cũng không biến ảo ngoại hình, tự dùng Y Tam thân phận động thủ. Y Tam là Âm Đế đồ đệ, có Âm Đế cái tầng quan hệ này, còn có Doãn Nhược Băng từ đó quần nhau, Lê gia cùng Doãn gia không dám thế nào. Hắn như dùng cường giả bí ẩn thân phận xuất hiện, vậy nhất định sẽ khiến Doãn gia truy tra, thân phận của hắn cũng có thể sẽ lộ ra ánh sáng, đến lúc đó còn chưa có đi Huyền Thần Sơn Bắc Đế tự đánh tới. Bất luận như thế nào, hôm nay hắn động thủ, tự có lộ ra ánh sáng khả thi, nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy. Vừa rồi mạo hiểm độn thiên, hắn vận khí cũng không tệ lắm, phụ cận không có quá nhiều người, nếu không thoáng cái tự bộc quang. Phụ cận còn có hai cái trinh sát vẫn là vô cùng cao cấp trinh sát. Đi vào thiên cơ thuyền phía trước 100 dặm, Giang Dật không có lập tức động thủ, mà là phóng thích thần niệm dò xét một phen, xác định chỉ có 2 tên cao cấp trinh sát đi theo Lê Hồng thiên máy thuyền về sau, hắn rất là yên tâm. Hôm nay ngoại trừ Lê Hồng bên ngoài, tất cả mọi người muốn chết, dạng này mới có thể bân miễn bại lộ có thể. Hắn không biết là nhà ai trinh sát đi theo Lê Hồng, nhưng xác định không phải Đường gia cùng Trần gia, hắn không cố kỵ gì. Suy suy, thiên cơ thuyền rất nhanh phá không mà đến, Giang Dật mai phục tại phía dưới, thu liếm khí tức, âm thầm thả ra 10 chuôi cương phong chi nhận. Tại thiên cơ thuyền rời đi mấy ngàn trượng lúc, hắn thân thể nổ bắn ra mà lên bằng nhanh nhất tốc độ hướng thiên cơ thuyền bay đi. Địch tập, thiên cơ thuyền vừa mới vang lên một đạo tiếng kinh hô, 10 chuôi cương phong chi nhận đã mãnh liệt đánh vào thiên cơ thuyền vòng bảo hộ phía trên, thiên cơ thuyền lập tức tựa như chiếc dương sáng lên một đạo quang mang chói mắt, lập tức vòng bảo hộ bạo liệt, thiên cơ thuyền bị lưng mỏi chém thành hai bên. Cái này thiên cơ thuyền vẻn vẹn cỡ lớn thiên cơ thuyền, cùng Đường gia đỉnh cấp thiên cơ thuyền so sánh có chút chênh lệch, 10 chuôi cương phong chi nhận liên tục không ngừng bổ tới, bạo liệt cũng coi như bình thường, dù sao lúc trước Giang Dật hủy đi vũ nghịch đỉnh cấp thiên cơ thuyền. Vù vù, thiên cơ thuyền bạo liệt, trên thuyền mấy trăm cường giả phi thân mà ra, Lê Hồng cũng theo một cái trong khoang thuyền bay ra. Trên người hắn chỉ còn lại một đầu thu quần, tay trái tay phải còn phân biệt xách theo 2 nữ tử, kia 2 nữ tử quần áo không ngay ngắn, rất nhiều nơi bị xé nứt, rất rõ ràng Lê Hồng vừa rời đi Thần Âm Thành phụ cận, lập tức vội vã không nhịn nổi liền muốn đùa bỡn các nàng. May mà Giang Dật tới kịp thời, động thủ cũng dứt khoát quả quyết, nếu không lại trễ bên trên 1-2 nén nhang thời gian, Đường Tuyết Đường Yên liền muốn thảm tao độc thủ. Chết, Giang Dật nhìn thấy Đường Tuyết Đường Yên trên mặt đều dùng sưng đỏ ấn, giờ phút này còn ngất đi, rất rõ ràng bị Lê Hồng cho sống sờ sờ đánh bất tỉnh đi qua. Hắn lập tức nội tâm nổi giận vô cùng, hắn nghi tâm một cây thất thải hồn thương bắn ra, đồng thời một cái tay khống chế cương phong chi nhận gào thét mà đi, một cái tay khác một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, từng đạo âm thanh khủng bố vang lên. Thùng thùng ô ô, Giang Dật lần này thả ra thần âm thiên kỹ so dĩ vãng uy lực càng lớn, hắn tại thần âm cốc hơi có sở ngộ, thanh âm không còn giống như trước kia như vậy chói tai, bên trong ngược lại xen lẫn vô tận sát khí, tựa như một cái viễn cổ hung thú đang kinh thiên gầm thét, có thể dọa phá địch người can đảm. A, thiên cơ thuyền bên trên mấy trăm người, cường giả rất nhiều, thiên quân đỉnh phong có vài chục người, bất quá ngũ tinh cường giả chỉ có 2 người. Lê Hồng chỉ là Lê gia tam trưởng lão, tới vẫn là thiên tàn vực phụ cận thần âm vực, đương nhiên sẽ không mang quá nhiều cường giả. Giang Dật đầu tiên muốn giết liền là kia 2 tên ngũ tinh cường giả. Vù vù, thất thải hồn thương tốc độ quá nhanh, thứ này từng tại tuyết vực đánh lén phía dưới quét ngang vô số ngũ tinh cường giả, giờ phút này 2 tên ngũ tinh cường giả cũng không thể ngoại lệ, huống chi Giang Dật còn thả ra thần âm thiên kỹ cùng cương phong chi nhận. Phanh phanh, 2 tên ngũ tinh cường giả không ngờ tới có người đánh lén, thiên cơ thuyền bạo liệt, 2 người bị giật nảy mình, vừa bay ra Giang Dật thần âm thiên kỹ tự vang lên. Tiếp lấy thất thải hồn thương phá không mà đến, thoáng cái đem một người linh hồn cho đánh nát, một người khác bị thần âm thiên kỹ trấn nhiếp, kết cục cũng không cần nói. Hai người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, linh hồn đã bôn hội, lập tức bị cương phong chi nhận xoắn thành huyết vụ. Hai cái ngũ tinh cường giả chết một lần, những người còn lại liền dễ làm, thần âm thiên kỹ phía dưới toàn bộ đều không động được, còn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sợ hãi. Thất thải hồn thương như một đạo như u linh tại tất cả mọi người trong đầu xuyên qua, hơn mấy trăm người linh hồn sụp đổ, chết oan chết uổng. Hưu, Giang Dật thân thể như cuồng long bay đi, nhuyễn kiếm trong tay huyễn hóa thành một đầu độc xà, hung hăng đâm vào Lê Hồng bụng dưới đem hắn đan điền phế bỏ. Hắn còn chưa hết giận, nhuyễn kiếm hướng phía dưới vạch tới, mạnh mẽ đem Lê Hồng dưới hông xoắn đến máu thịt be bét, Lê Hồng biến thành một cái lão thái giám. Ông, hắn lấy ra đế cung, đem Đường Tuyết Đường Yên thu vào, không có quản hướng phía dưới rơi xuống Lê Hồng, thân thể như cuồng long hướng phương bắc bay đi. Bên kia có hai cái ẩn tàng trinh sát, hắn nhất định phải lập tức giết chết. Trốn, Giang Dật đình chỉ phóng thích thần âm thiên kỹ, hai cái chiến gia trinh sát cũng tỉnh ngộ lại, bằng nhanh nhất tốc độ hướng đông bắc, phương hướng tây bắc phân biệt thoát đi. Hai người nghe được thần âm thiên kỹ ẩn ẩn đoán được Giang Dật chân thực thân phận, hai người không sợ chết, nhưng hai người muốn chia đừng trốn đi, đem tin tức này truyền cho Chiến Thiên Lôi. Ô ô thùng thùng, đáng tiếc hai người chạy trốn ngàn trượng, Giang Dật thần âm thiên kỹ vang lên lần nữa, hai người là cấp cao nhất trinh sát, tốc độ rất đáng sợ, nhưng chiến lực cũng không tính rất mạnh, thoáng cái chúng chiêu ôm đầu quay cuồng lên. Vù vù, thất thải hồn thương bay qua, hai người linh hồn sụp đổ mà chết. Giang Dật thu hồi nhuyễn kiếm, hậu phương vang lên một đạo như giết heo gầm rú. Hắn lãnh mâu quét qua, nhìn thấy Lê Hồng lăn xuống trên mặt đất, chính một tay che lấy bụng dưới, một tay che lấy dưới hông thống khổ chu lớn. Hưu, Giang Dật như sát thần bay tới, bản thân dáng vẻ tự lãnh khốc đến cực điểm, tăng thêm hắn một thân sát khí càng làm cho hắn như một tôn ma thần. Lê Hồng cảm nhận được sát khí hoảng sợ ngẩng đầu, rất nhanh nổi giận hét lớn, "Y Tam, ngươi cái này tạp toái, ngươi dám giết chúng ta Lê gia người, dám phế ta Lê Hồng ngươi xong, cả nhà ngươi đều xong, coi như âm đế cùng đường ra đều không gánh nổi ngươi." Hưu, Giang Dật tựa như tia chớp bay tới, một cước hung hăng hướng Lê Hồng trước ngực đạp xuống, đem hắn thân thể trùng điệp đã dẫm vào dưới mặt đất. Hắn lãnh mâu lấp lánh, trầm giọng nói ra, "Như ngươi loại này tội ác chồng chất lão cẩu còn có thể sống tại trên thế giới, thật sự là kỳ tích. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá từ hôm nay qua đi, ngươi chỉ có thể biến thành một kẻ ngu ngốc." Hưu, Giang Dật mi tâm thất thải hồn thương lóe lên, vọt vào Lê Hồng linh hồn trong thức hải, hắn cũng không có trực tiếp đánh nát Lê Hồng linh hồn, mà là nhẹ nhàng chấn động mấy lần, để linh hồn hắn xuất hiện mấy đầu vết rách. Lê Hồng thống khổ buồn gào, con mắt cũng dần dần đã mất đi thần thái, trở nên hoảng hốt. Linh hồn là một người căn bản, Giang Dật phá hủy Lê Hồng linh hồn một phần nhỏ, Lê Hồng chỉ có thể biến thành ngu ngốc rồi. Doãn Nhược Băng cùng Giang Dật âm thầm giao lưu, để hắn tốt nhất đừng giết Lê Hồng. Nhưng hôm nay hắn động thủ, Lê Hồng không chết, hắn lại có vô tận phiền phức, sở dĩ hắn chỉ có đem Lê Hồng biến thành ngớ ngẩn. Hừ, hắn dò xét một lần Lê Hồng linh hồn, tiện tay mất đi một viên thuốc chữa thương đi hắn trong miệng, xác định hắn sẽ không chết về sau, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu phóng thích thần niệm, dò xét tình huống chung quanh. Rất tốt, không ai, đi. Một lát sau hắn mở to mắt, thân thể hướng phương nam cấp tốc bay đi, mặc kệ có thể hay không bại lộ, thần âm vực cũng không thể ngây người. Mà lại hắn cũng cần đi đường đi huyền thần cung, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Chương 1075, người phải chết. Vù vù, Giang Dật rời đi nửa sau canh giờ, phương bắc một đám người phá không mà đến, trong đó ít nhất có 5 người là ngũ tinh cường giả, đám người này chính là Chiến Thiên Lôi triệu tập mà đến nhân thủ, bọn hắn nhìn thấy bạo liệt thiên cơ thuyền cùng thi thể đầy đất sắc mặt toàn bộ đại biến. Bẩm 16 trưởng lão, toàn bộ linh hồn của con người đều hỏng mất, ngoại trừ Lê Hồng cùng hai người bên ngoài, tất cả mọi người thân thể không có nửa điểm thương thế, đều bị công kích linh hồn mà chết. Lê Hồng bị người phế đi đan điền, cũng bị thiến, bất quá không có chết, chiến phủ bọn hắn cũng bị giết. Một đám người bốn phía dò xét, rất mau trở lại báo lên, một cái tóc muối tiêu lão đầu, quát lạnh hạ lệnh, "Chiến hổ chiến hùng, hai người các ngươi đem Lê Hồng đưa về thần âm thành giao cho Trần gia, cái gì cũng không cần nói, liền nói vừa lúc đi ngang qua cứu. Cũng đem chiến phủ hai người thi thể mang về, đem nơi này sự tình nói cho công tử mời hắn quyết đoán." Những người còn lại tản ra truy tra Y Tam giết chiến phủ bọn hắn, trên thân sẽ xuất hiện huyết hồn ấn, các ngươi cố gắng cảm ứng, phát hiện người này sau không nên động thủ, người này là linh hồn cường giả, một hai người căn bản không phải đối thủ của hắn. Tuân mệnh. Hơn 200 người ngoại trừ hai người mang theo Lê Hồng hướng thần âm thành bay đi bên ngoài, những người còn lại riêng phần mình tản ra bốn phía truy tra. Hơn nửa canh giờ về sau, Chiến Hổ hai người mang theo Lê Hồng về tới Thần Âm Thành, cũng đem Lê Hồng bị tập kích sự tình truyền bá ra ngoài, cả tòa Thần Âm Thành rất nhanh sôi trào. Rất nhiều người đối với cái này tội ác chồng chất lão sắc ma rất là thống hận, nhao nhao vỗ tay khen hay, nhưng rất nhiều cường giả mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Lê Hồng thế nhưng là Lê gia gia chủ thân đệ đệ, Doãn Hoàng đại cứu ca a. Hắn tại Thần Âm vực bị tập kích, còn vẻn vẹn rời đi Thần Âm Thành số vạn lý, Lê gia Doãn gia trong cơn giận dữ, Trần gia không thể không cho cái bản giao, đến lúc đó đoán chừng rất nhiều gia tộc phải xui xẻo. Trần gia nhận được tin tức sau toàn tộc chấn động, Trần gia gia chủ tự mình hạ lệnh triệu tập thành nội sở hữu gia tộc thương nghị, sau nửa canh giờ thành nội cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bốn phía truy tra hung thủ, Thần Âm vực sở hữu thành trì cửa thành phong tỏa, đại quân liên tục không ngừng triệu tập mà ra, khắp thế giới tìm kiếm hung thủ. Doãn Nhược Băng cùng Doãn gia đến đây chúc mừng người cũng đều vẫn còn, các nàng nhận được tin tức sau trước tiên đem dưới tay điều tập ra ngoài truy tra hung thủ, trong lúc nhất thời Thần Âm vực gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Ha ha, Trần gia đại viện một cái khác trong nội viện truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, Chiến Thiên Lôi nghe nói Trần gia phái ra vô số cường giả đại quân truy tra về sau, khinh bỉ ra mặt cười không ngừng. Thần Âm vực là Trần gia địa bàn, bọn hắn lại không biết việc này là ai làm Lê Hồng Cương đi, Y Tam tựu ra khỏi thành, Trần gia lại không biết. Y Tam vừa mới trở thành Âm Đế đệ tử, lập tức ra khỏi thành biến mất, Trần gia cũng không hỏi một tiếng theo nhận được tin tức đến triệu tập cường giả đại quân, dòng dã hao tốn nửa canh giờ, cái này Trần gia hiệu suất cũng quá cao a. Quy thúc, Lê Hồng kia đầu óc có thể trị hết không? Chiến Thiên Lôi nghĩ một lát trầm giọng nói, góc tường chỗ bóng tối một cái người áo đen lại xuất hiện, hắn lắc đầu nói, rất khó, ta tự mình đi thăm dò nhìn, não chấn động đến kịch liệt, linh hồn còn nhận lấy tổn thương. Trừ phi hoa phí to lớn đại giới, hoặc là Doãn đế tự mình xuất thủ mới có thể trị tốt. Lê Hồng bình thường làm nhiều việc ác, thích gây chuyện thị phi, ta đoán chừng Lê gia có lòng muốn cứu chữa, Doãn Hoàng cũng sẽ không quản. Y Tam tiểu tử này ngược lại là tâm ngoan thủ lạt a. Chiến Thiên Lôi ánh mắt lộ ra lãnh ý, trầm giọng nói ra, tiểu tử này thực lực mạnh như vậy toàn bộ người bị trong nháy mắt đánh nát linh hồn này công kích quỷ dị bá đạo, nửa thần cảnh hạ bị hắn đánh lén chỉ có một con đường chết a. Chiến Thiên Lôi ngược lại là không có đem Y Tam cùng Giang Dật liên tưởng đến một khối, dù sao Giang Dật mất tích hơn 2 năm, rất nhiều truyền ngôn hắn đã bị Bắc Đế giết. Âm Đế gặp qua Giang Dật một mặt, không có bất kỳ cái gì biểu thị, điều này nói rõ Giang Dật thân phận không có vấn đề a. Chiến Thiên Lôi cũng không chỉ Âm Đế cùng Ảnh Hoàng còn có một mối liên hệ. Lê Hồng mấy người cũng đều là bị công kích linh hồn giết chết, Giang Dật trước kia tuyệt kỹ thành danh bên trong cũng không có công kích linh hồn. Công tử, người áo đen dừng một chút nói ra, Y Tam tập kích Lê Hồng sự tình muốn hay không truyền bá ra ngoài, cứ như vậy Trần gia cũng không dám không tận lực truy sát, Doãn gia cũng không có khả năng mặc kệ. Không thể, Chiến Thiên Lôi khoát tay áo nói, một cái biến thành ngu ngốc Lê Hồng, đã không có bất kỳ giá trị gì, Lê Hồng thanh danh thực sự quá kém, Doãn gia khẳng định lười nhác quản hắn, đoán chừng còn âm thầm nói chết được tốt. Việc này nháo trò đại, cuối cùng Âm Đế khẳng định tự mình ra mặt bảo vệ hắn, Y Tam tuyệt đối bình an vô sự. Đến lúc đó ngược lại chúng ta không tốt truy sát. Chúng ta có thể đánh lấy cho như băng xuất khí danh nghĩa truy tra hung thủ, coi như giết Y Tam, Âm Đế cũng không thể nói gì hơn. Người áo đen trầm tư một chút, phát hiện là đạo lý này, hắn lần nữa chắp tay nói, vấn đề là Y Tam thực lực mạnh như vậy, coi như 16 trưởng lão bọn hắn lợi dụng huyết hồn thuật truy tung đến, trừ phi công tử tự mình xuất thủ nếu không rất khó đánh giết, chẳng lẽ lại xin chỉ thị gia tộc triệu tập cường giả. Không được, Chiến Thiên Lôi rất khẳng định lắc đầu nói, tộc quy ngươi cũng không phải không biết, Y Tam bên ngoài cũng không có trêu chọc chúng ta, như triệu tập gia tộc cường giả để ra ra biết rõ, ta cũng đừng nghĩ trở thành thiếu tộc trưởng. Dạng này, quy thúc ngươi tự mình đi một chuyến, mời phụ cận mấy cái đại vực cùng gia tộc giao hảo đại gia tộc, mời bọn họ triệu tập cường giả truy sát Y Tam, liền nói ta danh nghĩa cá nhân, để bọn hắn đừng rêu rao. Còn có, như đánh chết Y Tam, nhớ rõ đem kia hai cái thiên nữ tộc mang về. Tốt, người áo đen vừa chắp tay, lặng yên im ắng biến mất, Chiến Thiên Lôi lúc này mới đằng đằng sát khí tự nhủ, Y Tam, mặc kệ ngươi là Đường gia nô tài, vẫn là Âm Đế ái đồ, đã ngươi dám trêu chọc Như Băng, ngươi tựu chỉ có một con đường chết. Như Băng, nghĩ đến cái kia như nữ tử giống như tinh linh, Chiến Thiên Lôi là vừa yêu vừa hận. Từ khi 5 năm trước nhìn thấy Doãn Nhược Băng lần đầu tiên, Chiến Thiên Lôi tựu thật sâu yêu nàng, chỉ là hắn truy cầu rất nhiều năm, Doãn Nhược Băng đối với hắn luôn luôn lãnh đạm, như gần như xa. Mấy tháng trước hắn đột phá bán thần, danh chấn đại lục, hắn trước tiên mời hắn phụ thân xuất động đi Doãn gia cầu hôn, kết quả để hắn mừng rỡ như điên, Doãn Hoàng đồng ý, hắn cùng Doãn Nhược Băng đính hôn. Nhưng mà, đính hôn về sau, Chiến Thiên Lôi phát hiện Doãn Nhược Băng vẫn như cũ như năm đó mặt ngoài đối với hắn thản nhiên cười nói, khách khí, nhưng nàng nội tâm vẫn như cũ là băng phong, chưa bao giờ vì hắn mở ra. Tự liền lần này hắn không xa ức vạn lý bồi tiếp nàng đi vào thần âm vực, Doãn Nhược Băng cũng chưa bao giờ đối với hắn biểu lộ ra nửa điểm tình ý. Cái này khiến Chiến Thiên Lôi phi thường thống khổ, coi như đạt được Doãn Nhược Băng người, không chiếm được lòng của nàng lại có gì ý nghĩa. Hắn vốn cho là Doãn Nhược Băng là trời sinh vô tình, sẽ không đối với bất kỳ người nào động tình, nhưng hôm nay lại làm cho hắn phát hiện một cái thiên đại bí mật. Doãn Nhược Băng thế mà cùng một cái nam tử có phi phàm quan hệ, người nói hắn làm sao không giận, làm sao không phát điên. Lê Hồng xảy ra chuyện về sau, Doãn Nhược Băng mặc dù phái nhà các nàng cường giả xuất động truy tra hung thủ, nhưng Chiến Thiên Lôi lúc ấy thấy rất rõ ràng, Doãn Nhược Băng đôi mắt chỗ sâu không chỉ có không giận, ngược lại có loại như chút được gánh nặng hương vị. Đồng thời nàng không có giống Trần Gia làm áp lực, thậm chí một câu đều không nói, tự hồi trở lại chính mình viện tử. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng đã sớm biết Y Tam đi chặn giết Lê Hồng, Lê Hồng không chết, cũng là Y Tam nhìn Doãn Nhược Băng mặt mũi. Hết thảy đều chứng minh Doãn Nhược Băng cùng cái này Y Tam có không hề tầm thường quan hệ, chính mình yêu mến nhất nữ nhân, vị hôn thê của mình cùng một cái khác nam tử mập mờ không rõ, việc này đổi lại là ai đều nhịn không được. Chiến Thiên Lôi càng nghĩ càng giận, hung hăng vỗ bàn một cái, lại một cái bàn hóa thành bột mịn, hắn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, Y Tam, người phải chết, phải chết. Chương 1076, bị truy lùng. Ai, thành này chấm dứt đóng. Thần âm thành nam bên cạnh hơn 10 bên ngoài vạn dặm một tòa thành nhỏ bên ngoài, một cái cõng chiến đao khôi ngô đại hán, xa xa nhìn thoáng qua đóng chặt cửa thành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đây đã là Giang Dật đi ngang qua cái thứ 10 thành trì, hắn chặn giết Lê Hồng sau lập tức trốn đi thật xa, đồng thời biến ảo ngoại hình, biến thành một cái khôi ngô trung niên đại hán, thực lực cũng vẻn vẹn chỉ có thiên quân thất trọng. Hắn vốn định tìm kiếm một thành trì ngồi thiên cơ thuyền lập tức rời đi thần âm vực, lại phát hiện căn bản vào không được thành. Sớm biết tự cùng Đường Minh hẹn xong, tại một chỗ chạm mặt lên thuyền. Giang Dật gãi gãi đầu, vào không được thành liền lên không được thiên cơ thuyền, hắn trừ phi độn thiên bên ngoài, chỉ có dạng này khổ bức phi hành đi đường. Thôi, cứ như vậy bay ra thần âm vực đi, ngày đêm đi đường phía dưới, hẳn là cũng tốn hao không được bao lâu thời gian. Giang Dật cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm độn thiên, cái này nếu là vận khí không tốt độn thiên ra một thành trì phía trên, hắn lập tức tự bại lộ, chẳng lẽ lại hắn vì không tiết lộ hành tung, đem toàn thành người chu diệt. Cũng may thần âm thành tại thần âm vực phía nam, ngày đêm không ngừng đi đường, chỉ cần chừng 10 ngày liền có thể rời đi thần âm vực. Phía nam là Doãn ra một cái đại vực, hắn có thể khi tiến vào một thành trì, ngồi thiên cơ thuyền tiếp tục đi đường. Hưu, hắn thân thể nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, bất quá tốc độ chỉ đạt tới thiên quân thất trọng tình trạng, như hắn đạt tới thiên quân đỉnh phong, vậy sẽ gây nên người khác hoài nghi. Hưu, phi hành nửa canh giờ, phía trước một cỗ thiên cơ thuyền phá không mà tới. Giang Dật tốc độ suy giảm, trên thân khí tức cũng thay đổi thành thiên quân ngũ trọng, hắn điệu thấp hướng một bên đi vòng, trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Ông, thiên cơ thuyền vòng bảo hộ mở ra, một đám cường giả bay ra, toàn bộ đều người mặc chiến giáp đằng đằng sát khí, phía trước một tên thiên quân đỉnh phong bạo hống, dừng lại. Giang Dật thành thật dừng lại, chờ mấy chục người tới gần về sau, lúc này mới chắp tay nói, chư vị đại nhân, có gì chỉ giáo. Thiên quân đỉnh phong nhìn lướt qua Giang Dật nói, người có thể thấy được qua chặn giết Lê Hồng hung thủ. Giang Dật nội tâm thầm vui, trên mặt lại một mực cung kính trả lời, hồi đại nhân, chưa từng. Nha, thiên quân đỉnh phong thống lĩnh gật đầu nói, như phát hiện có khả nghi người, lập tức đi vào trong thành thông báo, nhà ta gia chủ trùng điệp có thưởng. Giang Dật vội vàng chắp tay nói, nhất định. Người này thực lực quá yếu, tuyệt đối không phải là hung thủ, chúng ta tiếp tục đuổi tra. Thiên quân đỉnh phong thống lĩnh vung tay lên. Một đám người trùng điệp bay trở về thiên cơ thuyền quang mang chấn động hướng nơi xa bay đi, Giang Dật nhìn thiên cơ thuyền rời đi, lúc này mới lắc đầu nở nụ cười khổ. Một đường bay tới, hắn đã tao ngộ ít nhất 10 mấy con Trần Gia đại quân, đoán chừng giờ phút này thần âm vực bên trong đều là điều tra đại quân A. Rất rõ ràng, Trần Gia điều tra chỉ là làm dáng một chút cho Lê Gia cùng Doãn Gia xem, nếu không giống như Giang Dật loại này khẳng định sớm đã bị chộp tới đại lao giam lại nói. Trần Gia cũng đã đoán được là hắn giết Lê Hồng, dù sao Lê Hồng chân trước đuổi đi, hắn chân sau tự ra khỏi thành. Dám ở thần âm vực giết Lê Hồng người đoán chừng cũng không nhiều, Đường Tuyết Đường Yên là Đường Minh theo hắn trong sân mang đi, Trần Gia hộ vệ cùng hạ nhân cũng nhìn thấy, đoán ra chuyện đã xảy ra không khó, đương nhiên. Đây là Giang Dật cố ý để Trần Gia biết đến, Âm Đế là người một nhà, Trần Gia cũng là người một nhà, Giang Dật đối Trần Gia rất yên tâm, cũng minh bạch Trần Gia nhất định phải làm dáng một chút. Dù sao Lê Hồng là tới tham gia thuật lại bụi hôn lễ, vẫn là Doãn Hoàng đại cứu ca. Hắn tiếp tục hướng phía nam phi hành, bay nửa ngày đến vào buổi tối hắn ngừng lại, tìm một cái ẩn nấp địa phương ngồi xếp bằng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, phóng thích thần niệm dò xét. Mặc dù Trần gia chỉ là làm dáng một chút, nhưng Doãn gia cùng Lê gia khẳng định sẽ phái người truy tra, sở dĩ Giang Dật tự nhiên không dám khinh thường, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Hắn dò xét phương viên vạn lý, phát hiện rất nhiều người, những cái kia rất nhiều đều là Trần gia trinh sát, còn có thần âm vực đại gia tộc trinh sát. Nhưng này một số người rõ ràng cũng là cái bộ dáng, vừa vào đêm đều tìm địa phương nhóm lửa hạ trại nấu cơm, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Hắn tra xét rõ ràng hai lần phát hiện hai cái người khả nghi, hai người này cùng hắn chặn giết Lê Hồng lúc giết hai tên trinh sát cách ăn mặc giống nhau như đúc, đều là người mặc hắc bào, mà lại hai người này trong đêm thế mà không nghỉ ngơi nhanh chóng tiến lên, phương hướng thế mà còn là hắn vị trí khu vực. Đây là cái gì gia tộc trinh sát, chẳng lẽ bọn hắn có thể truy tung đến ta, làm sao có thể? Giang Dật mở to mắt đầy mắt chấn kinh, hắn lợi dụng huyễn ảnh thần thông cải biến bề ngoài cùng linh hồn khí tức, coi như Đường Minh nhìn thấy hắn cũng sẽ không nhận biết, hai người này làm sao có thể truy tung đến hắn. Hắn coi là dò xét sai, lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục dò xét, kết quả phát hiện hai người này thật hướng chính mình sở tại địa vực vọt tới, tốc độ thật nhanh, đạt đến thiên quân bát trọng. Mà lại rất biết ẩn tàng hành tung, bất qua chiến lực cũng không mạnh, đây là hai cái cấp cao nhất trinh sát. Hai người rời đi Giang Dật vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn dặm lộ trình, nửa canh giờ là có thể đuổi kịp. Cầm xuống hai người, Giang Dật quyết định chú ý, không biết rõ ràng hai người này là cái gì gia tộc trinh sát, không biết rõ ràng bọn hắn là thế nào truy tung đến chính mình, hắn nửa đêm đều sẽ ngủ không được, cao cấp như vậy trinh sát chỉ có đại gia tộc mới có. Chặn giết Lê Hồng lúc hắn giết hai tên trinh sát, giờ phút này cũng không quan tâm lại giết hai cái. Hắn thân thể phóng đi lòng đất trăm trượng, sau đó phóng thích thần niệm khóa chặt hai người lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, hai người đuổi theo, nhưng hai người cũng không dám tới gần, rời đi Giang Dật ngoài 10 dặm một cái sơn cốc nhỏ bên trong ẩn núp xuống tới. Giết! Giang Dật đợi một hồi, không có chút gì do dự, lấy ra một cái nhuyễn kiếm xoắn nát mặt đất bùn đất, đào ra một cái thông đạo bắn thẳng đến hai người mà đi, hắn thần thức quét tới khóa chặt hai người. Hưu, hắn thân thể khẽ động, hai tên trinh sát động, lập tức hướng về sau mới phân tán thoát đi. Giang Dật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm nhận được có hai đạo như có như không thần thức khóa chặt chính mình. Hai người thủ đoạn phi thường tuyệt diệu, không tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái Giang Dật cũng không phát hiện hai người thần thức khóa chặt chính mình. Đã động thủ, Giang Dật như thế nào lại để cho hai người đào tẩu, hắn toàn lực chạy vội, đồng thời phía sau phong ảnh áo choàng xuất hiện, tốc độ lần nữa tăng nhanh một phần, hắn bay vụt ra mặt đất, để tốc độ đạt tới cực hạn. Trong đêm bôn tẩu rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ xúc động cương phong. Đương nhiên đây đối với Giang Dật hoàn toàn không phải sự tình, hắn nguyên lực cảnh giới tại tuyết vực đạt đến thiên quân đỉnh phong, tăng thêm phong ảnh áo choàng tốc độ rất khả quan, vẻn vẹn thời gian một nén nhang tự đuổi kịp một người. Suy suy, trên người hắn cương phong vô thanh vô tức phóng thích mà ra, phía trước bôn tẩu tên thám báo kia chân bỗng chốc bị cắt đứt, kêu đau một tiếng thân thể lăn xuống trên mặt đất, hắn bằng nhanh nhất tốc độ bay đi qua, muốn cầm xuống người này. Nhưng mà, chờ hắn bay qua, người kia thân thể lại bất động, khóe miệng máu đen chậm rãi tràn ra, lại uống thuốc độc tự sát. Phiền toái, Giang Dật sầm mặt lại, trinh sát lại có thể so tử sĩ, đây chính là gia tộc huấn luyện không ra a, cái này ít nhất một cái đại vực bên trong cấp cao nhất hào môn mới có thể có được. Trần gia nếu biết là ta làm, thần âm vực hào môn hẳn là sẽ không xuất động cao cấp như vậy trinh sát a, chẳng lẽ lại là Doãn gia. Giang Dật cùng Chiến Thiên Lôi không oán không cừu, không có liên tưởng đến Chiến gia, tưởng rằng Doãn gia trinh sát. Nhưng nghĩ tới Doãn Nhược Băng, hắn lại cảm thấy không có khả năng, Doãn Nhược Băng tại Doãn gia địa vị đặc biệt, những cái kia thủ hạ đều hẳn là nghe nàng, nàng cũng sẽ không như thế tận tâm tận lực truy tung hắn. Mặc kệ, trước truy sát một người khác, Giang Dật cắn răng, phóng thích thần niệm khóa chặt một tên khác trinh sát về sau, như một cái địa ngục như u linh hướng phía bắc truy sát mà đi. Chương 1077, Huyết Hồn Ấn. Truy sát một tên khác trinh sát là chuyện nhỏ, trinh sát tốc độ vẻn vẹn chỉ có thiên quân bát trọng, so với hắn chênh lệch rất xa. Hắn chỉ là hao tốn 2 nén hương thời gian tự đuổi kịp, nhưng kết quả giống nhau như đúc, người kia thậm chí còn không đợi Giang Dật động thủ, liền đã uống thuốc độc tự sát. Giang Dật lục soát một lần cái này nhân thân bên trên cổ thần nguyên giới, phát hiện bên trong ngoại trừ một khối đưa tin lệnh bài cùng một chút thiên thạch bên ngoài, không có cái gì, trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận đồ vật, manh mối hoàn toàn đoạn mất. Hắn một chưởng đem người này thi thể đốt là cho tàn, dò xét bốn phía không có phát hiện dị thường bên ngoài, chỉ có tiếp tục đi đường. Hắn không có từ dưới mặt đất đi, như thế tốc độ lại có ảnh hưởng, hắn căn bản không sợ cương phong, sở dĩ tứ không kiêng sợ tại mặt đất đi đường, thần thức bốn phía tản ra, một khi phát hiện nơi xa có người, lập tức lách qua. Trong 2 năm qua, linh hồn của hắn tăng cường không ít, thần thức đã có thể dò xét 100 dặm. Bình thường thiên quân đỉnh phong, trừ phi linh hồn đặc biệt cường đại võ giả, thần thức có thể dò xét khoảng cách hẳn là cũng không sai biệt lắm. Trầm muộn đi đường một đêm, hừng đông thời gian hắn mới ngừng lại được nghỉ ngơi một hồi dò xét một phen, hắn bắt đầu phi hành đi đường. Trên đường hắn thỉnh thoảng có thể tao ngộ ra dò xét trinh sát cùng quân đội, bất quá cùng giống như hôm qua, Trần gia quân đội cùng cường giả căn bản chính là đi ngang qua sân khấu, hắn không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Lại tới, 3 ngày sau, Giang Dật lần nữa dò xét đến 2 tên hắc bào trinh sát, cùng ban đầu trinh sát giống nhau như đúc, thậm chí tốc độ cùng thực lực đều không khác mấy, người này xa xa đi theo hắn, ban ngày hắn không dám tốc độ quá nhanh, sở dĩ người này có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Giết, bị người đi theo, chính mình hành tung tùy thời bị người nắm giữ ở trong tay, loại tư vị này không dễ chịu, Giang Dật bất đắc dĩ chờ đợi kia 2 tên trinh sát tới gần 100 dặm về sau, ra tốc độ quay đầu trở về truy sát người này. Phụ cận có thần âm vực trinh sát, Giang Dật không dám vận dụng thần âm thiên kỹ, sở dĩ chờ hắn đuổi kịp 2 tên trinh sát lúc, 2 người đều uống thuốc độc tự sát. Bất quá coi như hắn vận dụng thần âm thiên kỹ cầm xuống 2 người khẳng định cũng hỏi không ra cái gì, liền chết còn không sợ người, còn vọng tưởng bọn hắn mở miệng. Xử lý 2 cái này trinh sát về sau, Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục đi đường, lần này hắn lần nữa biến hóa ngoại hình cùng linh hồn khí tức, biến thành một cái lão đầu, nhưng 3 ngày sau cái đuôi lại đuổi tới. Tà môn, Giang Dật nhức cả trứng, hắn kém chút liền trực tiếp độn thiên mà đi. Bất quá nghĩ đến nhiều ngày như vậy, Bắc Đế còn không có truy sát tới cửa, hắn thân phận chân thật hẳn là còn không có bại lộ, những này trinh sát hẳn là chỉ là có một loại rất kỳ lạ thần thông, có thể khóa chặt hắn mà thôi. Hắn cuối cùng vẫn không có độn thiên, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai truy tung hắn, theo lý thuyết cái này đại gia tộc truy lùng hắn như vậy lâu, người sau lưng cũng hẳn là hiện thân a. Hắn nhẹ nhõm xử lý trinh sát tiếp tục đi đường, thứ cửu thiên hắn đã tới thần âm vực phía nam cùng Doãn gia đại vực ẩn long vực chỗ giao giới, trinh sát thế lực sau lưng cũng rốt cuộc lộ ra hắn nanh vuốt. Hơn 3000 người, thiên quân đỉnh phong 300 người, ngũ tinh cường giả ít nhất có mấy chục người a, thủ bút này thật lớn. Giang Dật thần thức phát hiện phía trước mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp bay tới, vô số cường giả đều khóa chặt hắn. Mấy ngàn người thành phiến đi vây giết mà đến, có mấy cái tốc độ thật nhanh rõ ràng tu luyện phong hệ đạo văn cường giả, còn đi phía sau hắn vây giết để hắn không thể trốn đi đâu được. Nhiều như vậy cường giả, hung ác nhiều người, tốc độ vẫn còn so sánh hắn nhanh, Giang Dật chỉ có 2 con đường có thể đi, hoặc là trước tiên độn thiên mà đi, hoặc là đánh giết toàn bộ người. Hắn lựa chọn đầu thứ 2, không biết rõ ràng trinh sát là thế nào truy tung hắn, cái này khiến hắn như nghẹn ở cổ họng, ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn lẳng lặng đứng tại một tòa núi nhỏ chi đỉnh, không có để ý nơi xa chậm rãi vây giết mà đến cường giả, mà là nhắm mắt lại thả ra thần niệm dò xét. Hắn muốn giết nhiều người như vậy, trong đó còn có mấy chục tên ngũ tinh cường giả, khẳng định phải vận dụng toàn bộ thực lực, như phụ cận có người xem, vậy tuyệt đối hội tiết lộ phong thanh. Rất tốt, dò xét một phen, hắn ngoài ý muốn phát hiện phụ cận 200 dặm ngoại trừ cái này mấy ngàn người bên ngoài, thế mà không có một cái nào ngoại nhân. Hắn nghĩ lập tức bình thường trở lại, cái này mấy ngàn người hẳn là tại phụ cận mai phục mấy ngày, đem tất cả mọi người cùng sơn phỉ đều xua tán đi, liền chờ hắn mắc câu đâu, bọn hắn đoán chừng cũng không muốn tiết lộ phong thanh. Vù vù, hơn 3000 người rất nhanh hình thành vây kín, đem hắn 4 phương 8 hướng đều vây lên, hơn 3000 người trùng trùng điệp điệp bay tới, Giang Dật lại không nhúc nhích, thậm chí con mắt đều không có mở ra, mà là tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái phóng thích thần thức khóa chặt bọn hắn. A, người này như thế nào cùng trên bức họa không giống a, có phải hay không là sai lầm? Đúng vậy a, trên bức họa là một thanh niên, đây là một cái lão đầu a, mà lại lão nhân này chỉ có thiên quân ngũ trọng a, 16 trưởng lão không phải nói người này là thiên quân đỉnh phong sao? Là có chút kỳ quái, hỏi một chút chiến đại nhân đi. Đại quân tới gần Giang Dật hơn 20 dặm, rất nhiều người xa xa dò xét đến Giang Dật bộ dáng sau nhao nhao kinh ngạc, nghị luận không ngớt. Giang Dật nghe được tiếng nghị luận, hai đầu mày trắng vẩy một cái, linh hồn chấn động. Chiến đại nhân, cái này hơn 3000 người rất rõ ràng phân thuộc khác biệt đại gia tộc, cũng đơn giản có thể nhẹ nhõm dò xét đến bọn hắn hình thành 4 phe cánh, đây cũng là phụ cận đại vực đại gia tộc cường giả. Mà, có thể điều động nhiều như vậy đại gia tộc chiến đại nhân, kia chỉ có cửu đế gia tộc Chiến gia người. Chiến Thiên Lôi, Giang Dật khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, không bằng hắn có chút không rõ, Chiến Thiên Lôi vì sao muốn phái người truy tung hắn, giờ phút này lại bố cục giết hắn, chẳng lẽ Doãn Nhược Băng quan hệ với hắn bị Chiến Thiên Lôi khám phá? Không cần hoài nghi, người này liền là Y Tam, chúng ta Chiến gia con em đều tu luyện qua huyết hồn thuật, phàm là từng đánh chết chúng ta Chiến gia tộc nhân, trong nửa tháng trên thân đều sẽ huyết hồn ấn, chúng ta gia tộc người khẽ dựa gần hắn vạn lý đều có thể nhẹ nhõm cảm ứng, hắn hẳn là chỉ là tu luyện cường đại dịch dung thuật. Một đạo u sâm sâm tiếng cười lạnh tại đám người phía sau vang lên, Giang Dật thần thức khóa chặt một tên hắc bào lão giả, mấy ngày nay hoang mang trong nháy mắt mở ra. Tâm hắn niệm khẽ động, vội vàng cải biến linh hồn khí tức, để cho mình biến trở về y tam linh hồn khí tức. Hắn cũng âm thầm kinh hãi, Chiến gia quả nhiên cường hoành, lại có như thế bí thuật, dám đánh giết Chiến gia người, khẳng định sẽ bị truy sát đến chết a. Giết, kia mấy ngàn người không có chút gì do dự, nhao nhao hóa thành thần hồng hướng Giang Dật bay tới, vô số thần thức cũng nhao nhao hướng Giang Dật quét tới, khóa chặt hắn. Đám người khoảng cách tới gần Giang Dật 4-5 dặm về sau, Giang Dật phát hiện có một đạo cường đại thần thức hướng linh hồn hắn trong thức hải quét tới, cũng nghe đến cái kia người áo đen tiếng cười lạnh, không sai, liền là Y Tam, linh hồn khí tức giống nhau như đúc, ta tại thần âm cốc dò xét qua hắn. Lần này cái này mấy ngàn người càng không có nửa điểm chần chờ, đột nhiên tăng tốc, trên tay nhao nhao sáng lên các loại quang mang chuẩn bị xuất thủ. Bất quá kia người áo đen tiếng quát khẽ vang lên lần nữa, công kích cẩn thận chút, khác đừng chấn động không gian, nhìn xem có thể hay không bắt người sống tiểu tử này, không gian thần khí bên trong có hai nữ tử, kia là công tử điểm danh muốn, đại gia cẩn thận chút, tiểu tử này công kích linh hồn rất cường đại. Hắc hắc, Giang Dật nội tâm thầm vui, đám người này thế mà còn muốn bắt sống hắn như ong vỡ tổ hướng hắn vào tới, hắn đổ sát dễ dàng hơn a. Bất quá nghe được Chiến Thiên Lôi thế mà đánh Đường Tuyết Đường Yên chủ ý, nội tâm của hắn trầm xuống, như có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không quản Chiến gia rốt cuộc mạnh cỡ nào, đem Chiến Thiên Lôi giết chết lại nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Đây chính là Giang Dật làm người truyền tắc, mặc kệ có bất kỳ kinh thiên bối cảnh, chọc hắn xử lý lại nói. Băng Phong Thiên Lý, tại mấy ngàn người đều dựa vào gần bên cạnh hắn hơn một dặm phạm vi, Giang Dật đôi mắt đột nhiên mở ra, hai tay múa, thả ra một cái cực kỳ cường đại quần công đạo văn, hắn muốn đem tất cả mọi người lưu tại cái này. Chương 1078, ai cũng sống không được. Băng Phong Thiên Lý một phóng thích, phạm vi ngàn dặm băng tuyết chi lực cùng thiên địa nguyên khí đều hướng Giang Dật hội tụ mà đến, để toàn trường biến sắc, một đạo hàn lưu cũng theo Giang Dật trên thân tuôn ra, dùng tốc độ khủng khiếp hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Phàm là hàn lưu những nơi đi qua, toàn bộ sống động vật đều bị đông cứng, phụ cận một dòng sông nhỏ còn biến thành băng hà, nguyên bản sinh khí bừng bừng bình nguyên bãi cỏ toàn bộ một mảnh trắng xóa, phụ cận ngàn dặm kịch liệt hạ nhiệt độ, phạm vi trăm dặm trong nháy mắt kết băng. Tất cả mọi người chấn kinh đến không gì sánh kịp, bọn hắn con mắt đều mở tròn vo, có thể nhìn thấy bốn phía hết thảy, nhưng thân thể cùng linh hồn lại không động được, nguyên lực cùng huyết dịch đều bị đông cứng. Ngũ tinh đạo văn, Băng Phong Thiên Lý, có biết hàng cường giả lập tức nhận ra cái này đạo văn, thậm chí Chiến gia mấy tên cường giả cũng bắt đầu hoài nghi Giang Dật chân thực thân phận, bởi vì ngũ tinh đạo văn có thể cảm ngộ quá ít, giống như vẻn vẹn Đường ra một tên gia tướng, nhà này đem đã sớm nổi danh, địa vị cũng không có khả năng tại Đường Minh phía dưới. Bởi vì Đông Hoàng Đại Lục rất ít băng tuyết, cho nên có thể cảm ngộ băng tuyết loại đạo văn người ít càng thêm ít, nếu có người có thể cảm ngộ ngũ tinh băng tuyết đạo văn, chỉ sợ sớm đã truyền khắp đại lục, Đường ra cũng tuyệt đối sẽ trọng dụng người này. Cũng chính là bởi vì đại lục băng tuyết rất ít, sở dĩ mấy chục tên ngũ tinh cường giả đối với băng tuyết sức chống cự, cùng băng tuyết loại đạo văn ứng đối phi thường yếu, không bao giờ căn bản không ai có thể giải phong. Thùng thùng ô ô, rất nhanh, bọn hắn không cần đoán nghi Giang Dật chân thực thân phận, Giang Dật trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, thần âm thiên kỹ phóng thích, đồng thời hắn mi tâm thất thải hồn thương xuất hiện, một cái tay khác còn đánh ra cương phong. Hắn thoáng cái đem toàn bộ cường đại thần thông đều phóng thích ra ngoài, mục đích không cần nói cũng biết, muốn bằng nhanh nhất nhanh kết thúc chiến đấu, chém giết tất cả mọi người. Thảm liệt đồ sát bắt đầu, Băng Phong Thiên Lý cùng thần âm thiên kỹ phối hợp lại kinh khủng dị thường, Cương Phong Chi Nhận cùng thất thải hồn thương giết người tốc độ cũng quá nhanh quá nhanh. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, 10 chuôi Cương Phong Chi Nhận gào thét mà qua, vài trăm người tự xoắn thành huyết vụ, thất thải hồn thương cũng theo 200 trong đầu của người ta bay qua, đám người quá dày đặc, quét qua liền là một mảng lớn. Giang Dật, rốt cục có một tên cường giả giải phong, hắn bạo hống, liều mạng trong đầu kịch liệt đau nhức, trong tay nguyên lực điên cuồng phun trào, liền muốn phóng thích cường đại đạo văn. Nhưng Giang Dật đã sớm đoán chắc thời gian, so với hắn sớm một bước thả ra Băng Phong Thiên Lý. Chiến đấu như vậy không chút huyền niệm, Giang Dật tại tuyết vực đã sớm đã chứng minh hắn, đồ sát thiên quân thật không có khó khăn quá lớn. Hắn mục tiêu toàn bộ khóa chặt ngũ tinh cường giả, chờ những cái kia ngũ tinh cường giả chém giết về sau, những người còn lại càng dễ làm hơn, bị băng phong lấy bọn hắn liền là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho Giang Dật xâm lược. Hơn 3000 người, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian bị Giang Dật đồ sát không còn, nếu có người tại hiện trường nhìn thấy khẳng định sẽ bị Giang Dật tàn nhẫn thủ đoạn dọa sợ. Giang Dật giết người mí mắt đều không nháy mắt thoáng cái, nhiều năm như vậy đến đây, hắn cũng đã quen giết chóc lúc không chút lưu tình. Vù vù, không trung có rất nhiều không gian giới chỉ lơ lửng, Giang Dật bay một vòng đem giới chỉ thu hồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua khắp núi tàn huyết cùng thi thể, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Cửu Thiên Long Viêm, hai tay của hắn hướng phía dưới đột nhiên đánh ra mấy chục trường, đem phía dưới thi thể đốt cháy một mảnh, cũng đem khắp nơi băng tuyết hòa tan, lúc này mới bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương Nam bay đi. Hắn vẫn không có độn thiên rời đi, chưa có xác định thân phận của mình bại lộ trước, hắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm, còn như chiến gia huyết hồn thuật, hắn có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Rầm rầm, Cửu Thiên Long Viêm nhiệt độ cao để bốn phía băng tuyết hòa tan, cũng làm cho cách đó không xa tiểu hà làm tan. Nước sông rầm rầm chảy, nhưng nguyên bản thanh tịnh nước sông giờ phút này lại trở nên một mảnh huyết hồng, khắp nơi không trung đều là một mảnh làm người ta buồn nôn mùi máu tươi. Giang Dật bên này chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng ở hắn phóng thích băng phong thiên lý lúc, bốn phía ngàn dặm phạm vi rất nhiều người đều đã bị kinh động. Bất quá không ai dám dựa đi tới, coi như những cái kia đại gia tộc trinh sát cũng không dám tới gần, chỉ là trước tiên đưa tin trở về riêng phần mình gia tộc, như thế cấp bậc chiến đấu những cái kia trinh sát tự nhiên không dám tới gần. Sau nửa canh giờ, phụ cận trong thành chỉ một cái Trần gia đại quân khoan thai tới chậm. Khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường sau toàn bộ nhìn thấy mà giật mình, Cửu Thiên Long Viêm có thể đốt diệt thi thể, nhưng rất nhiều xương cốt lại không biện pháp đốt thành tro, dù sao thiên quân võ giả thân thể quá cường đại, xương cốt phi thường cứng rắn. Sở dĩ mọi người thấy phụ cận một vùng núi hóa thành đất khô cằn, bên trong dãy núi đều là đen nhánh xương cốt, không trọn vẹn chiến giáp binh khí, còn có tản ra không đi mùi máu tươi. Toàn bộ chết nhanh đưa tin cho công tử. Phương Bắc có hai tên người áo đen chạy như bay đến, dò xét đến như thế tràng cảnh, hai người hắc bào phía dưới mặt trở nên không có một tia huyết sắc, một người tiếp tục dò xét, một người khác thì lấy ra một tấm lệnh bài đưa tin. Cái gì? Chiến Thiên Lôi giờ phút này đang cùng Doãn Nhược Băng cùng một chỗ thưởng thức trà, hắn trên lưng lệnh bài chấn động, lấy ra quét qua sắc mặt dây lát biến, cái ly trong tay cũng hơi run lên, nước trà rơi đầy đất. Thế nào Thiên Lôi công tử? Doãn Nhược Băng còn lần thứ nhất gặp Chiến Thiên Lôi thất thố như vậy, vội vàng hiếu kỳ nhìn lại. Không có việc gì, Chiến Thiên Lôi miễn cưỡng cười một tiếng, trầm tư một lát, cáo biệt Doãn Nhược Băng vội vàng trở lại viện tử của mình bên trong. Toàn bộ người đã chết, 16 trưởng lão cũng đã chết. Góc tường chỗ bóng tối một tên người áo đen nghe được Chiến Thiên Lôi truyền báo, một gương mặt mo bên trên cũng đều là chấn kinh ngạc, nguyên bản tại hắn coi là chém giết một cái Y Tam cũng không phải là cái đại sự gì, nhưng vấn đề này nghĩ tiểu cũng khó khăn. Chiến gia một mực điệu thấp, cũng chỉ trấn thủ Huyền Đế Thành, nhưng Chiến gia cũng không phải là thật không có gia tộc phụ thuộc, bọn hắn phụ thuộc gia tộc đều từ một nơi bí mật gần đó. Kể bên này mấy cái đại vực tự có 4 cái phụ thuộc Chiến gia gia tộc, lần này 4 tộc cường giả toàn bộ bị hắn triệu tập đến đây, kết quả toàn quân bị diệt, liên Chiến gia một tên trưởng lão cùng hơn 200 thiên quân cường giả đều tử trận, người nói chuyện này còn có thể tiểu sao? Chiến Thiên Lôi cũng biết sự tình phiền toái, chết nhiều người như vậy muốn giấu giếm hạ đã không thể nào, Chiến gia tộc quy xâm nghiêm, lần này hắn trở về tuyệt đối phải bị trách phạt. Trách phạt ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là Chiến gia thiếu tộc trưởng không có định, hắn mấy cái huynh đệ, còn có rất nhiều đường huynh đệ thiên tư đều rất nghịch thiên, sở dĩ hắn có thể hay không lên làm thiếu tộc trưởng, trở thành đời kế tiếp Chiến Hoàng còn càng cũng chưa biết. Chiến Thiên Lôi trong đại sảnh đi qua đi lại, một lát sau cắn răng nói, không được, nhất định muốn đánh giết Y Tam. Quy thúc, người lập tức đi điều người truy tung Y Tam, tìm tới người sau ta tự mình xuất thủ. Việc này áp không dưới, nếu không thể chém giết Y Tam, ta trở về khẳng định sẽ bị gia gia xem nhẹ, người thiếu tộc trưởng này chi vị tiểu treo, người cũng biết ta mấy cái kia đệ đệ Đường ca, còn có cái kia chi mạch tạp trùng. Không được, hắc bào lão giả rất kiên định nói ra, công tử, người vừa mới đột phá bán thần, thực lực còn không có ổn định lại, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Như tộc trưởng cùng gia chủ biết rõ ngươi vì một cái nho nhỏ Y Tam dùng thân mạo hiểm, khẳng định càng thêm nổi giận, tộc trưởng tính khí ngươi cũng biết, gia chủ trước khi đến cũng đã thông báo. Cái này, Chiến Thiên Lôi thoáng cái không cách nào, cấp bách nhìn qua hắc bào lão giả nói ra, quy thúc, vậy làm sao bây giờ? Hắc bào lão giả trầm tựu nói ra, hồi Chiến Đế Thành, đem tất cả mọi chuyện chi tiết hướng gia chủ bẩm báo, chủ động nhận lầm. Công tử cùng Doãn tiểu thư đại hôn ngay tại mấy tháng sau, gia chủ sẽ không làm sao trách phạt. Chỉ cần đại hôn thuận lợi, một khi cùng Doãn ra một thông gia, người thiếu tộc trưởng này chi vị tuyệt đối là ngươi. Kia Y Tam đâu? Chiến Thiên Lôi đỏ hồng mắt nói ra, chẳng lẽ lại việc này cứ tính như thế? Hắn trốn không thoát, quy thúc cười lạnh một tiếng nói, chúng ta lập tức cưới truyền tống trận trở về, ngươi đem sự tình bẩm báo gia chủ nhất định sẽ triệu tập bán thần cường giả truy sát. Huyết hồn ấn có thể duy trì nửa tháng, giết chúng ta Chiến ra người, ai cũng sống không được. Chương 1079, mới thánh nhân. Chiến Thiên Lôi cuối cùng vẫn quyết định nghe Quy Thúc, chính như Quy Thúc nói, chỉ cần đại hôn thuận lợi hắn có thể cùng Doãn gia thông gia, người thiếu tộc trưởng này liền chạy không được. Chiến gia thế hệ này thiên tài so còn lại gia tộc nhiều rất nhiều, hắn nhất định phải như dẫm trên băng mỏng. Cửu đế như một chút trong đại lục đế hoàng, cửu đế vị trí này tượng trưng cho rất nhiều vinh quang cùng quyền thế, cửu đế gia tộc trực hệ tử đệ từ nhỏ đã khát vọng đạt được vị trí kia, thậm chí vì vị trí kia còn muốn lẫn nhau minh tranh ám đấu, các loại âm mưu quỷ kế không chỗ không cần. Đối với cửu đế gia tộc tới nói, phạm sai lầm không sao, cửu đế gia tộc cái gì đều có thể bãi bình, đối với bọn hắn gia tộc tới nói chưa từng có không đi khảm. Sở dĩ gia tộc các đại nhân vật càng để ý là phạm sai lầm sau thái độ cùng hành động. Như năm đó Vũ Nghịch, phạm sai lầm thái độ đoan chính, không có mất lý trí, không có làm loạn, ngược lại nằm gai nếm mật, đây càng để gia tộc trưởng bối môn thích, thưởng thức. Đã quyết định muốn đi, Chiến Thiên Lôi làm việc cũng không phải lề mề chậm chạp người, hắn lập tức mang theo Quy Thúc đi ra phía ngoài, đi Doãn Nhược Băng viện tử. Thiên Lôi công tử, Doãn Nhược Băng còn tại uống trà, nàng quát nước trà tương đối đặc thù, là dùng hoa tươi ngâm, sở dĩ toàn bộ đại sảnh đều có một cỗ hương hoa vị, cũng làm cho nàng lộ ra càng thêm đặc biệt. Nàng nhìn thấy Chiến Thiên Lôi vào đây, thản nhiên đứng lên, cười nhạt một tiếng, làm cho cả gian phòng vì đó sáng lên. Như băng, Chiến Thiên Lôi nhìn thấy cái nụ cười này, nội tâm lần nữa đắng chát cười một tiếng, Doãn Nhược Băng vẫn là như thế, trên mặt cười trong khung lại tản mát ra lãnh ý, tránh xa người ngàn dặm, cái này khiến Chiến Thiên Lôi phi thường thống khổ. Trên mặt hắn miễn cưỡng cười một tiếng, chắp tay nói, Như Băng, ta có việc gấp phải chạy về Huyền Đế Thành, ngươi xem là theo ta đi Huyền Đế Thành chơi đùa, vẫn là đưa ngươi hồi trở lại Doãn Đế Thành. Việc gấp, Doãn Nhược Băng lông mi lắc một cái, tầm mắt rủ xuống, cười nhạt nói, là Huyền Thần Sơn sự tình a. Ách, Chiến Thiên Lôi khẽ giật mình, đầy mắt kinh ngạc hỏi, Huyền Thần Sơn chuyện gì? Ngươi không biết vậy, ngươi vội vã như vậy trở về là vì cái gì? Doãn Nhược Băng nhàn nhạt nhìn lướt qua Chiến Thiên Lôi, trên mặt mặc dù không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng rõ ràng nhìn có chút tức giận. Ông, Chiến Thiên Lôi đưa tin lệnh bài đột nhiên hơi chấn động một chút, hắn nhìn lướt qua vội vàng cười khổ nói, thật cho Như Băng nói chúng, phụ hoàng để cho ta lập tức trở về thành, Huyền Thần Sơn có dị động. Rất có thể cấm chế buông lỏng, Như Băng, ngươi thế mà so ta còn sớm thu được tình báo. Ha ha, Doãn Nhược Băng khẽ cười một tiếng cũng không giải thích, nàng dừng một lát, ngẩng đầu lên nói, đi thôi, ta tùy ngươi cùng đi Huyền Đế Thành, đoán chừng Thiền tỷ tỷ, Thi Nhã muội muội các nàng rất nhanh sẽ đến, rất lâu không gặp, vừa vặn họp gặp. Tốt, chúng ta cùng đi gặp Trần gia gia chủ, từ biệt đi. Chiến Thiên Lôi nhẹ gật đầu, mang lên Doãn Nhược Băng đi gặp Trần gia gia chủ cáo biệt. Trần gia gia chủ giữ lại một hồi, tự mình đưa hai người đi quảng trường truyền tống trận, chờ hai người dẫn người truyền tống rời đi về sau, hắn vội vàng về tới Trần gia đại viện trong thư phòng, đi vào tự quát khẽ người tới, đưa tin xuống dưới, lập tức tìm tới Y Tam. Nói cho hắn biết Chiến Thiên Lôi trở về, Chiến gia bán thần trong mấy ngày liền sẽ truy sát mà đến, để hắn cẩn thận chút, như cảm thấy không có nắm chắc liền đi Thần Âm Cốc tránh đi, mặt khác đem Huyết Hồn Ấn sự tình nói cho hắn biết. Tuân mệnh. Bên ngoài thư phòng vang lên giọng nói lạnh lùng, một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, không lâu lắm Trần gia đại trưởng lão lại đi đến, hắn trên mặt thần sắc lo lắng nói ra, gia chủ, Giang Dật lần này chơi lớn rồi a, Bắc Đế còn tại đuổi giết hắn, lại chọc tới Chiến gia. Tiểu tử này cũng điên rồi, hơn 3000 người không còn một mống diệt sạch. Huyết Hồn Ấn chỉ có thể truy tung nửa tháng, như tiểu tử này có thể tránh thoát nửa tháng cũng không sợ Chiến gia. Trần gia gia chủ khe khẽ thở dài, lập tức cảm khái nói ra, tiểu tử này chiến lực ngược lại là càng ngày càng bưu hãn, biến mất 2 năm, giết thiên quân như ngắt chết kiến tộc nhẹ nhõm, như cho hắn lại trưởng thành 10 năm 8 năm, giết bán thần đoán chừng cũng cùng đùa đồng dạng. Ai, hy vọng Chiến gia không muốn nhận ra thân phận của hắn đi, nếu không tiểu tử này lại muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Trần gia đại trưởng lão cũng nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn qua phía đông nói ra, ta đem sự tình bẩm báo cho sư tôn, hắn nói chuyện này chúng ta khác đừng quản nhiều, như tiểu tử kia đưa tin muốn chúng ta hỗ trợ lại nói, nếu không sống hay chết tự nhìn hắn tạo hóa. Xa xa xa, tại hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân dồn dập, một lão giả vội vàng đi tới nói, gia chủ, đại trưởng lão, Huyền Đế Thành bên kia đưa tin tới, Huyền Thần Sơn có dị động. Trên núi cấm chế tựa hồ có buông lỏng dấu hiệu, các đại siêu cấp gia tộc hẳn là đều nhận được tin tức, đoán chừng rất nhanh hội hướng Huyền Đế Thành hội tụ mà đi. Huyền Thần Sơn, Trần gia gia chủ cùng Trần gia đại trưởng lão liếc nhau, hai người đôi mắt đều sáng lên, Huyền Thần Sơn đối với Đông Hoàng Đại Lục con dân tới nói thế nhưng là Thánh Sơn, đỉnh núi Huyền Thần Cung càng là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Như Cửu Đế gia tộc đạt được Huyền Thần Cung thì có thể hiệu lệnh thiên hạ, như còn lại gia tộc đạt được Huyền Thần Cung, trở thành thứ 10 đế cùng Cửu Đế gia tộc bình khởi bình tọa, kia đều không phải là mộng tưởng. Trần gia gia chủ quát khẽ nói, nhưng có còn lại tình báo, nhưng có người có thể lên Huyền Thần Sơn. Chưa từng, truyền tin tới trưởng lão lắc đầu nói, nghe nói cấm chế buông lỏng một khắc này, Chiến Đế tự mình xuất động, cuối cùng không công mà lui, Chiến Đế ra mấy một thiên tài thiếu niên cũng tới núi, đồng dạng không dùng. Bất quá cấm chế đã buông lỏng, kia phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian đi, gia chủ hẳn là chuẩn bị sớm. Trần gia gia chủ gật đầu nói, phụ thân nói thế nào? Trưởng lão lắc đầu nói, tộc trưởng không nói gì, chỉ là để ngươi quyết định. Tốt, ngươi đi xuống đi, đưa tin cho Huyền Đế Thành gia tộc tử đệ, để bọn hắn thời khắc chú ý tình huống bên kia, cách mỗi một ngày đưa tin một lần trở về, thông báo tình huống. Huyền Thần Cung, vô luận là bất luận cái gì gia tộc đều muốn lấy được, có phải hay không đến kia là một chuyện khác. Trần gia gia chủ trầm ngâm một lát, cuối cùng ánh mắt quét về phía Trần gia đại trưởng lão nói ra, ngươi vất vả đi một chuyến đi, để Trần Nhi cùng gia tộc ưu tú nhất con em đi Huyền Đế Thành thử thời vận, cá nhân ngươi cũng thử một chút đi, không được cũng không cần miễn cưỡng. Theo Huyền Đế tác phong làm việc, ta đoán chừng cái này Huyền Thần Cung chỉ có thể người trẻ tuổi kế thừa, cũng không biết ai có vận may này. Trần gia đại trưởng lão nhẹ gật đầu, Âm Đế không có phản ứng việc này, điều này nói rõ hắn cũng cho rằng Huyền Thần Cung thế hệ trước không chiếm được, nếu không năm đó Huyền Đế liền trực tiếp truyền cho một người, sẽ không tốn công tốn sức. Trần gia gia chủ sắc mặt đột nhiên lộ ra một vòng thần sắc lo lắng, nhìn một cái ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng nói, thánh vật sắp xuất thế, thường thường đại biểu cái này thiên hạ sẽ đại loạn, quần ma loạn vũ, lại không biết có bao nhiêu thương sinh muốn gặp nạn a. Đúng vậy a, Trần gia đại trưởng lão cũng đi theo đến, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề nói ra, hơn 700.000 năm trước, đại yêu hoành hành, nhân tộc kém chút bị diệt tộc, nếu không phải Huyền Đế, nhân tộc sớm đã bị diệt tuyệt, lần này lại không thông báo gặp dạng gì chỉ trích. Ha ha, bất quá cũng cần lo lắng. Trần gia đại trưởng lão rất nhanh cười nói, Huyền Đế nhìn hết tầm mắt thiên cơ, đoán chừng đã sớm đoán chắc hết thảy. Hắn đã để Huyền Thần Cung vào lúc này xuất thế, khẳng định đã sớm đoán chắc lại một vị mới thánh nhân sắp xuất thế, cứu vớt thương sinh. Trần gia gia chủ trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng bày ra, bên trong đều là vẻ mơ ước, lẩm bẩm nói, mới thánh nhân hội là ai đâu, ai có thể trở thành Huyền Đế thứ hai, mới đại đế đâu. Cắt chương 1080, ta ít đọc sách, các ngươi đừng gạt ta. Huyền Thần Sơn dị động sự tình cũng không có giấu giếm được người trong thiên hạ, vẻn vẹn 5 ngày tiểu truyền khắp toàn bộ đại lục, Huyền Thần Sơn phụ cận một mực có các đại gia tộc trinh sát, bên kia vừa có bất kỳ tình huống gì đều sẽ truyền khắp các đại gia tộc, tiếp theo truyền khắp đại lục. Huyền Thần Cung ra Huyền Thần Sơn đã có ít năm, mấy năm này bên trong vô số người nếm thử leo núi, nhưng đều bị trên núi kỳ dị cấm chế ngăn cản, tự liền Cửu Đế tự mình xuất động cũng không công mà lui. Đương nhiên, cũng không phải là Cửu Đế thật không có cách nào leo núi, chỉ là kia cấm chế phi thường cường đại, như cưỡng ép leo núi Huyền Thần Sơn cùng Huyền Thần Cung đều sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Huyền Thần Sơn là thánh sơn, phía trên có bao nhiêu cái bí cảnh, Huyền Thần Cung càng là thiên hạ đệ nhất chí bảo, sở dĩ Cửu Đế không dám làm loạn, ai dám làm loạn cũng sẽ bị Chiến Đế xé thành mảnh nhỏ. Tin tức truyền ra, các đại gia tộc lập tức hành động, bất quá kỳ quái là Cửu Đế cùng các đại gia tộc lão gia hỏa đều không nhúc nhích, tự liền bán thần đều rất ít phái đi ra, chỉ là để thế hệ tuổi trẻ nhao nhao cưỡi truyền tống trận bằng nhanh nhất tốc độ hướng Huyền Đế Thành tiến đến. Sở dĩ dạng này, kỳ thật Huyền Thần Cung ra Huyền Thần Sơn lúc, Cửu Đế cùng những lão gia hỏa kia đều rất rõ ràng. Thứ này chỉ có thể là thế hệ tuổi trẻ kế thừa, thế hệ trước đều mơ tưởng đi vào Huyền Thần Cung. Bởi vì khi đó leo núi, niên kỷ càng lớn võ giả bò sơn càng phí sức, dù sao trẻ tuổi võ giả leo nhẹ nhõm. Lại liên tưởng đến Huyền Đế tính cách tính khí, Cửu Đế cùng những lão gia hỏa kia, tỉ như Âm Đế liền leo núi tâm tư cũng không có. Huyền Đế bản thân cũng là thiếu niên thiên tài, trở thành Huyền Đế lúc đều không có vượt qua 40 tuổi, hắn đồ vật chắc chắn sẽ không cho lão gia hỏa kế thừa. Y Thiền xuất quan, Tà Phi lần nữa xuất động, Lăng Thất Kiếm Lăng Thi Nhã đã ở nửa đường, Kiếm Vô Ảnh càng là tại gia tộc một vị lão cung phụng dẫn đầu hạ bằng nhanh nhất mau truyền đưa mà tới. Vũ gia cũng phái người, bất quá Vũ Nghịch không có xuất hiện, đoán chừng còn tại giam giữ không có phóng xuất. Vô số gia tộc công tử trẻ tuổi tiểu thư nghe tin lập tức hành động, tề bôn Huyền Đế Thành. Giang Dật cũng không biết rõ Huyền Thần Sơn dị động, coi như biết rõ cũng sẽ khịt mũi coi thường, nửa điểm không kinh hoàng. Ngao Lư làm Huyền Thần Cung thủ hộ giả, hắn tuyệt đối sẽ không tính sai, Huyền Thần Sơn coi như lại thế nào dị động, những người này cũng tới không đi. Hắn giờ khắc này ở còn tại Thần Âm Vực, đồng thời ngay tại ngày đó động thủ phía bắc mấy ngàn dặm một tòa cự đại sơn mạch xuống. Vùng núi này rất lớn, bên trong có rất nhiều yêu thú, còn có mấy cái yêu vương, Giang Dật trốn ở dãy núi phía dưới trăm vạn trượng, đào móc một cái cự đại dưới mặt đất hang động, sau đó đem đế cung lấy ra ngoài, chính mình tiến vào đế cung bên trong. Hắn giết Chiến gia nhiều người như vậy, hắn tin tưởng Chiến gia khẳng định sẽ xuất động bán thần cường giả. Sở dĩ hắn nếu là không muốn độn thiên, chỉ có trốn lên nửa tháng, bởi vì huyết hồn ấn nửa tháng sau mới có thể biến mất. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường là an toàn nhất, nơi này cách khai chiến chàng chỉ có mấy ngàn dặm, hắn trước kia hành tẩu lộ tuyến là thẳng tắp hướng phương Nam, sở dĩ địch nhân muốn truy tra hắn khẳng định hội hướng phía Nam tìm kiếm. Đế cung là một cái kỳ lạ không gian, tại cái này trong không gian chiêm tinh sư đều không thể khóa chặt hắn, hắn tin tưởng Chiến gia bán thần cũng căn bản không có cách nào bằng vào huyết hồn ấn truy kích đến hắn. Hắn tiến vào đế cung cách mỗi một canh giờ liền sẽ phóng thích thần niệm vu thuật dò xét phương viên 3000 vạn dặm, nếu có bán thần truy sát mà đến, hắn hội trước tiên độn thiên thoát đi. Đây chính là huyết hồn ấn, Chiến gia huyết hồn thuật quả nhiên lợi hại, ta nếu không phải biết rõ thứ này tồn tại, sợ là căn bản dò xét không đến. Đế cung bên trong, Giang Dật sờ lên cái ót, mặt mũi tràn đầy thổn thức, đầu hắn phía sau có một tia như có như không khí cơ, thứ này không tra xét rõ ràng căn bản là không có cách phân rõ. Công tử, nghỉ ngơi trước một cái đi. Bên cạnh hắn ngồi hai tên nũng nịu mỹ nhân, chính là Đường Tuyết, Đường Yên. Hai người nhìn thấy Giang Dật mở to mắt, vội vàng nhích lại gần, một cái cho hắn nhẹ nhàng nhào nặn huyệt thái dương, một cái cho hắn bưng tới một chén nước trà tự mình cho hắn ăn uống xong, để Giang Dật biến thành một cái sống an nhàn sung sướng đại lão gia. Các ngươi không cần dạng này hầu hạ ta, các ngươi không phải nô lệ của ta hạ nhân. Giang Dật cười khổ một tiếng, không ngừng phóng thích thần niệm, để hắn có chút tâm lực lao lực quá độ. Đường Tuyết cho hắn nhào nặn thoáng cái ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Đường Yên đặt chén trà xuống ngòn ngọt cười, không nói chuyện cúi đầu cho Giang Dật xoa chân, Đường Tuyết thì nhẹ nhàng đem Giang Dật thân thể ngã xuống, để hắn tựa ở trên đùi mình, nàng hi hi cười nói, áo lão gia, Đường Tuyết Đường Yên chính là của ngươi nô lệ, chúng ta tỉ môn muốn hầu hạ lão gia cả một đời đâu. Áo lão gia, Giang Dật cảm giác có chút khó chịu, hắn giờ phút này vẫn là biến thành Y Tam dáng vẻ, nghĩ trên người hắn bạch quang lóe lên biến trở về bộ dáng lúc trước. Đem Đường Tuyết cùng Đường Yên giật nảy mình. Không cần kinh hoàng, ta trước kia sử dụng dịch hình thuật biến ảo bộ dáng. Giang Dật mỉm cười, ngửa đầu nhìn thoáng qua Đường Tuyết, lại vừa hay nhìn thấy hai tòa ngọn núi cao vút, hắn vội vàng lúng túng mở ra cái khác con mắt nói, không có ý tứ, tình bất đắc dĩ ta lừa các ngươi, ta không gọi Y Tam, ta gọi Giang Dật, đây mới là ta chân chính bộ dáng. Hai tỷ muội thân thể mềm mại lần nữa run lên, Đường Tuyết bởi vì qua vu chấn kinh cùng kích động, trước ngực càng là sóng lớn mãnh liệt, hai người si ngốc nhìn qua Giang Dật, nhất thời mộng. Ha ha, Giang Dật có chút ăn không tiêu, hắn ngồi dậy, con mắt nhìn qua hai người nói, kỳ thật trước kia ta tự cùng các ngươi gặp qua, lúc ấy Đường Thắng muốn đem các ngươi đưa cho ta, khi đó tên giả của ta là Áo Đen. Khi đó ta có việc gấp, sở dĩ tự không muốn các ngươi tỉ muội. Hai tỉ muội càng thêm mơ hồ, Đường Tuyết dừng tốt nửa ngày mới ấp úng hỏi, công tử, ngươi thật là danh chấn đại lục. Phật dưới núi diệt sát vũ ra 5 vị bán thần Giang gia. Giang Dật vuốt cằm nói, không thể giả được. Bịch, hai tỷ muội liếc nhau, nước mắt đổ xuống mà ra, hai người thế mà lần nữa quỳ xuống. Đường Tuyết mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, nô gia một mực đang nghĩ, dám vì tỷ muội chúng ta giết chết Lê gia nhiều người như vậy, công tử khẳng định không phải người bình thường. Không nghĩ tới công tử lại là Giang gia, tỷ muội chúng ta lại bị đại danh đỉnh đỉnh nhân vật truyền kỳ Giang gia cứu, chúng ta đời này chết cũng không tiếc. Ta như vậy nổi danh. Giang Dật sờ lên cái mũi, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hi hi, Đường Yên lau khô nước mắt, nhếch miệng cười nói, Giang gia, ngươi có lẽ không biết, ngươi thế nhưng là đại lục nổi danh nhất nhân vật truyền kỳ, nếu không phải ngươi đến từ Tội Đảo, chỉ sợ đại lục thiếu niên đều sẽ dùng ngươi làm thần tượng, thiếu nữ đều dùng ngươi là tình nhân trong mộng đâu. Đương nhiên, coi như ngươi đến từ Tội Đảo, rất nhiều đại gia tộc tiểu thư đều đối ngươi rất là nhớ thương đâu, Đường gia có các vị tiểu thư tự đối ngươi rất ngưỡng mộ. Sự tích của ngươi đều bị người ngâm thơ dòng tập kết cố sự truyền tụng đâu. Ta ít đọc sách, các ngươi cũng đừng gạt ta. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, có chút nửa tin nửa ngờ hỏi, rất nhiều tiểu thư thật đối ta rất ngưỡng mộ. Phốc, Đường Tuyết cười khúc khích nói, không sai, của ta Giang gia. Ngươi nếu là tùy ý đi một cái đại gia tộc, nửa đêm chạm vào nhà bọn hắn tiểu thư khuê phòng, sau đó báo lên tên của ngươi. Ta đoán chừng tiểu thư kia chắc chắn sẽ không hô to cứu mạng, ngược lại sẽ ớm ờ. Cùng ngươi hoàn hảo đâu, nói cái gì hỗn trướng nói đâu, Giang gia ta là người tùy tiện như vậy sao? Giang Dật sắc mặt nghiêm, chính khí lăng nhiên nói, lập tức liếc nhìn Đường Tuyết, hỏi thật có chuyện tốt như vậy. Chương 1081, ngươi có thể nhất định phải tới tiếp chúng ta. Không biết là bởi vì Huyền Thần Sơn dị động, vẫn là Giang Dật giấu địa phương tương đối tốt, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, Giang Dật tại phụ cận thế mà không có phát hiện một cái bán thần điều tra. Nửa tháng sau, Giang Dật cũng phát hiện cái ót kia tia khí tức biến mất. Không bằng hắn vẫn là không dám chủ quan, vẫn như cũ ẩn thân tại đế cung bên trong, cách mỗi khai một canh giờ, lại dụng thần niệm dò xét một lần. Trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là hưởng hết thanh phúc, hai cái nha đầu bất luận Giang Dật nói thế nào, liền là đem mình làm Giang Dật nha hoàn. Cả ngày nghĩ hết biện pháp hầu hạ hắn, để hắn dễ chịu, thậm chí. Như Giang Dật gật đầu một cái, hai người khẳng định ngoan ngoãn rút đi áo bào, dùng thân thể chiều ý Giang Dật. Giang Dật ngược lại là không có thời gian đi làm việc này, mỗi ngày coi như trong đêm hắn cũng không dám lười biếng, không ngừng dò xét, trong khoảng thời gian này linh hồn đều nhanh hỏng mất. Mà lại hắn cũng không dám muốn hai người, Huyền Thần Sơn một nhóm quá nguy hiểm, giờ phút này còn trêu chọc Chiến gia, một cái không tốt Huyền Thần Sơn hắn đều lên không được. Chưa tới 3 ngày, vẫn là không có bất luận phát hiện gì, Giang Dật quyết định lên đường. Lần này làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, lại kéo dài thêm, Huyền Thần Sơn cấm chế hội hoàn toàn buông lỏng, đến lúc đó chờ hắn đi không còn có cái gì nữa. Hắn nhìn qua Đường Tuyết Đường Yên, bàn giao nói, chờ một chút chúng ta tự ra ngoài, ta để Trần gia người đem các ngươi tiếp nhận đi, bọn hắn hội đưa các ngươi đi Tội Đảo. Nơi đó là tuyệt đối an toàn, các ngươi tại loại kia ta trở về, đi theo ta rất nguy hiểm. Không, chúng ta không đi, Đường Tuyết Đường Yên nghe xong cuống lên, Đường Tuyết cắn răng nói ra, Giang gia, hai người chúng ta mệnh tiện, cũng qua đã quen lo lắng hãi hùng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời gian, đi theo ngươi chúng ta cảm thấy yên tâm, cho dù chết. Chúng ta cũng cùng ngươi chết cùng một chỗ, cho nên chúng ta bất kỳ địa phương nào đều không muốn đi, Giang gia nếu là nhất định phải đem chúng ta đưa tiến, chúng ta tình nguyện chết. Không được, Giang Dật ngữ khí phi thường kiên định, mặt đen lại nói, việc này không có thương lượng, các ngươi như còn muốn đi theo ta, liền nghe nói. Như vậy đi, các ngươi không muốn đi Tội Đảo, trước hết đi Thần Âm Cốc ở lại, Âm Đế hội thiện đãi các ngươi, chờ chuyện của ta xong xuôi, ta sẽ tới đón các ngươi. Giang Dật nổi giận, hai người mặc dù ủy khuất rơi nước mắt, nhưng cũng không dám tiếp tục ngỗ nghịch hắn. Giang Dật lóe ra đế cung lấy ra hạt châu màu xanh lục, quán chú nguyên lực sau đó ngay tại địa động hạ đẳng đợi. Sau nửa canh giờ, một đạo hắc ảnh nhanh chóng chạy tới, trong tay hắn đồng dạng cầm một viên hạt châu màu xanh lục, Giang Dật thần thức đảo qua đi, quát khẽ nói, xuống tới nói chuyện. Suy suy, người kia bắn thẳng đến mà xuống, Giang Dật dò xét bốn phía một lần, lúc này mới đem đế cung thu hồi, đồng thời đem Đường Tuyết Đường Yên truyền tống ra, hắn thân thể bạch quang lấp lánh, biến thành Y Tam dáng vẻ. Địa động trên không nổ tung, một đạo hắc ảnh bay vụt mà xuống, người kia quỳ một chân trên đất nói, Y công tử, cuối cùng tìm tới ngươi. Tình huống bên ngoài như thế nào? Giang Dật không có thời gian nói nhảm, trực tiếp hỏi, Chiến gia có người tại phụ cận tìm kiếm. Có, người áo đen gật đầu nói, Chiến gia tới 2 vị bán thần, đem ẩn long vực phía bắc lục soát một lần, bất quá lục soát 13 thiên hậu tìm không thấy công tử liền rời đi. Công tử hảo thủ đoạn, trên người có huyết hồn ấn thế mà có thể trốn qua lục soát, chúng ta cũng không nghĩ tới công tử sẽ ở kề bên này ẩn thân. Giang Dật gật đầu nói, đem hai người này bí mật mang về Thần Âm Cốc, các người cố gắng chiếu cố các nàng, qua một thời gian ngắn ta sẽ đến dẫn các nàng đi. Mặt khác cùng ngươi gia chủ con nói một câu, ta có chuyện quan trọng rời đi trước, có việc chúng ta sẽ cùng các ngươi liên hệ, đúng rồi. Nói cho ngươi gia chủ con, ta đi Huyền Đế Thành. Tốt, người áo đen thực lực cũng không tệ lắm, trong tay hắn giới chỉ lóe lên, xuất hiện 2 bộ hắc bào, hắn đưa cho Đường Tuyết Đường Yên nói, 2 vị tiểu thư mời che thoáng cái, đi phụ cận thành trì, ta lại tìm dịch dung đan cho 2 vị. Giang Dật hài lòng nhẹ gật đầu, Đường Tuyết Đường Yên trực tiếp mặc lên hắc bào, lúc này mới hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn qua Giang Dật nói, ra, người có thể nhất định phải tới tiếp chúng ta a. Nhất định, Giang Dật nhìn hai người một chút phất phất tay, người áo đen đưa tay bắt lấy tay của hai người cánh tay hướng ra phía ngoài bay đi, Giang Dật không có lập tức khởi hành, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng phóng thích thần niệm tiếp tục dò xét, thẳng đến Đường Tuyết Đường Yên bị người áo đen mang vào phụ cận thành nhỏ hắn mới thở dài một hơi. Đi, hắn ở bên ngoài chờ đợi 1 canh giờ, giống như Chiến gia người còn có thể truy tung đến, những cái kia bán thần đã sớm tới, Giang Dật biến ảo ngoại hình cùng linh hồn khí tức phi thân mà lên, thẳng đến phía nam. Nơi này là Thần Âm vực cùng ẩn long vực chỗ giao giới, vẻn vẹn nửa ngày Giang Dật tựu đã tới ẩn long vực phía bắc một tòa thành nhỏ. Hắn nghênh ngang vào thành tùy ý liên hệ một cái thương hội thiên cơ thuyền, tại xế chiều thời gian cưỡi thiên cơ thuyền hướng phụ cận một tòa đại thành tiến đến. Bình an vô sự tại thiên cơ thuyền xài qua rồi 1 ngày, Giang Dật đến phụ cận đại thành, tìm tới Đường ra phân đà liên hệ thiên cơ thuyền, tại 1 ngày sau ngồi Đường ra thiên cơ thuyền, hắn triệt để yên tâm. Chiến gia là Đông Hoàng Đại Lục đệ nhất gia tộc, nhưng Chiến gia đệ tử không là thần tiên, huyết hồn ấn biến mất, trừ phi Chiến đế xuất mã, nếu không coi như Chiến gia bán thần đứng tại Giang Dật trước mặt cũng không nhận ra hắn. Tại thiên cơ thuyền chạy được 3 ngày sau, Giang Dật không còn dò xét, mà là tiến vào tu luyện mật thất bắt đầu tu luyện. Hắn không có lấy ra Đường ra rõ ràng kim lệnh bài, Đường ra có thể tin được, Đường Thắng cùng Đường Minh cũng có thể tin được, nhưng không phải Đường ra mỗi người đều có thể tin được. Từ nơi này đến Huyền Đế Thành còn cần thời gian nửa năm, Giang Dật chuẩn bị nửa năm này thời gian một bên tu luyện nguyên lực, một bên nếm thử cảm ngộ đạo văn. Hắn đã cảm ngộ dung hợp 2 cái tam tinh trở lên đạo văn, chỉ kém 1 cái liền có thể đột phá bán thần, đương nhiên điều kiện tiên quyết là còn nhất định phải ngưng tụ thần phách. Quên hướng Âm Đế cầu vấn làm sao ngưng tụ thần phách. Nghĩ đến thần phách, Giang Dật một trận hối hận, bất quá giờ phút này đã lên đường ra thiên cơ thuyền, hắn cũng không có cách nào lại hoàn hồn âm vực, chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại cầu vấn. Nửa năm này thời gian có thể đem thần âm thiên kỹ hảo hảo lĩnh hội dưới, ổn định tại đệ nhị trọng đoạt hồn, tranh thủ tiến vào đệ tam trọng diệt hồn vậy thì càng tốt hơn, đoán chừng bằng vào diệt hồn có thể cùng bán thần đối kháng đi. Giang Dật quyết định chú ý, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp đột phá bán thần, một khi đột phá bán thần, nguyên lực liền có thể chuyển hóa thành thần lực. Nắm giữ thần lực hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm thôi động tịch diệt chi hỏa, bình thường bán thần nhẹ nhõm có thể đốt diệt. Nghĩ đến thần âm thiên kỹ tâm hắn niệm khẽ động, trong tu luyện mật thất cấm chế rất cường đại, không sợ thanh âm truyền ra ngoài, hắn theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một mảnh cây lá cây bắt đầu thổi, đồng thời đem đối thần âm thiên kỹ cảm ngộ dung nhập thổi bên trong. Hắn thổi đến vẫn là khi còn bé đồng dao, thổi hắn đôi mắt bắt đầu mê mang, trong đầu đều là khi còn bé tại Thiên Võ Thành hình được, một khúc lạc thôi hắn không nhịn được có chút ảm đạm hao tổn tinh thần. Không được, hắn trầm ngâm một phen, rất nhanh bác bỏ loại thủ pháp này. Như hắn cùng người tại khai chiến, chẳng lẽ lại cũng hai tay cầm cây lá cây thổi cái này thổi, mỗi lần bị cắt ngang sở hữu địch nhân sẽ lập tức tỉnh ngộ, nếu có người không trúng chiêu, đánh lén phía dưới hắn cơ hội phản kích đều không có. Trong lòng có kiếm, một ngọn cây cọng cỏ đều là kiếm. Thần âm thiên kỹ chỉ cần có thể cảm ngộ chân ý, không ở chỗ cái gì nhạc khí, thử một chút dùng nhuyễn kiếm phát ra âm thanh, có thể hay không hình thành làn điệu. Giang Dật lấy ra cái kia thanh thánh khí nhuyễn kiếm bắt đầu múa, để nhuyễn kiếm như độc xà vặn vẹo, phá không sinh ra thanh âm cũng rất nhanh vang vọng toàn bộ mật thất. Không đúng, không phải như vậy, cái này làn điệu tiết tấu không đúng. Giang Dật quên hết tất cả, toàn tâm yên lặng tại nhuyễn kiếm phát ra trong thanh âm, ý đồ dùng nhuyễn kiếm kiếm minh biên chế ra một bài đặc biệt bài hát, để cho địch nhân nghe được thanh âm toàn bộ đắm chìm vào. Chương 1082, Đăng Thiên Chi Lộ. Thần âm thiên kỹ là một loại rất kỳ dị thần thông, nghiêm chỉnh mà nói bất luận cái gì âm luật đều có thể được cho thần âm thiên kỹ, chỉ là không có cường đại lực công kích mà thôi. Rất nhiều âm luật để cho người ta nghe lượn quanh lương tam trời, quên hết tất cả, có thể khiến người ta lệ nóng doanh tròng, nhiệt huyết dâng trào, xúc động tâm linh, bản thân cái này liền là rất thần kỳ tồn tại. Giang Dật bắt đầu nghiên cứu thần âm thiên kỹ, cũng tựa như mở ra một cái cửa sổ mái nhà, tiến vào một cái thế giới thần kỳ. Hắn mất ăn mất ngủ, quên đi chính mình tại kia, cũng quên đến từ Chiến gia nguy hiểm, hết sức chăm chú đắm chìm đến bên trong đi. Cái này một lĩnh hội liền là dòng dã 3 tháng, Giang Dật tỉnh táo lại lúc, coi là vẻn vẹn mới trôi qua mấy ngày. Cái này 3 tháng qua hắn một mực vung vẩy nhuyễn kiếm, chế tạo ra đủ loại kỳ lạ thanh âm, sau đó lại dùng những này tiếng kiếm gieo sâu chuỗi, hình thành một bài đặc biệt làn điệu. Cái này làn điệu rất đơn giản, nhưng lại thuyết minh hắn đối thần âm thiên kỹ sở hữu lý giải. Làn điệu rất trầm thấp, tăng thêm nhuyễn kiếm tiếng kiếm gieo cũng không dễ nghe, sở dĩ nghe không phải rất êm tai, ngược lại có loại bực bội ngược tâm cảm giác. Nếu có người nghe được cái này làn điệu, khẳng định lại có loại phát điên, kích động đến mức muốn nhảy lên. Đây là Giang Dật tại trước kia thần âm thiên kỹ cùng thổi lá cây kia thủ khúc bên trên, tổng hợp sáng tạo ra một loại mới thần âm thiên kỹ. 3 tháng, lúc này mới vừa mới thành hình, Giang Dật cũng không phải là rất hài lòng, bất quá uy lực khẳng định siêu việt ban đầu thần âm thiên kỹ. Luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì, Giang Dật cau mày, cái này mới thần âm thiên kỹ uy lực khẳng định là tăng lên, nhưng không có đạt tới hắn dự đoán hiệu quả. Trong lòng hắn cái này bài hát vừa ra, hẳn là để sở hữu người nghe mất lý trí, phát cuồng bạo tẩu, triệt để không cách nào tỉnh táo, dạng này hắn mới tốt xuất thủ diệt sát địch nhân. Đúng rồi, sát lục chân ý. Giang Dật đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn trước kia thần âm thiên kỹ dung nhập sát lục chân ý, lần này cũng không có dung nhập, cái này sát lục chân ý thế nhưng là đồ tốt, hòa tan vào uy lực rất lớn. Ánh mắt hắn dần dần trở nên đỏ như máu, trên thân sát khí cuồn cuộn mà ra, nhuyễn kiếm trong tay lần nữa bắt đầu dựa theo nhất định quy luật múa, một đạo như khóc thanh âm vang lên, thanh âm này so trước kia kinh khủng nhiều, thiên quân võ giả sau khi nghe được khẳng định sẽ nổi điên. Dung hợp không được, Giang Dật huy vũ thật lâu, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, lần này thần âm thiên kỹ càng không có cách nào dung nhập sát lục chân ý, sát khí của hắn cùng khúc phong tựa hồ không hợp nhau, căn bản là không có cách dung hợp. Quái sự, Giang Dật trong mắt khôi phục thanh minh, lập tức lại trở nên bắt đầu mông lung, như thần kinh bệnh không ngừng múa nhuyễn kiếm, thỉnh thoảng phóng thích thần âm thiên kỹ, không ngừng dung hợp sát lục chân ý, một lần lại một lần, căn bản quên đi tu luyện nguyên lực, cũng quên cảm ngộ đạo văn. Hắn hao tốn kích xù thiên thạch, tiến vào gấp trăm lần tu luyện mật thất, lại một ngày đều không có tu luyện, mà là tại trong mật thất điều nghiên ba cái nguyệt thần âm thiên kỹ. Giờ phút này rõ ràng vừa trầm mê tiến vào, đoán chừng đến Huyền Đế Thành đều không nhất định hội tỉnh táo lại. Như bị người ta phát hiện, khẳng định sẽ nói bại gia tử. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, cái này bài hát đi là nóng nảy mưu trí tuyến, sát lục chân ý sát khí nghiêm nghị, bản chất bên trong mang theo thị huyết cùng điên dại, khúc phong hoàn toàn không đúng lại thế nào dung hợp đâu, xem ra ta hẳn là biến ảo làn điệu, để khúc phong trở nên sục sôi cuồng bạo, dạng này mới có thể hoàn mỹ dung nhập sát lục chân ý, mới có thể để cho địch nhân trở nên thị huyết điên dại, triệt để mất lý trí, ha ha ha. Hai nhiều tháng về sau, Giang Dật đột nhiên nổi điên cười ha hả, bối rối hắn hơn 2 tháng sự tình rốt cục bị hắn nghĩ thông suốt. Nội tâm của hắn cũng ẩn ẩn có loại chờ mong, chờ lợi dụng kiếm minh sáng tạo một bài mới bài hát, lại dung hợp sát lục chân ý uy lực khẳng định hội tăng lớn rất nhiều, đừng nói thiên quân đoán chừng bán thần đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, những này chỉ là hắn phỏng đoán, còn như có thể hay không có uy lực lớn như vậy, còn cần nghiệm chứng, mà lại sáng tạo bài hát cũng cần thời gian. Trong mắt của hắn khôi phục thanh minh, mờ mịt bốn phía quét qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn nghĩ dứt khoát không đi quản, lần nữa tố chất thần kinh vung vẩy nhuyễn kiếm, nếm thử sáng tạo một bài cùng sát lục chân ý có thể xứng đôi dung hợp bài hát. Nhưng mà, sau 5 ngày mật thất trên vách tường cấm chế lấp lánh, Giang Dật bị bừng tỉnh, hắn mờ mịt bốn phía xem xét, trong mắt đều là kinh nghi, hắn giao phó 6 tháng thiên thạch, nếu như không có tình huống ngoài ý muốn hẳn là không người quấy rầy hắn a. Hắn giải trừ trên vách tường cấm chế, thần thức quét ra ngoài, trầm giọng hỏi chuyện gì. Đại nhân, Huyền Đế Thành nhanh đến, ban đêm liền muốn xuống thuyền. Một tên Đường gia quản sự truyền âm tới, Giang Dật nháy mắt, có chút tinh thần hoảng hốt vuốt mặt, hắn coi là nhiều nhất đi qua 2-3 tháng, không nghĩ tới thế mà đi qua 6 tháng. Thời gian trôi qua thật quá nương nhanh, cái gì cũng không làm, thần âm thiên kỹ cũng không có triệt để dung hợp ra, thế mà nửa năm liền đi qua. Giang Dật khe khẽ thở dài, tu luyện quả thật không tuế nguyệt a, khó trách cổ ngữ có nói, trên núi nhoáng một cái là 10 năm a. Trong tu luyện võ giả hội hoàn toàn quên thời gian yên lặng đi vào, tăng thêm có năng lượng đan, căn bản sẽ không có cảm giác đói bụng, sở dĩ tổng hội cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Hắn đứng người lên, sờ lên cái cằm kéo cặn bã sợi râu âm thầm gật đầu, xem ra hoàn toàn chính xác đi qua nửa năm, râu ria đều dài như vậy. Hắn đi ra ngoài tiến vào chính mình buồng nhỏ trên tàu, tắm rửa một phen, đổi một thân mới hắc bào, dứt khoát cũng không cạo râu, tự biến thành một cái có chút tang thương trung niên võ giả. Vẫn là lúc xế chiều, muốn trời tối sau mới đến Huyền Đế Thành, Giang Dật cũng không có vội vã ra ngoài, mà là hảo hảo ngủ 2 canh giờ, dưỡng tinh tụ lực. Tại mặt trời lặn thời gian hắn mới tỉnh lại, trước tiên thả ra thần niệm dò xét bốn phía tình huống. Thần niệm như gió mát phúc tán mà đi, không ngừng hướng phía nam lướt tới, Giang Dật trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều hình tượng. Một nén nhang sau hắn thân thể kịch liệt chấn động, hắn thấy được một tòa chưa bao giờ từng thấy to lớn cự thành, còn chứng kiến một tòa so tuyết vực thần sơn còn muốn nguy nga siêu cấp đại sơn. Số bên ngoài vạn dặm có một khối rộng lớn bình nguyên vô tận, bên trong vùng bình nguyên đứng sừng sững lấy một tòa cự thành, kia thành trì so Phật Đế Thành Thần Tứ Thành lớn hơn, tường thành tựu cao tới 300 trượng, toàn bộ bởi màu xanh cự thạch đắp lên mà thành, tản ra khí tức cổ lão tang thương, tựa hồ tự hằng cổ tựu tồn tại. Thành đông bên cạnh ngoài 100 dặm có một tòa thẳng vào trời cao cự sơn, núi này so thần sơn còn muốn dốc đứng, từ xa nhìn lại tựa như chống đỡ lấy thương khung kình thiên cột đá, đỉnh núi hoàn toàn không nhìn thấy, bị đám mây che đậy. Núi này nhất có đặc sắc địa phương ở chỗ lên núi con đường, cái này lên núi con đường là lượn vòng lấy cả tòa núi không ngừng hướng lên trên mặt dọc theo. Đường núi rõ ràng trong núi khai quật mà ra, mặt trên còn có từng đạo bằng phẳng bậc thang, đường núi vây quanh cự sơn uốn lượn mà lên, cuối cùng chui vào trời cao, cũng cảm giác đây chính là một đầu đăng thiên chi lộ. Tựa hồ chỉ cần dọc theo ngày này đường một mực hướng lên trên mặt đi, cuối cùng ngươi sẽ đạt tới tiên giới. Quỷ phủ thần công, Giang Dật dò xét đến nội tâm khuấy động, nhiệt huyết sôi trào, trong đầu của hắn hiện năm đó Huyền Đế từng bước một leo lên thiên lộ, phía dưới thành trì trước đó và bình nguyên phía trên ức vạn con dân quỳ lại hình tượng. Kia là một đoạn cỡ nào ầm ầm sóng dậy lịch sử a, cũng chỉ có huyền đế nhân vật như vậy mới có thể có được bực này hùng thành cùng kỳ sơn. Thật nhiều người, cái này ít nhất có mấy trăm vạn a. Giang Dật nội tâm rất nhanh trầm xuống, Huyền Thần Sơn phía dưới bên trong vùng bình nguyên liếc nhìn lại tất cả đều là thiên cơ bồng, tựa như trăm vạn đại quân quân doanh, lít nha lít nhít căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Còn có rất nhiều cấp thấp nghèo khó võ giả không có thiên cơ bồng, trực tiếp ngồi trên mặt đất, như lão tăng nhập định không nhúc nhích. Có bán thần cường giả khí tức, mà lại không ít. Hắn tại thiên nhân một trạng thái phía dưới, cảm giác lực rất nhạy cảm, mà lại rất hơn nửa cây thần vốn không có ẩn tàng khí tức. Nội tâm của hắn càng ngày càng nặng nặng, nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy bán thần, hắn có thể lên được Huyền Thần Sơn, có thể đi vào Huyền Thần Cung sao. Chương 1083, Doãn Bạch Y. Nhiều người ngược lại là dễ dàng cho giấu kín, nhưng tương tự cạnh tranh áp lực tụ đại, ai có thể đi vào Huyền Thần Cung cũng không có yên lòng. Huyền Thần Cung nói đại rất lớn, nói không lớn cũng không lớn, huyền đế không có khả năng để trăm vạn người đi vào cung điện của mình, xông loạn một trận, cho nên có thể đi vào tuyệt đối chỉ có số ít. Nhiều người như vậy tụ tập dưới chân núi, nói minh Huyền Thần Sơn cấm chế còn không có triệt để buông lỏng, Giang Dật còn có cơ hội. Đầu óc hắn cao tốc vận chuyển, nghĩ đến biện pháp làm sao tới gần leo núi đường lỗ hồng, chỉ có dựa vào gần giao lộ mới có cơ hội trước tiên lên núi, tiến vào Huyền Thần Cung cơ hội lớn hơn. Ai, đáng tiếc dò xét tới tình huống để hắn rất là đau đầu, bên trên Huyền Thần Sơn giao lộ toàn bộ bị cửu đế gia tộc tử đệ chiếm đoạt, cũng như năm đó luyện ngục phế tích, bình thường gia tộc đại con em đều không có tư cách tới gần. Những cái kia hàn môn võ giả có lẽ tiểu gia tộc võ giả, tức thì bị đẩy ra đường núi khẩu bên ngoài mấy chục dặm. Giang Dật không có bất kỳ cái gì thân phận, hắn nếu dám mạo muội tới gần sơn khẩu nhất định sẽ gây nên rất nhiều đại gia tộc chú ý, cũng sẽ bị những cái kia bán thần khóa chặt, như chiến đế tự tiềm phục tại bên trong, hậu quả khó mà lường được. Trầm ngâm bên trong, Huyền Đế Thành càng ngày càng gần, rất nhiều người đã tụ tập trên bong thuyền thưởng thức tòa này khôi hoàng khí phách cổ thành, có Đường gia quản sự cũng truyền âm vào đây, để Giang Dật làm tốt xuống thuyền chuẩn bị. Đổi một thân áo bào, Giang Dật nghĩ, rất nhanh lấy ra một thân phổ thông võ sĩ bào thay đổi trên người cẩm bào, lần này tới công tử tiểu thư đủ nhiều, mang ra tướng cũng đếm không hết, hắn biến thành một ngôi nhà đem quá bình thường. Giống như biến thành một cái công tử, bên người không có gia tướng tùy tùng ngược lại sẽ khiến người hoài nghi. Hắn đi ra bong tàu, tiến vào trong đám người, đối trời chiều nhìn nơi xa mơ hồ Huyền Đế Thành. Dùng thần niệm thần thức dò xét cùng dùng con mắt xem hoàn toàn là hai việc khác nhau, thị giác dẫn người cho lực trùng kích hội lớn hơn. Tòa này đứng sừng sững ở Đông Hoàng Đại Lục trung tâm hơn 70 vạn cổ thành quá hùng vĩ, thiên cơ thuyền cùng nó so sánh đều cảm giác một đầu chiếm cứ cự long cùng sâu kiến có khác, chớ nói chi là đứng tại bong tàu bên trên Giang Dật đám người. Đối mặt như thế cự thành, Giang Dật cảm giác tựa như đối mặt bầu trời vô tận thương khung, là nhỏ bé như vậy, vô lực như vậy. Tản ra tang thương khí tức, chứng kiến lấy lâu đời tuế nguyệt trên tường thành đứng đấy từng mảnh bạch giáp quân sĩ, những cái kia quân sĩ từng cái đều là thiên quân, khí thế như hồng, uy phong lẫm liệt, cho thấy đệ nhất gia tộc Chiến gia cường đại. Thiên cơ thuyền tại Huyền Đế ngoài thành 5 dặm ngừng lại, bong tàu bên trên đại đa số người cũng bay thân mà xuống, hoặc là vào thành hoặc là thẳng đến Huyền Thần Sơn. Giang Dật thấy được rất nhiều y phục xinh đẹp công tử tiểu thư hướng Huyền Thần Sơn bay đi, những người này cũng đều là đến leo núi, thử thời vận không nói đạt được Huyền Thần Cung, có thể ở bên trong đạt được một chút bảo vật cũng là không tệ. Vào thành, Giang Dật nhìn một cái phía đông tòa kia như mây núi cao, quyết định cẩn thận là hơn, tiên tiến thành tìm kiếm tình huống. Huyền Thần Sơn cấm chế đã đến còn không có buông lỏng, vậy nói rõ ngao lưu thời gian thẻ rất chuẩn, theo tính được ít nhất còn có nửa tháng, sở dĩ hắn cũng không vội. Tiến vào Huyền Đế Thành, Giang Dật lại lượn quanh choáng, thành này quá lớn, khoảng chừng thành Bắc khu Giang Dật tự lượn quanh nửa canh giờ còn chưa đi ra đi, hắn dứt khoát tùy ý tìm một cái khách sạn, tìm đến tiểu nhị tìm hiểu tình báo. Tiểu nhị thiên hoa loạn trụy nói một trận, Giang Dật đạt được một chút tình báo hữu dụng. Điểm thứ nhất, chiến đế trong thành, mà lại lần này các đại gia tộc lão gia hỏa đều không có xuất động, chỉ là phân biệt để một vị bán thần dẫn đội mà tới. Điểm thứ hai, Chiến Thiên Lôi, Doãn Nhược Băng, Y Thiền bọn người tại Huyền Thần Sơn phía dưới, cũng liền tại đường núi khẩu, các nàng ở nơi đó đã ròng rã ở nửa năm. Bởi vì Huyền Thần Sơn nửa năm qua này xuất hiện 4 lần dị động, cấm chế buông lỏng càng lúc càng lớn, ai cũng không biết lần tiếp theo buông lỏng có thể hay không liền có thể lên núi, cho nên bọn họ chỉ có thể ngày đêm không ngừng tại Huyền Thần Sơn hạ trông coi. Còn có một số thượng vàng hạ cám tình báo, tỷ như Kiếm Vô Ảnh đạt đến thiên quân đỉnh phong, thực lực tổng hợp đạt đến tứ tinh. Tỷ như Tà Phi gần nhất mỗi ngày đổi lấy trò gian trá dây dưa Y Thiền, cho nàng đưa cái này đưa cái kia. Lại tỷ như Chiến Thiên Lôi thường thường tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi đại gia tộc công tử tiểu thư, mục đích lại là vì tiếp cận lấy lòng Doãn Nhược Băng. Mặt khác Giả Ưng cũng đang theo đuổi Lăng Thất Kiếm muội muội Lăng Thi Nhã, giống như tiến triển vẫn rất thuận lợi. Giang Dật biết được chiến đế không có tại Huyền Thần Sơn hạ thở dài một hơi, hắn không muốn nhất gặp, cũng sợ nhất gặp liền là chiến đế. Ngao Lư nói qua cửu tinh cường giả rất có thể khám phá hắn huyễn ảnh thần thông, một khi cùng chiến đế gặp nhau bị hắn nhìn ra, đoán chừng đào tẩu trốn không thoát. Huyền Thần Sơn hạ đều là một đám tuổi trẻ hậu bối, Chiến Hoàng Đô không có khả năng ra mặt, sở dĩ Giang Dật giống như có thể lên sơn, chỉ ít lên núi trước sẽ không bị người khám phá thân phận. Đương nhiên, hai người ngoại trừ, một là Y Thiền, hai là Doãn Nhược Băng. Cái trước có đặc thù thần thông, cái sau là hương nữ tộc, với thân thể người khí tức mẫn cảm nhất. Doãn Nhược Băng, nghĩ đến Doãn Nhược Băng, Giang Dật đột nhiên có một cái rất lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là trà trộn vào Doãn Nhược Băng thiên cơ bồng bên trong. Như thế không chỉ có thể che giấu tai mắt người, còn có thể trước tiên lên núi. Huyền Thần Sơn xuất hiện dị biến, kinh động đến Đông Hoàng Đại Lục người, để Giang Dật nguyên bản có ưu thế thoáng cái biến mất hầu như không còn. Nguyên bản hắn coi là Huyền Thần Sơn cấm chế lại đột nhiên biến mất, như thế hắn có thể thần không biết quỷ không hay lên núi, một người tiến vào Huyền Thần Cung, như thế đạt được Huyền Thần Cung cơ hội sẽ vô cùng lớn. Huyền Thần Sơn trước thời gian dị biến, kinh động đến người trong thiên hạ, dưới núi giờ phút này tụ tập trăm vạn người, nửa tháng sau một khi cấm chế buông lỏng, trăm vạn người có thể đều sẽ hướng trên núi phóng đi. Hắn nếu là không có một hợp lý thân phận trước một bước lên núi, nói không chừng liền vào Huyền Đế Cung cơ hội đều không có. Lại nói, coi như có thể vào, hắn tự nhất định năng lực áp Đông Hoàng Đại Lục tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ. Giang Dật không có tự tin như vậy, ít nhất Chiến Thiên Lôi cùng Tà Phi thiên tư tựu tốt hơn hắn, đã đột phá bán thần. Kiếm Vô Ảnh càng so với hắn hơn thiên tư mạnh mẽ rất nhiều, hắn còn không có cuồng đến xem nhẹ anh hùng thiên hạ tình trạng. Sở dĩ hắn muốn tiến vào Huyền Thần Cung, muốn lấy được Thiên Ẩn Tông thánh vật Lưu Ly Tháp, hoặc là Huyền Thần Cung, vậy thì nhất định phải trở thành nhóm đầu tiên lên núi người. Nhóm đầu tiên lên núi người, chỉ có cửu đế gia tộc tử đệ, hắn chỉ có thể thỉnh cầu đạt được Doãn Nhược Băng trợ giúp. Tốt, cứ như vậy quyết định, Giang Dật quả quyết ra khỏi thành hướng Huyền Thần Sơn phóng đi, sắc trời đã tối xuống, bất quá kể bên này trong đêm rất náo nhiệt, hắn dạng này đối bóng đêm lao nhanh, ngược lại là cũng không có gây nên người đặc biệt chú ý. Trăm dặm lộ trình, hắn vẻn vẹn hao tốn 2 nén hương thời gian tự vượt ngang. Hắn không có mạo muội hướng Doãn Nhược Băng thiên cơ bồng tới gần, mà là học một đám hàn môn võ giả ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhô ra thần thức lên núi đầu đường bên kia quét tới. Nơi này tụ tập trăm vạn người, khắp nơi đều có thần thức quét tới quét lui, cũng có rất nhiều thần thức một mực khóa chặt thiên lộ khẩu, muốn thấy một lần cửu đế gia tộc tử đệ phong thái, Giang Dật dạng này cũng rất bình thường. Đáng tiếc, thiên cơ bồng đều mở ra cấm chế, Giang Dật căn bản dò xét không đến Doãn Nhược Băng ở tại cái nào thiên cơ bồng bên trong, hắn chỉ có thể tiếp tục dò xét đau khổ chờ đợi. Sau nửa canh giờ, rất nhiều thiên cơ bồng quang mang lóe lên, từng người đi ra, Giang Dật nhẹ nhõm dò xét đến Lăng Thất Kiếm Dạ Ưng Tà Phi Đồ Long đám người thân ảnh, bọn hắn đều hướng một cái thiên cơ bồng đi đến, tựa hồ muốn tham gia cái gì yến hội loại hình. Doãn Nhược Băng ra, Giang Dật linh hồn chấn động, hắn thần thức tại bốn phía quét qua, xác định Doãn Nhược Băng bên người không có bán thần về sau, vội vàng truyền âm nói: "Tiểu thư, thuộc hạ Doãn Bạch Y, theo Doãn Đế Thành chạy tới, có chuyện quan trọng cầu kiến." Doãn Nhược Băng thân thể mềm mại rung động, lập tức trên mặt hiển hiện một tia ửng hồng, một đôi mắt trong sáng như chân châu, khóe miệng cong lên một cái đường cong mờ, lộ ra kiều diễm nụ cười, đẹp đến mức để rất nhiều hướng bên này nhìn quanh công tử trợn cả mắt lên. Chương 1084, Y Thiền quấy rối. Doãn gia quy củ Doãn Nhược Băng rõ ràng nhất, không có cái nào hạ nhân dám dạng này vượt quyền trực tiếp cho nàng truyền âm. Mà lại Doãn, Bạch Y hai chữ quá rõ ràng, để Doãn Nhược Băng thoáng cái tự đoán được là ai. Sắc mặt nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cũng không có phóng thích thần thức đi khóa chặt Giang Dật truyền âm, chỉ là cùng bên người một cái lão giả bàn giao một câu, tự tiếp tục hướng đối diện thiên cơ bồng đi đến, rất nhanh biến mất tại thiên cơ bồng bên trong không thấy. Vù vù, bên người nàng như vậy thiên quân đỉnh phong lão người thì nhanh chóng hướng ra phía ngoài đi tới, Giang Dật thần thức khóa chặt lão giả này, âm thầm là Doãn Nhược Băng thông minh một chút tán. Doãn Nhược Băng thân phận quá đặc biệt, vô số ánh mắt đều đang nhìn nàng, cho nên nàng không thể có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, phái ra một tên thủ hạ đi ra ngoài tìm Giang Dật, cái này sẽ không làm cho người để ý. Giang Dật thần thức khóa chặt lão giả, người kia cũng cảm ứng được, thần thức quét tới, trầm giọng nói: "Thế nhưng là Doãn Bạch Y tiểu thư để cho ta tới tìm ngươi." "Là ta." Giang Dật truyền âm qua, ai ngờ lão giả kia cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp hướng thành nội chạy đi, truyền lời tới: "Đi Đông Thành Duyệt Lai khách sạn Thiên Tự phòng số 3 ở giữa gặp ta." Doãn gia người ngược lại là rất cẩn thận, Giang Dật âm thầm gật đầu, chờ người kia đi một hồi mới hướng thành nội chạy đi. Hắn còn cố ý theo Nam Thành môn tiến vào, cái này Huyền Đế Thành trong đêm ngược lại là náo nhiệt, bởi vì Huyền Thần Cung sự tình đều không cấm đi lại ban đêm, trong đêm ngựa xe như nước, tựa như phố xá sầm uất. Giang Dật 7 lần quạt 8 lần rẽ, hao tốn nửa canh giờ rốt cuộc tìm được Duyệt Lai khách sạn, hắn mở ra một cái phòng, lúc này mới tìm tới thiên tự phòng số 3 ở giữa, bên trong một cái lão giả đã sớm đang đợi. Giang Dật trở ra, lão giả hồ nghi nhìn một chút hắn, một gối quỳ xuống nói, Doãn Chí An gặp qua đại nhân, tiểu thư nói, đại nhân có bất kỳ cần, cứ việc phân phó. Giang Dật không nghĩ tới Doãn Nhược Băng càng như thế coi trọng hắn, hắn nhìn lướt qua lão giả này, xem ra người này là Doãn Nhược Băng tuyệt đối tín nhiệm người, cũng không nhiều lời trầm giọng nói ra, ta nghĩ bí mật lăn lộn đến Doãn tiểu thư bên người, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào Huyền Thần Sơn, ta có thể giả mạo các ngươi Doãn gia gia tướng sao? Không thể, lão giả nghĩ lắc đầu nói, chúng ta ở lại đây đã có nửa năm, Doãn gia gia tướng còn lại gia tộc đều rất quen thuộc, như đột nhiên xuất hiện một tên mới gia tướng hội khiến người hoài nghi. Như đại nhân là nữ liền tốt, có thể cải trang cách ăn mặc tiểu thư tỉ muội bằng hữu loại hình. Giang Dật ngược lại là có thể biến thành nữ nhân, không bằng hắn một cái đại lão ra biến thành nữ nhân, việc này hắn lại làm không được. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nếu không ta cải trang thành Doãn gia công tử, chỉ cần cho ta chân dung, ta cam đoan giống nhau như đúc, ai cũng nhìn không ra. Nhà chúng ta công tử, lão giả vẫn lắc đầu một cái nói, Thiên Lôi công tử đối với nhà chúng ta công tử rất quen thuộc, mà lại chúng ta ra công tử tới 2 cái, như lại phái một người tới, có chút không thể nào nói nổi. Đúng, đại nhân có thể cải trang thành tiểu thư một cái biểu ca, Lê gia lục công tử Lê Thiên. Lê Thiên công tử sớm đã lên đường đến Huyền Thần Sơn, bất quá nửa lộ ra một chút vấn đề, sở dĩ có thể còn muốn trễ 2 tháng sau mới có thể đuổi tới, tiểu thư đối Lê gia người không có cảm tình gì, cái này biểu ca quan hệ lại rất không tệ, Lê Thiên khi còn bé cũng tại Doãn gia lâu đài ở qua mấy năm. Lê Thiên, Giang Dật cảm giác có chút khó chịu, Lê Hồng để hắn đối Lê gia người không có nửa điểm hảo cảm, hắn trầm tư một lát hỏi, nhà các ngươi 2 vị công tử nhận biết Lê Thiên sao, có thể hay không lòi đuôi? Sẽ không, lão giả lắc đầu nói, 2 vị kia công tử là tiểu thư Đường ca, đối với Lê gia một mực không có cảm tình gì, đoán chừng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi. Tốt à, Giang Dật nghĩ quyết định giả mạo cái này Lê Thiên, dù sao 2 tháng sau các loại chờ Lê Thiên đuổi tới, hắn đã sớm tiến vào Huyền Thần Cung, thậm chí ra. Lê Thiên giờ khắc này ở nửa đường, cho dù có người đi thiên tàn vực tra khẳng định cũng tra không ra cái gì. Nửa tháng sau Huyền Thần Cung tự mở ra, trước lăn lộn đi qua lại nói. Hắn quyết định chú ý cùng lão giả hạ lệnh, đi đem Lê Thiên chân dung tư liệu cho ta làm một phần, mặt khác cho ta phân phối 2 tên gia tướng, đừng có nửa điểm chỗ sơ suất. Được rồi, đại nhân xin yên tâm, tiểu thư đã phân phó, mệnh lệnh của ngươi chính là nàng mệnh lệnh. Lão giả gật đầu rời đi. Giang Dật lập tức ngồi xếp bằng phóng thích thần niệm khóa chặt lão giả này, gặp hắn chỉ là tiến vào phụ cận một cái ẩn nấp viện tử, cũng không có đi chiến ra đại viện sau yên tâm lại. Một canh giờ sau lão giả trở về, mang đến Lê Thiên tư liệu, đồng thời thông qua Doãn gia ám đả sắp xếp xong xuôi hết thảy. Giang Dật cẩn thận tra xét Lê Thiên tư liệu, trở về một chuyến gian phòng của mình, chờ hắn lần nữa khi đi tới, lão giả trợn cả mắt lên. Giống như, quá giống, lão giả từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Rất nhanh cho Giang Dật chỉ điểm, đại nhân, Lê Thiên trên người có cổ thư quyển khí, đại nhân không thể như thế phong mang tất lộ, muốn thu liếm hạ khí thế. Lê Thiên công tử yêu thích âm luật, đại nhân tốt nhất tùy thân mang cái tiêu ngọc, cầm đem chiết phiến, dạng này mới có thể càng giống. Tiêu ngọc, Giang Dật có chút đau đầu, thứ này hắn không phải rất biết thổi a, bất quá nghĩ đến tiến vào Doãn Nhược Băng thiên cơ bồng, hắn điệu thấp ta hẳn là sẽ không bị người chú ý, đàn ông tiêu ngọc cải bộ dáng ngược lại là có thể. Hắn để lão giả đi làm tiêu ngọc cùng chiết phiến, chính mình cẩn thận lật xem Lê Thiên tư liệu. Cái này Lê Thiên là Lê gia gia chủ Lục Nhi con, Lê Hồng là hắn tam thúc, tuổi tác 28, thiên tư cũng không tệ, đoán chừng là Lê gia đệ nhất công tử, đã đạt đến tam tinh thực lực. Bình thường tốt nhất đọc cổ xưa sử thi từ, yêu thích âm luật, là một tên ôn tồn lễ độ phong độ cử chỉ nhanh nhẹn công tử nhà giàu. Tiêu ngọc rất nhanh lấy được, là một cái rất nhỏ lục sắc tiêu ngọc, Giang Dật dán tại trên đai lưng. Trên tay lấy thêm bên trên một cái chiết phiến, bản thân Lê Thiên trường cùng nhau rất không tệ, thoáng cái biến thành một tên phong độ cử chỉ nhanh nhẹn công tử. Càng giống hơn, đoán chừng tiểu thư đều không phân biệt được. Lão giả nhìn kỹ vài lần nhẹ gật đầu, hắn chỉ vào ngoài cửa nói, đại nhân, ta an bài 2 tên hộ vệ, buổi sáng ngày mai ngươi mang theo bọn hắn trực tiếp đi tìm Doãn tiểu thư đi, ta về trước đi phục mệnh. Tốt, Giang Dật có chút thở ra một hơi, có người hỗ trợ liền là tốt. Có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đường núi khẩu phụ cận. Kia phụ cận người bình thường muốn tới gần là tuyệt đối không thể nào, sẽ bị Cửu Đế gia tộc liên thủ khu trục, đoán chừng Chiến Thiên Lôi cũng bày ra trọng binh, liền đến gần tư cách đều không có. Ngày thứ 2 mặt trời lên cao, Giang Dật mang theo hai người nghênh ngang hướng Huyền Thần Sơn bay đi, đến Huyền Thần Sơn hạ hắn dừng một chút, sau đó trực tiếp hướng Doãn Nhược Băng Thiên Cơ Bồng bay đi. Dừng lại, khi tới gần Doãn Nhược Băng bọn người Thiên Cơ Bồng lúc ngàn trượng, phía dưới mấy cái Thiên Cơ Bồng quả nhiên bay ra một đội chiến ra bạch giáp quân đội, đem Giang Dật ngăn lại. Tại hạ là Lê gia Lê Thiên, ta là tới tìm ta biểu muội Doãn Nhược Băng, thỉnh cầu nhường một chút. Giang Dật khí định thần nhàn, trong tay chiếc phiến chậm ung dung vung vẩy, nói chuyện cũng hào hoa phong nhã, hiển thị rõ công tử nhà giàu phong thái. Hưu, ngày hôm qua vị lão giả đã sớm đang chờ đợi Giang Dật, thấy thế vội vàng bay tới tự mình mang theo Giang Dật đi vào. Vừa tiến vào đường núi khẩu phụ cận mấy ngàn trượng, Giang Dật phát hiện vô số thần thức lập tức quét tới, trong đó bán thần thức ít nhất có hơn 10 đạo. Biểu ca, một đạo tiếng vui mừng vang lên, Doãn Nhược Băng theo Thiên Cơ Bồng bên trong bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy thân thiết kêu. Những cái kia thần thức lập tức giống như thủy triều rút đi, mà nơi xa một cái Thiên Cơ Bồng bên trong Chiến Thiên Lôi đi ra, một mặt thân hòa nụ cười. Như Băng muội muội, lúc này Doãn Nhược Băng phụ cận một cái Thiên Cơ Bồng rèm thế mà cũng sốc lên, một cái mang theo quỷ vương mặt nạ, mái tóc màu tím khí chất phiêu nhiên nữ tử đi ra, nàng ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn Doãn Nhược Băng cùng Giang Dật, mở miệng yếu ớt nói, muội muội, đây chính là người thường xuyên treo ở bên miệng, học thức khí độ vô song Lê Thiên biểu ca quả nhiên tuấn tú lịch sự, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, tại hạ Y Thiền, gặp qua Lê Thiên công tử. Hỏng bét, Giang Dật cùng Doãn Nhược Băng nội tâm đồng thời trầm xuống, cái này Y Thiền đảo cái gì loạn a, nàng cái này mới mở miệng, Giang Dật nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Chương 1085, ta không có đường khác mà đi. Trả thù, tuyệt đối là trả thù. Giang Dật cùng Y Thiền liếc nhau một cái, lập tức minh bạch dụng ý của nàng dạng này công nhiên xuất hiện, còn trước mặt mọi người tán dương hắn, đồng thời chủ động cho hắn chào, chính là muốn cho hắn tìm phiền toái. Y Thiền là thân phận gì, Lê Thiên lại là cái gì thân phận, coi như Lê ban ngày cùng Doãn Nhược Băng quan hệ tốt, nhưng cũng không đáng cho nàng buông xuống thận trọng cùng thân phận chủ động tới gặp Giang Dật. Y Thiền lòng cao hơn trời, xem nhẹ thiên hạ đấng mày râu, Tà Phi đột phá bán thần đều khinh thường một chú ý, lại như thế nào để ý một cái nho nhỏ Lê gia công tử. Giang Dật suy đoán Y Thiền hẳn là đoán ra thân phận của mình rồi, lần trước tại luyện ngục phế tích bên ngoài, hai người chỉ là liếc nhau một cái, Y Thiền tựu không hiểu có chút hoài nghi. Sau đó tại họa nhai càng là trực tiếp điểm phá thân phận của hắn, mặc dù khi đó nàng không biết Bạch Y liền là Giang Dật, nhưng đằng sau hắn chặn giết vũ nghịch, thân phận chân thật của hắn cũng lộ ra ánh sáng tại thiên hạ, Y Thiền khẳng định cái gì đều hiểu. Doãn Nhược Băng cũng đã nói nàng có loại kỳ dị thần thông, có thể xem hư ảo, coi như nhìn không thấu hắn huyễn ảnh thần thông, cũng mơ hồ có thể cảm ứng một chút. Y Thiền đối với hắn cũng quá giải, có thể một chút nhìn ra thân phận của hắn cũng không đủ là lạ. Trước kia hắn đáp ứng Y Thiền Phật Đế thọ yến sau tựu cho nàng trả lời chắc chắn, đằng sau lại đi thẳng một mạch, cũng che giấu chính mình là Giang Dật sự thật. Y Thiền từng tại hoang vu Đông Hải đã cứu hắn, đối với hắn có thể nói có đại ân, cứ việc tình thế bất đắc dĩ nhưng hắn giấu giếm thân phận việc này, hoàn toàn chính xác làm không chính cống, Y Thiền sinh khí cũng là bình thường, bất quá Giang Dật không nghĩ tới nàng thế mà trước mặt mọi người trả thù hắn. Vù vù, rất nhiều Thiên Cơ Bồng bên trong cấm chế mở ra, Tà Phi Lăng Thất Kiếm Đồ Long Dạ Ưng Kiếm Vô Ảnh bọn người đi ra, tò mò nhìn Giang Dật, Tà Phi trong mắt còn hiện lên một tia sát ý, hiển nhiên Y Thiền thái độ để Tà Phi lên sát tâm. Giang Dật nhìn thấy nhiều như vậy lão bằng hữu, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, đầu hắn bên trong gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, rất nhanh chiết phiến vừa mở, cười nhạt một cái nói, Lê mỗ gì đức cỡ nào đạt được Thiền tiểu thư như thế khen ngợi, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Lê mỗ điểm ấy học thức kém xa, không nghĩ tới Thiền tiểu thư cũng là một cái sách hay người, ngược lại là hạnh ngộ hạnh ngộ. Đối mặt một đám đại lục đỉnh cấp công tử tiểu thư, Giang Dật không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, ánh mắt cũng vô cùng thanh minh, không có một tia ái mộ cùng tham lam, ăn nói ôn nhã, mà lại trọng điểm tại thư, cố ý dẫn đạo mọi người, để đại gia coi là Y Thiền là bởi vì Lê Thiên thích đọc sách tài cao liếc hắn một cái. Lúc nói chuyện hào hoa phong nhã, cũng làm cho một đám chỉ biết là chém giết, một lòng truy cầu võ đạo công tử tiểu thư hảo cảm tỏa ra, nội tâm lo nghĩ cũng bỏ đi rất nhiều. Doãn Nhược Băng vội vàng uyển chuyển cười nói, giảng hòa nói, hi hi, biểu ca, ngươi cũng đừng khiêm tốn, Thiền tỷ tỷ gặp qua ngươi viết văn chương, ngươi đối với thiền đạo kiến giải, cũng làm cho Thiền tỷ tỷ phi thường thưởng thức đấy. Doãn Nhược Băng một phen, càng như một trận cùng thì vũ, triệt để bỏ đi trong mọi người tâm lo nghĩ. Bất quá Tà Phi trong mắt địch ý vẫn như cũ không giảm, cầu mong gì khác cưới không thành, nội tâm ngược lại càng thêm kiên định cưới Y Thiền quyết tâm, cũng chỉ có lấy Y Thiền hắn mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi, đồng thời thành công leo lên thiếu tộc trưởng chi vị, trở thành đời kế tiếp Tà Hoàng. Vị này đột nhiên xuất hiện Lê gia công tử, thế mà viết một ngón văn chương hay còn hiểu thiền đạo. Mặc dù những vật này tại Tà Phi trong mắt đều là cầu thí, thực lực mới là vương đạo, nhưng Y Thiền đối Lê Thiên có hảo cảm, đó chính là hắn địch nhân. Ha ha, Y Thiền cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục đảo loạn, nàng thật sâu nhìn một cái Giang Dật nói, quay lại có thời gian mời Lê Công Tử cùng một chỗ luận thiền, Y Thiền cáo lui trước. Y Thiền tiến vào chính mình thiên cơ bồng bên trong, Đồ Long Lăng Thất Kiếm mấy người cũng đối Giang Dật nhẹ gật đầu riêng phần mình trở về. Tà Phi hung hăng chừng Giang Dật một chút, cho một cái ánh mắt cảnh cáo cũng trở về đi. Chỉ có Chiến Thiên Lôi đi tới, chắp tay cười nói, đã sớm nghe nói Như Băng có một cái học giàu năm xe, tài trí hơn người biểu ca, hôm nay mới thấy một lần, tại hạ Chiến Thiên Lôi, gặp qua Lê Huynh. Gặp qua người mã lạc qua bích, Giang Dật nội tâm thầm mắng một tiếng, nếu không phải thần âm vực phía nam một trận chiến, Chiến ra người coi là có thể nhẹ nhõm giết chết hắn bộc lộ ra thân phận, hắn đến còn không biết cái này Chiến Thiên Lôi như thế độc địa, đối với hắn mà nói giết chết một người cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau a. Đương nhiên, mặt ngoài hắn vẫn rất có lễ phép chắp tay nói, nguyên lai là Thiên Lôi công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Biểu ca đi vào nói đi, Doãn Nhược Băng ngòn ngọt cười, lập tức nhìn thoáng qua Chiến Thiên Lôi, cái sau rất thức thời chắp tay cáo từ, Giang Dật đi theo Doãn Nhược Băng tiến vào nàng thiên cơ bồng. Cái này thiên cơ bồng là cấp cao nhất, bên trong là một cái kỳ lạ không gian, một cái rất lịch sự tao nhã biệt viện. Viện tử có thượng trung hạ 3 tầng, viện tử gian phòng rất nhiều, một tầng có mấy tên thị nữ cùng 2 tên lão giả, một người trong đó khí tức rất cường đại, rõ ràng là bán thần cường giả. Bán thần lão giả có chút hồ nghi nhìn lướt qua Giang Dật, nhưng Doãn Nhược Băng thản nhiên nhìn hắn một chút, tự thu hồi ánh mắt, nhắm mắt an tọa. Biểu ca, chúng ta đi lầu 2 nói chuyện. Doãn Nhược Băng mang theo Giang Dật lên lầu 2, Giang Dật rất hiếu kỳ dò xét cái này thiên cơ bồng, phát hiện cùng không gian thần khí không có khác nhau, mà lại ở chỗ này thần thức lại có thể nhô ra đi, có thể tinh tường cảm ứng được tình huống bên ngoài. Tầng thứ 2 là một cái đại sảnh, còn có mấy gian khách phòng, bên cạnh còn có một đầu hành lang thông hướng tầng thứ 3. Doãn Nhược Băng vừa tiến vào tầng thứ 2 lập tức mở ra cấm chế, thần thức dò xét một phen, mới lòng còn sợ hãi nói ra, Giang Dật, ngươi lá gan quá lớn, lại để cho giả mạo biểu ca của ta, may mắn Chiến Đế không tại, nếu không thoáng cái hội khám phá thân phận của ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết. Ta lá gan luôn luôn rất lớn, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta nhất định phải vào Huyền Thần Cung bên trong lấy một kiện bảo vật. Giang Dật cười khổ nói, tiếp nhận Doãn Nhược Băng đưa tới nước trà, một cái tự uống vào. Vào Huyền Thần Cung, Doãn Nhược Băng lắc đầu khẽ cười nói, chúng ta tại bực này nửa năm, cái này Huyền Thần Sơn cấm chế còn không có buông lỏng dấu hiệu, chúng ta cũng không biết muốn chờ bao lâu, nếu như chờ tới mấy năm thậm chí mấy chục năm. Ha ha, Giang Dật tràn đầy tự tin cười nói, không cần lâu như vậy, nửa tháng là đủ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đến lúc đó chúng ta đi vào chung. A, Doãn Nhược Băng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, rất nhanh tỉnh ngộ nói, Ngao Lư nói cho ngươi. Giang Dật triển khai chiết phiến, học những cái kia chua văn nhân nhẹ nhàng lay động, nhắm mắt lại nói, đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Phốc, Doãn Nhược Băng phong tình vạn trùng trợn nhìn Giang Dật một chút, nói, ngươi còn học thượng nghiện ai, ngươi vẫn là biến trở về ngươi bộ dáng lúc trước đi, không tự nhiên. Giang Dật trên thân bạch quang lóe lên, biến trở về bộ dáng lúc trước, Doãn Nhược Băng lúc này mới ngòn ngọt cười nói, dạng này tiểu thoải mái hơn, nếu không có ngoại nhân ngươi cứ như vậy đi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại lầu 2, chờ nửa tháng sau lại đi vào Huyền Thần Cung. Bất quá, ngươi trở ra, rất có thể hội bại lộ, đến lúc đó ra chờ đợi ngươi, có thể là Chiến Đế hoặc là Bắc Đế, ngươi nghĩ thông suốt. Ta không có đường khác mà đi. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía đông, thần thức khóa chặt bên ngoài cao vút trong mây Huyền Thần Sơn, mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói ra, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Có một số việc ngươi nhất định phải đi làm, coi như thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Doãn Nhược Băng nhìn qua Giang Dật kia như đao gọt phủ đúc bên mặt, nhìn qua hắn trong đôi mắt như sắt thép ánh mắt kiên định, không hiểu nội tâm rung động, trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, lập tức lại nghĩ tới Giang Dật thân phận cùng mình hôn ước, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Chương 1086, khó có thể dứt bỏ. Lê Thiên đến, ngược lại là không có gây nên Chiến Thiên Lôi đặc biệt để ý. Doãn Nhược Băng tư liệu hắn thu thập rất toàn diện, cũng biết nàng ngoại trừ cùng mình một cái thân đệ quan hệ tương đối tốt bên ngoài, cũng chỉ có cái này biểu ca. Lê Thiên khi còn bé hoàn toàn chính xác tại Doãn gia ở mấy năm, cùng Doãn Nhược Băng cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt một chút cũng bình thường. Đương nhiên biểu ca tới, Chiến Thiên Lôi không có khả năng không có chỗ biểu thị, làm trời xế chiều tiểu đích thân đến Doãn Nhược Băng thiên cơ bồng bên trong, biểu thị ban đêm tổ chức một trận yến hội cho Lê Thiên bày tiệc mời khách. Doãn Nhược Băng tự nhiên cự tuyệt, nói Lê Thiên trường đồ bôn ba, rất là vất vả, để hắn nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. còn biểu thị Lê trời sinh tính thích tính, không yêu làm công tử ca kia một bộ, để Chiến Thiên Lôi ít đến quấy rầy. Chiến Thiên Lôi ngượng ngùng rời đi, âm thầm nén giận, bất quá cũng đã quen Doãn Nhược Băng tính tình, không dám ngỗ nghịch nàng. Nhưng Chiến Thiên Lôi sau khi đi một canh giờ, Y Thiền liền đến bái phỏng, Doãn Nhược Băng nhận được tin tức sau đắng cười một tiếng nói, Giang Dật, Chiến Thiên Lôi ta có thể giúp ngươi đuổi, Thiền tỷ tỷ chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Doãn Nhược Băng tự mình đi nghênh đón Y Thiền, Giang Dật biến thành Lê Thiên dáng vẻ, bất đắc dĩ ngồi tại tầng 2 trong đại sảnh trầm muộn uống nước trà, có chút không biết làm sao đối mặt Y Thiền. Y Thiền đối với hắn có ân cứu mạng, Giang Dật tình nguyện đối mặt Doãn Nhược Băng cũng không muốn đối mặt Y Thiền, nhưng nàng đã tìm tới cửa, quả quyết không có không thấy đạo lý. Cộc cộc cộc, thang lầu rất nhanh vang lên một trận tiếng bước chân, Giang Dật đứng dậy đón lấy, Doãn Nhược Băng mang theo Y Thiền lên bậc thang. Giang Dật cùng nàng liếc nhau một cái, trên mặt lập tức lộ ra cười khổ, Y Thiền ánh mắt quá sâu sắc, liếc mắt một cái thấy ngay hết thảy, hắn cái gì đều giấu giếm không được. Gặp qua Y tiểu thư, Giang Dật chắp tay thở dài, Y Thiền nhưng không có để ý tới trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, cũng không cần Doãn Nhược Băng châm trà, chính mình châm trà uống, nói cái gì đều không nói. Hi hi, các người trước trò chuyện, ta đi thiêm thiếp một hồi. Doãn Nhược Băng nhìn thoáng qua Y Thiền, u u cười một tiếng, đạp trên bước liên tục đi lên 3 tầng, còn đem tầng 2 cấm chế giúp hai người mở ra. Y Thiền thản nhiên uống trà, dưới mặt nạ hai mảnh môi đỏ phá lệ yêu diễm, nàng cúi đầu không nói một lời, Giang Dật đứng cũng không được ngồi cũng không xong, chừng một lát cắn răng đặt mông ngồi xuống, nhìn qua Y Thiền nói, Y tiểu thư, ta cái gì ta? Y Thiền ngẩng đầu có chút tức giận nhìn chằm chằm Giang Dật nói, Giang công tử, người rất không tệ a, đùa bỡn tiểu nữ tử xoay quanh, ngươi cảm thấy rất thú vị có phải hay không? Ngày đó tại Hoang Vu Đông Hải ngươi nói ngày sau nhất định báo đáp của ta đại ân, các ngươi Thiên Tinh đại lục con dân chính là như vậy báo ân. Hắc hắc, Y Thiền quả nhiên tại sinh cái này khí, Giang Dật ngược lại không xấu hổ, cười khổ nói ra, Y tiểu thư, việc này hoàn toàn chính xác ta làm không tệ, ta xin lỗi. Nhưng ngươi hẳn phải biết Giang mỗ khó xử, ta từng tiến vào tội đảo, một khi bại lộ thân phận, toàn bộ Đông Hoàng đại lục người đều muốn giết ta, ngươi nói ta có thể cùng ngươi cho thấy thân phận sao? Đương nhiên, bất kể thế nào giải thích, đều là lỗi của ta, ngươi muốn đánh phải phạt đều có thể, Giang mỗ tuyệt không có nửa điểm lời oán giận. Y Thiền xem xét Giang Dật một chút, vẫn như cũ tức giận nói ra, tại trong lòng ngươi, Y Thiền chính là như vậy không chịu nổi người sao? Ngươi cho là ta lại bán đứng ngươi tố giác ngươi? Lần này ngươi tình nguyện tin tưởng Doãn Nhược Băng, mời nàng hỗ trợ cũng không tìm ta đúng rồi. Ngươi cùng Như Băng là quan hệ như thế nào? Nàng thế nhưng là có vị hôn phu người, ngươi dạng này cùng nàng dây dưa không ngớt, ngươi không sợ Chiến Thiên Lôi diệt ngươi? Không được, Giang Dật nói thầm một tiếng không ổn, tại Y Thiền trong giọng nói hắn nghe được một tia chua chua hương vị. Đoán chừng Y Thiền tức giận như vậy cũng rất có thể cùng hắn tìm Doãn Nhược Băng có quan hệ. Vị này thiên chi kiêu nữ sẽ không thích bên trên hắn đi cùng một cái Doãn Nhược Băng đã mập mờ không rõ, như lại cùng Y Thiền dính líu quan hệ, cái này phiền phức cũng liền càng lúc càng lớn. Bất quá Giang Dật nội tâm vẫn là có một tia mừng thầm, có thể làm cho Y Thiền nổi máu ghen, cái này chỉ sợ thiên hạ bất kỳ một cái nào nam tử đều sẽ mừng thầm a. Ánh mắt hắn trừng trừng hướng Y Thiền nhìn lại, cái sau tựa hồ cũng tỉnh ngộ lại, phát hiện chính mình ngữ khí qua chua, vội vàng rủ xuống tầm mắt, có chút bối rối. Y Thiền tâm tính phi thường cường đại, vẻn vẹn mấy hơi thời gian tự bình tĩnh trở lại, lần nữa ngẩng đầu cùng Giang Dật đối mặt, một đôi mắt đẹp nóng bỏng, lần này Giang Dật có chút ăn không tiêu, vội vàng cúi đầu uống một hớp nước trà nói, Y tiểu thư, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta còn thiếu hai ngươi ân tình, Giang mỗ mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng đỉnh thiên lập địa, lời hứa ngàn vàng, việc này quyết không dám quên. Tìm Doãn Nhược Băng, kỳ thật, là tại Thần Âm Cốc ta cùng nàng gặp mặt một lần, bị nàng nhận ra thân phận. Kia cái gì ta cùng Doãn tiểu thư là bằng hữu quan hệ, Doãn tiểu thư là thiên chi kiêu nữ, ta là một cái tội đảo tới gian tế, vẫn là một cái người người kêu đánh qua phố lão thử, Giang mỗ như thế nào lại có nửa điểm ý nghĩ xấu. Nói đến tội đảo, Y Thiền ánh mắt rõ ràng ảm đạm, nàng cúi đầu xuống giả bộ uống trà che giấu chính mình bất bình nội tâm, thật lâu mới thở dài nói, Giang Dật, ngày đó không có đem ngươi mang về Y ra, là ta sai lầm nhất một cái quyết định. Việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói, ngươi tốt nhất vẫn là hồi trở lại tội đảo đi thôi, Đông Hoàng đại lục đại nguy hiểm, cái này Huyền Thần Cung ngươi coi như có thể được đến, cũng sẽ bị Chiến Đế Bắc Đế đánh giết. Ngươi sau khi trở về, vĩnh viễn không cần trở về. Giang Dật nội tâm khẽ động, theo mấy câu nói đó bên trong, hắn có thể cảm nhận được Y Thiền nội tâm chỗ sâu nhất rất nhiều cảm xúc. Quả thật, nàng đối Giang Dật là rất thưởng thức, thậm chí còn có một ít hảo cảm, nếu không cũng sẽ không nói không có đem Giang Dật mang về Y ra là quyết định sai lầm nhất. Bất quá nàng là một cái rất có nguyên tắc người, Giang Dật đi qua tội đảo, cùng Ngao Lư quan hệ mật thiết, cái này lại để nàng không thể nào tiếp thu được, nội tâm của nàng cực kỳ mâu thuẫn. Sở dĩ để Giang Dật trở về, chỉ có vĩnh viễn không còn gặp nhau, theo thời gian trôi qua, nội tâm của nàng mới có thể quên Giang Dật, mới có thể chẳng phải mâu thuẫn cùng thống khổ. Có thể nghe được lòng này cao ngất nữ tử nội tâm chân thành nhất cáo biệt, Giang Dật rất là thỏa mãn cùng cảm kích, hắn thật sâu thở dài nói, bất luận Giang Dật xuất thân nơi nào, có một chút cũng không sẽ thay đổi, ta vĩnh viễn sẽ không cùng Y ra là địch. Mà lại Y tiểu thư nếu có phân công, Giang Dật muôn lần chết không chối từ. Thật có lỗi Y tiểu thư, lần này ta không thể trở về đi, ta phải vào Huyền Thần Cung bên trong thu hoạch được một kiện bảo vật, như thứ này tới tay về sau, ta nghĩ ta hẳn là sẽ hồi trở lại Tội Đảo, có lẽ đời này cũng sẽ không lại trở về. Đương nhiên, Giang Mỗ cùng Bắc Đế gia có thù giết cha, ta như đạt tới cửu tinh thực lực, vẫn là hội trở về báo thù. Vậy chúc ngươi hết thảy thuận lợi đi. Y Thiền đột nhiên đã mất đi hứng thú nói chuyện, nàng thản nhiên đứng lên, ảm đạm hao tổn tinh thần hướng lầu 1 đi đến. Tại đầu bậc thang lúc nàng bước chân dừng lại, trầm mặc thật lâu, lúc này mới ngoái nhìn qua Giang Dật, rất nghiêm túc hỏi, Giang Dật, nếu để cho ngươi triệt để không còn cùng Tội Đảo có liên hệ, bất hòa Ngao Lư liên hệ, quên trước kia hết thảy, dứt bỏ trước kia hết thảy, gia nhập chúng ta Y ra, ngươi hội nguyện ý không? Hết thảy. Giang Dật trầm mặc, Y Thiền ý tứ hắn kỳ thật rất rõ ràng, để hắn vứt bỏ đi qua, dùng một loại thân phận mới gia nhập Y ra, sau đó nàng mời Phật Đế ra mặt điều giải cùng Bắc Đế ra ân oán, triệt để trở thành Y ra người, trở thành nàng Y Thiền vị hôn phu. Cái này giống như đổi lại là những người khác, rất có thể tại chỗ đáp ứng, dù sao trở thành Y ra con rể, cưới Y Thiền cái này thiên chi kiêu nữ, đây là vô số người tha thiết ước mơ chuyện tốt. Nhưng Giang Dật hội nguyện ý không? Hắn có thể vứt bỏ Giang tiểu nô, vứt bỏ Tiền Vạn Quán, Chiến Vô Song, Tư Đồ Nhất Tiếu, Hoàng Phủ Đào Thiên, Phượng Loan, Thanh Ngư, Nam Cung Khinh Linh, sao giống như làm như vậy, hắn vẫn là Giang Dật sao? Ta đã hiểu. Y Thiền nhìn thấy trầm mặc không nói Giang Dật, khẽ lắc đầu nhắm mắt lại hướng xuống mặt đi đến, lưu lại một đạo u tiếng thở dài. Chương 1087, đậu bỉ. Y Thiền sau khi đi không còn có đến đây, Doãn ra hai tên công tử cũng không có tới qua. Chỉ có Chiến Thiên Lôi tới 2 lần, kiên nhẫn muốn cho Lê Thiên tổ chức yến hội bày tiệc mời khách, cuối cùng đều bị Doãn Nhược Băng thay cự tuyệt. Giang Dật tại Doãn Nhược Băng thiên cơ bồng bên trong ở rất an nhàn, nếu có thể tiếp tục như vậy ở lại đi, đến nửa tháng Huyền Thần Sơn cấm chế buông lỏng vậy liền hoàn mỹ. Đáng tiếc tại thiên cơ bồng bên trong ở ngày thứ 8, Giang Dật không thể không đi ra. Doãn ra một vị công tử 30 tuổi sinh nhật, đây là đại sự, Doãn Nhược Băng không thể không tham gia. Giang Dật giả mạo Lê Thiên thân phận không ra mặt cũng nói không đi qua. Giang Dật biết được tin tức này sau rất là buồn rầu, nhưng chỉ có thể cầu nguyện lần này yến hội bình tĩnh vượt qua. Doãn Nhược Băng hôm nay thịnh trang có mặt, mặc một bộ màu đen lai quần, vẫn như cũ đi chân đất, tại váy đen làm nổi bật dưới, cặp kia chân ngọc đẹp say lòng người, nếu có luyến chân đam mê nam nhân, hai chân này đều có thể đùa tới mấy năm. Không có việc gì, người điệu thấp ta, hẳn là sẽ không ra loạn gì. Nàng nhìn thấy Giang Dật trên mặt có chút thần sắc lo lắng, cười nhạt một tiếng trấn an nói, lập tức lại bàn giao nói, hôm nay khai yến hội là ta nhị ca Doãn Châu Chấu, người cũng gọi nhị ca chính là. Hắn cùng biểu ca ta cũng không quen, người tùy ý ứng phó thoáng cái liền tốt, đi thôi, hết thảy có ta. Tốt ha, nghe được câu nói sau cùng, Giang Dật có loại ăn bám cảm giác, hắn ngượng ngùng sờ lên cái mũi theo Doãn Nhược Băng đi ra phía ngoài. Đi ra truyền tống trận quang mang lóe lên tựu ra phía ngoài. Chiến Thiên Lôi đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Doãn Nhược Băng một thân màu đen lai quần, đẹp đến nỗi người ngạt thở, hắn đôi mắt sáng lên, tán dương, Như Băng, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn, cái này tập hắc lai quần để ngươi có một loại càng thêm đặc biệt hương vị, quá đẹp. Giang Dật ở bên cạnh nghe được nổi da gà một chỗ, Doãn Nhược Băng cũng rất là xấu hổ, nàng cười nhạt một tiếng, đi thôi. 3 người không mang hộ vệ, hướng một cái thiên cơ bồng đi đến, vừa mới đi tới, Y Thiền thiên cơ bồng phát sáng lên, Y Thiền ra phía ngoài. Doãn Nhược Băng quét qua lập tức vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy, Giang Dật nhìn thoáng qua cũng âm thầm gật đầu, mỹ nhân liền là mỹ nhân, chân tâm mặc cái gì đều dễ nhìn. Y Thiền hôm nay cũng mặc một bộ tơ lụa váy đen, vẫn là mang theo mặt nạ, mái tóc màu tím quá đẹp, để nàng như dạ chi mỹ linh. Cùng Doãn Nhược Băng đứng chung một chỗ, tựa như hai đóa tranh nhau khoe sắc hoa vương, đem phụ cận hộ vệ con mắt đều nhìn thẳng. Y Thiền thản nhiên nhìn một chút Giang Dật cùng Chiến Thiên Lôi, trực tiếp hướng thiên cơ bồng đi đến. Nhìn tựa hồ tâm tình không phải rất tốt, mọi người tiến vào thiên cơ bồng, quang mang lóe lên đến một tòa to lớn đại điện bên trong. Doãn Châu Chấu thiên cơ bồng bên trong rất phong độ, thảm đỏ một mực trải ra đại điện bên ngoài, ngoài điện hơn 10 người thị nữ quỳ đón khách, còn có một tên lão quản gia nụ cười chân thành cung nghênh. Doãn Châu Chấu là Doãn Nhược Băng Đường ca, Doãn gia thế hệ tuổi trẻ thiên tư tốt nhất con em. Năm nay 30 tuổi, thực lực đạt tới ngũ tinh, so Doãn Nhược Băng hai cái đệ đệ tốt hơn nhiều, nếu có thể đột phá bán thần, đoán chừng rất có thể trở thành thiếu tộc trưởng. Ha ha ha, mọi người mới vừa tiến vào viện tử, đại điện bên trong một đạo cởi mở thanh âm tựu vang lên, một tên cao lớn thanh niên đi ra, khuôn mặt khôi ngô, khí độ bất phàm là nhân trung chi long, ánh mắt của hắn quét qua mọi người, trước hết nhất cùng Chiến Thiên Lôi chắp tay nói, Thiên Lôi công tử, hôm nay nhất định phải theo giúp ta không say không nghỉ a. Nhất định, có Doãn Nhược Băng ở trường hợp Chiến Thiên Lôi một mực rất điệu thấp, chỉ là chắp tay cũng không có nhiều lời. Doãn Châu Chấu lúc này mới cùng Y Thiền Doãn Nhược Băng chào, về sau nhìn qua Giang Dật nói, Lê Thiên, đã sớm nghe nói người đã đến, mấy ngày nay công việc bề bộn cũng thời gian cho người bày tiệc mời khách, tối nay liền hảo hảo uống vài chén. Giang Dật chiết phiến lắp một cái, vuốt cằm nói, nhị ca khách khí. Doãn Châu Chấu tự mình mang theo mọi người tiến vào, đại điện này so Doãn Nhược Băng cái kia lớn hơn. Bất quá Doãn Nhược Băng cũng không thích quá nhiều người, yêu thích nhã tính, quá lớn ngược lại trống trải. Đại điện bên trong bày đầy hoàng kim đài, liếc nhìn lại ít nhất có gần trăm cái, bên trong gần như ngồi đầy người, Lăng Thất Kiếm Đổ Long Kiếm Vô Ảnh bọn người tại, còn có vô số Giang Dật căn bản cũng không có thấy qua danh môn công tử tiểu thư, thấy hắn đau cả đầu. Y Thiền Doãn Nhược Băng Chiến Thiên Lôi đến gây nên bên trong một trận oanh động, trái lại Giang Dật dùng tên giả Lê Thiên không có gì nhận biết, cũng không có người nào chú ý. Vô số công tử tiểu thư đều đứng dậy tới hàn huyên, Giang Dật đều bị lấn qua một bên. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, tại lão quản gia dẫn đầu dưới, tìm một tấm hoàng kim đài ngồi xuống, hắn trước kia thống hận nhất loại này yến hội, giờ phút này cũng ngồi như châm đệm, hận không thể trực tiếp chuồn đi. Doãn Nhược Băng Y Thiền bọn người có chuyên môn vị trí, Doãn Nhược Băng nhìn thoáng qua Giang Dật, cùng hắn nhẹ gật đầu đi tới vị trí của mình, lẳng lặng chờ đợi yến hội bắt đầu. Tà Phi Dạ Ưng mấy người cũng rất mau tới, Dạ Ưng quả nhiên đang theo đuổi Lăng Thi Nhã, đến một lần ánh mắt tự khóa chặt Lăng Thi Nhã, hấp tấp chạy tới. Tà Phi cặp kia kiệt ngạo bất tuần tràn ngập dã tính ánh mắt, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến Y Thiền. Giang Dật nhìn thoáng qua Tà Phi âm thầm gật đầu, những này Tà gia đệ nhất công tử quả nhiên bất phàm, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, khí độ càng thêm bất phàm, có kiêu hùng tiềm chất. Người cơ bản đến đông đủ, tiệc rượu cũng bắt đầu, vô số thị nữ như nước chảy ra vào, dâng lên các loại mỹ vị món ngon. Giang Dật chỗ ngồi tương đối dựa vào dưới, hắn cũng rất điệu thấp, chỉ là cùng phụ cận một vị công tử tiểu thư gật đầu ra hiệu, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, trầm mặc ăn. Trong đại điện ở giữa có vũ nữ khinh vũ, trong góc cũng có đàn sư nhẹ giọng đàn tấu, tiệc rượu bầu không khí nồng đậm, các công tử nhao nhao nâng chén, cùng phụ cận tiểu thư nhẹ giọng trêu chọc, chỉ có Giang Dật một người lộ ra không hợp nhau. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng thêm nồng đậm. Chiến Thiên Lôi Dạ Ưng Tà Phi bọn người chậm rãi mà nói, theo đạo văn nói tới các loại thần thông, theo Huyền Thần Sơn nói tới Huyền Thần Cung, theo thiên hạ đại sự nói tới các vực phân tranh, theo Đông Hoàng Đại Lục nói tới Tội Đảo, từng cái lời nói hùng hồn, thế có một người một ngựa đem Tội Đảo 13 gia tộc hủy diệt khí khái. Giang Dật nghe được âm thầm nhức cả trứng, hảo không thú vị, nhưng yến hội vừa mới bắt đầu, hắn như cứ như vậy rời đi, sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Mà lại Doãn Nhược Băng không quay về, một mình hắn cũng không tốt tiến vào thiên cơ bồng, chỉ có thể tiếp tục đang ngồi trầm mặc, nghe đám này bọn công tử loạn xả đàn.